đến em phụng rồi gặp một số các anh chị thì chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đúng không ạ à? thì trước khi bước vào cái nội dung chính thì em xin phép được giới thiệu lại em tên đầy đủ là trịnh tiểu phụng và hiện tại em phụng đang là chuyên viên của Awa việt nam à, Trước khi bắt đầu có nội dung hấp dẫn của buổi workshop ấy, thì các anh chị hãy chuẩn bị cho mình một cái chỗ ngồi thật là yên tĩnh này. Chuẩn bị một ly nước ấm, một cuốn sổ, một cái bút để mình có thể ghi chép lại những kiến thức quan trọng trong cái buổi workshop ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa là cuối chương trình ấy, thì sẽ có một cái phần mini game và chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn chỉ dành riêng cho các khách mời có mặt trong Zoom đến phút cuối cùng thôi. Cho nên là các anh chị hãy ở lại cuộc sốt của chúng ta đến tận những giây phút cuối cùng để mình có thể mình không bỏ lỡ bất kỳ một cái phần quà hay là những cái kiến thức giá trị nào từ ban tổ chức nha mọi người nhé. À, hôm nay thì AQUA rất là vinh dự khi có được sự hiện diện của các diễn giả có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong ngành da liễu em xin trân trọng được giới thiệu đầu tiên đó chính là cô Tuyết Nhung ạ à, à, chuyên gia da liễu thẩm mỹ tiếp theo đấy là bác sĩ Hà Vy bác sĩ Hà Vy đang là founder của v paris Spa và Clinic và đồng thời bác sĩ Hà Vy cũng đang là bác sĩ chuyên môn của AWA Việt Nam luôn hơn nữa là à, sự có mặt của các khách mời là quý bác sĩ chủ spa đang công tác và làm và làm việc trong ngành làm đẹp tại Việt Nam. Trước khi bước vào những cái nội dung chính của bộ bột thì em xin phép là được giới thiệu sơ lược về nhãn hàng AQUA để cho các anh chị nào lần đầu tiên mình biết đến thương hiệu này thì mình sẽ hiểu rõ hơn về thương hiệu AQUA mọi người nhé. Ờ, có rất là nhiều các anh chị nói với em là khi mà cầm cái sản phẩm này lên ấy thì chị không biết đọc tên sản phẩm như thế nào thì rất là đơn giản thôi mọi người ạ, mình sẽ đọc là A O qua. Đây là những cái từ ngữ thể hiện, đây là những cái từ ngữ cảm thán thể hiện cái sự ngạc nhiên và bất ngờ của khách hàng khi mà được trải nghiệm cái sản phẩm thuộc cái thương hiệu thương hiệu mỹ phẩm thẩm mỹ chuyên nghiệp. A, -A là thương hiệu dược mỹ phẩm sinh học cao cấp được nghiên cứu bởi các chuyên gia gia liệu hàng đầu của việc Median Lab, trực thuộc tập đoàn thẩm mỹ số 1 Hàn Quốc Median. Và Median Lab là nơi nghiên cứu và sản xuất ra các sản phẩm hàng đầu trên thị trường gia liệu và thẩm mỹ của Hàn Quốc. Và hiện tại là AWA đã được sử dụng và phân phối trên 10, hơn 10.000 phòng khám gia liệu tại Hàn Quốc và phát triển trên 25 quốc gia trên thế giới rồi. Đó thì Uh, cái viện Median Lab này ấy là nơi đã nghiên cứu và sản xuất ra nhãn hàng Histolab Một cái nhãn hàng rất là quen thuộc với các anh chị mà đang làm trong ngành làm đẹp đúng không ạ à? Và dựa trên cái sự thành công của Histolab Thì Medi viện Median đã nghiên cứu và sản xuất ra thương hiệu Aqua Nhưng nó sẽ thuộc phân khúc cao cấp hơn Và trong những cái sản phẩm của AWA sẽ được ứng dụng các công nghệ y khoa tiên tiến và kèm theo đó là những cái thành phần độc quyền được cấp bằng sáng chế thành phần thành phần độc quyền của hãng được cấp bằng sáng chế sẽ giúp là nhằm nhắm trúng mục tiêu trị liệu tăng cường hiệu quả tối ưu tấn công giải quyết các vấn đề của da từ gốc sẽ mang lại cái hiệu quả chăm sóc và điều trị vượt bậc cho cái làn da của mình một cách bền vững và an toàn kể cả là trên những cái nền da nhạy cảm nhất và sẽ không để mất thời gian của mọi người nữa thì tiếp theo sau đây em xin phép điểm qua bốn phần nội dung chính của buổi workshop sẽ bao gồm phần đầu tiên là phương pháp trị liệu các bệnh cấp tính của da, phần thứ hai là ứng dụng lâm sàng các sản phẩm của Awa trong các uh, trong các ca bệnh, phần thứ ba là phần giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia và nhãn hàng, phần thứ tư là phần mini game cũng là cái phần thú vị nhất. Và nếu như các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cuộc số ngày hôm nay thì em xin mọi người một comment số 1 vào trong ô chat để chúng ta cùng bắt đầu được không ạ? À? Mọi người đã sẵn sàng rồi thì comment số 1 giúp em nha. Anh chị rất là nhiều, em đã nhìn thấy rất là nhiều số 1 ở đây rồi. Dạ, và bây giờ thì em xin phép được bắt đầu buổi workshop với phần lý thuyết về phương pháp trị liệu các bệnh cấp tính của da của cô giáo Tuyết Nhung ạ. À. Em xin phép được mời cô Nhung ạ. À. Vâng, xin chào mọi người ạ. À. Mọi người có nghe rõ không ạ? À? À, cô giáo xin phép được uh, chia sẻ cái slide đào tạo của mình nha. Mọi người có nhìn rõ màn hình và nghe rõ âm thanh không ạ? À? Cô Nhung ơi, cô Nhung chưa mở cam lên đấy ạ. À? À, xin phép là được uh, ẩn cam ạ, à, tại vì uh, cô giáo thì vừa mới bay từ Bắc Kinh về nên là cũng uh, sức khỏe cũng hơi một chút uh, có vấn đề thì nên là uh, xin phép là tập trung vào màn hình và không mở cam như mọi người để cho tín hiệu nó cũng tốt nữa uh, lúc nãy thì MC có hỏi mọi người là uh, thời tiết như thế nào đúng không ạ à, thì hiện tại thì Hà Nội miền Bắc á, tất cả những khách hàng cho các chủ spa cũng như là các đối tác ở miền Bắc thì chắc chắn là đang trải qua một cái uh, thời tiết lạnh nhất trong năm thì nên sẽ có những vấn đề chung ha về cái làn da mùa lạnh còn đối với các cái đối tác ở miền Trung hoặc là miền Nam á thì thời tiết nó không có biến động nhiều chúng ta vẫn nằm trong cái uh, diện là nóng ẩm đúng không ạ à? thế thì nó rất là đa dạng ở Việt Nam chúng ta là có bốn mùa lận. thì nên là hôm nay cũng như là tối mai á thì nhãn hàng có uh, mời tôi uh, để chia sẻ những cái kiến thức uh, cô động và gọi là coaching có nghĩa là sẽ tóm tắt lại tất cả những cái công thức chăm sóc và trị liệu quan trọng nhất phù hợp với cái điều kiện thời tiết cuối năm cũng như là những cái vấn đề gia chính ở Việt Nam của chúng ta thì hy vọng là sẽ cung cấp cho tất cả mọi người những cái kiến thức bổ ích và đặc biệt là chúng ta nắm được những cái hoạt chất khi những cái gọi là đặc sản mà nhãn hàng đem lại. Thì chủ đề tối nay của chúng ta sẽ là những cái vấn đề cấp tính, có nghĩa là khách hàng chúng ta gặp phải một cái thời điểm ngắn hạn và có thể xử lý ngay, xử lý ngắn thì nó bao gồm có các chủ đề là da nhạy cảm kích ứng, da mụn viêm và da tổn thương sau những cái kỹ thuật xâm lấn. Thì tôi sẽ chia sẻ về cái cơ chế bệnh sinh, cái nguyên tắc điều trị và những cái hoạt chất chúng ta có thể ứng dụng được. Kèm theo đó là gì với những cái sản phẩm cụ thể của hãng hàng thì chúng ta có thể dễ dàng để tìm kiếm và kê toa vào trong cái phát đồ của chính mình. Sau đó thì sẽ đến phần chia sẻ những cái kinh nghiệm xử lý lâm sàng cụ thể của bác sĩ. À, thì đây là những cái chia sẻ thực tế mà rất nhiều khách hàng cũng như là bác sĩ à, nghiên cứu cái sản phẩm của hãng trên những cái bệnh nhân cụ thể và cho mọi người những cái à, kết quả để mọi người có thể tự tin là áp dụng vào những trường hợp của mình. Thế thì đầu tiên nói về bệnh cấp tính cấp tính có nghĩa là gì? à đột ngột ha, vào một cái thời điểm cụ thể hoặc là một cái điều kiện thời tiết nó bất lợi thì da nó phát sinh ra các cái vấn đề để gọi là cấp tính. À, thường là trong gia liễu cấp tính là chúng ta sẽ xử lý ưu tiên. mặc dù khách hàng chúng ta có rất nhiều yêu cầu, ví dụ họ đến là xin là để làm trị nám này, làm căng bóng này, làm đẹp, làm trẻ hóa. nhưng nếu như cái tình trạng da của họ rơi vào trong ba cái chủ đề này thì được gọi là cấp tính và mình phải ưu tiên để xử lý đó là chủ đề nhạy cảm chủ đề viêm là mụn ạ và chủ đề những cái tổn thương sau xâm lấn thì mọi người có bút viết, viết ở đó mọi người có thể nốt nhanh lại mình có ba chủ đề được gọi là cấp tính và tối nay thì chúng ta sẽ uh, cốt kiến thức và thảo luận chính về ba cái chủ đề này đầu tiên thì rất nhiều làn da đặc biệt là thời điểm này là trời nó chuyển mùa và nhiệt độ nó rất là lạnh thì nên chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều tình trạng là da nhạy cảm và kích ứng nhạy cảm là một cái trạng thái uh, da nó phản ứng rất là mạnh mẽ ha, và nhạy hơn so với những cái nền da bình thường với những cái điều kiện thời tiết hoặc là những cái sản phẩm bôi thoa thì gọi là nhạy cảm thế thì nhạy cảm nó sẽ chia làm hai hướng một là hướng có tính chất cơ địa tức là sinh ra là một cái làn da mỏng manh ha, dễ phản ứng với môi trường và một cái tình trạng nhạy cảm là có tính chất là do khách quan tức là do những cái tác động bên ngoài làm cho da bị nhạy cảm. Và tình trạng chung, cái biểu hiện chung đó là những cái phản ứng nổi, mẩn, sẩn ngứa, rác ha, và dễ kích ứng. Lúc nào da khách hàng cũng trang trong một cái trạng thái là họ uh, phát triển những cái phản ứng viêm thì đây là gọi là tình trạng nhạy cảm. Về cái cơ chế bệnh sinh của tình trạng nhạy cảm ạ, thì nó sẽ phân tích từ yếu tố cái phản ứng của các hệ thống trong da với những cái tác nhân bên ngoài ví dụ ở đây là một cái sơ đồ rất là cụ thể và nó tóm gọn lại những cái cơ chế của cái da nhạy cảm và kích ứng nó gọi là viêm da nội sinh à, mọi người hãy nhìn vào cái sơ đồ này những cái kích thích từ bên ngoài môi trường ví dụ như thời tiết lạnh này khô này đúng không ạ? hoặc là nhiệt độ cao hoặc là những cái chất à, tẩy rửa mạnh như axit những cái chất mà dễ gây kích ứng da đó tác động vào cái thành da là cái lớp sừng á thì lập tức là bên trong cái lớp thượng bì nó có cái tế bào langerhans là tế bào của hệ thống miễn dịch nó sẽ tiếp nhận tín hiệu ngay đầu tiên và nó dẫn truyền tín hiệu từ cái kích thích này xuống dưới sâu hơn đến cái hệ thống đầu mút dây thần kinh và đại diện đó là những tế bào mechans nằm ở cái À, phần tiếp giáp giữa hai lớp thì những tế bào này nó sẽ truyền dẫn các cái tín hiệu thần kinh đến cái trung ương thần kinh của da và khi trung ương thần kinh nó đánh giá là đây là những cái tác nhân có hại hoặc là những tác nhân bất lợi thì lập tức một cái phản ứng dây chuyền xảy ra cho các hệ thống khác nữa, lại gồm có gì ạ? Hệ thống miễn dịch ở bên dưới đó là các cái tế bào viêm, các đại thực bào nó gọi là mast cell, những tế bào này nó sẽ À, được kích thích để vỡ ra và giải phóng các cái nhân tố viêm da. Ở đây một cái nhân tố mà mọi người hay biết tới là histamine. Chính là cái chất mà làm cho da bị dị ứng, á, ngứa, nó nổi sẩn. Đó. Thì khi histamine nó xuất ra kèm theo một số những cái chất khác thì ngay cạnh à, cái phần tiếp giáp giữa hai lớp của da nó có hệ thống mau mạch. À, bên dưới mọi người nhìn bên ngoài những cái làn da mỏng nhạy cảm mọi người cũng nhìn thấy mau mạch đó thì cái da càng nhìn rõ mau mạch thì da đó càng dễ nhạy cảm. Hệ thống mạch sẽ bị kích hoạt. Và lúc đó là gì? Cái thành mạch nó mỏng manh, nó dễ vỡ như này, nó sẽ bị đứt gãy và dẫn đến việc là các cái hồng huyết cầu ở bên trong nó xuất ra và nó tụ vào trong cái vị trí gần nhất với cái vị trí bị kích thích, dẫn đến một cái hiện tượng đó là gì? Ạ? Erythema đó là hiện tượng sẩn đỏ kèm theo những cái phản ứng như là nóng, đau, châm chích. Thì đây chính là cơ chế dây chuyền của một phản ứng kích ứng da và như vậy khi người ta nghiên cứu nó có nhiều bước như vậy nó mới dẫn đến được cái phát đồ khi mình xử lý cái da kích ứng nhạy cảm mọi người có để ý là gì ạ à? khi bị dị ứng hoặc kích ứng với một cái nhân tố nào đó thì điều đầu tiên tất cả các bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu khuyên là gì ạ à? rửa sạch da à, cái bước rửa sạch đây là bước gì ạ à? để mà cách ly hoặc là loại bỏ cái nhân tố tác động tức là mình biết rằng là mình đã tiếp xúc với cái gì đó và nó gây ra cho mình nhạy cảm thì mình phải ly dán làn da ra khỏi cái tiếp xúc đó tức là rửa sạch da cách ly da với cái nhân tố tác động ví dụ như tiếp xúc với hóa chất mỹ phẩm thì phải rửa ngay lập tức tiếp xúc với nhiệt độ lạnh thì chúng ta phải vào trong cái môi trường ấm ngay lập tức tiếp xúc với nhiệt độ nóng thì chúng ta phải làm dịu da ngay lập tức làm mát da ngay lập tức có nghĩa là chúng ta cách ly cái phần thứ nhất ạ sau đó thì người ta sẽ dùng những cái hoạt chất để làm gì ạ làm dịu thần kinh tức là tất cả những hoạt chất gì có khả năng làm dịu các cái phản ứng ngứa châm chích đau rát của da thì người ta sẽ đưa vào đầu đầu tiên Đấy không ạ sau khi mình cách ly đó tiếp theo là gì ạ các hoạt chất kháng viêm những hoạt chất gì có khả năng làm giảm đi cái sự bài tiết cái sự uh, gọi là gì uh, phát triển của histamine thì nó sẽ có tính chất kháng viêm và một cái chất mà thường hai bác sĩ sử dụng lắm đó là corticoid, đó, đó là cái chất mà đánh vào cái cơ chế này là cơ chế kháng viêm ở đây. Đúng không ạ? Nhưng nếu như trong uh, dược mỹ phẩm hoặc là trong những cái mỹ phẩm khác đó, không sử dụng thuốc thì người ta sẽ tìm những hoạt chất khác để giúp cho cái khả năng kháng lại các cái thành phần gây viêm ở đây. Một cái cơ chế nữa cho vấn đề xử lý nhạy cảm đó là chúng ta chấn áp vào cái hệ thống mạch ở đây mạch máu nó càng giãn nở nhiều thì cái khả năng hồng cầu xuất huyết ra càng nhiều da sẽ càng đỏ càng đỏ thì nó sẽ càng phát triển cái phản ứng sẩn kèm theo những cái cảm giác khó chịu thì cái chiến lược tiếp theo trong việc xử lý nhạy cảm đó là mình đưa các hoạt chất để chấn áp hoặc là hạn chế ha co những cái mạch máu bị giãn nở quá mức đúng không ạ và cuối cùng là gì ạ khi mình đã làm được nhiều cái bước À, như là cách ly nè, giảm à, dịu thần kinh nè, giảm các tín hiệu viêm nè, giảm cái vấn đề giãn nở mạch thì gần như là những cái tác nhân gốc và gây ra hiện tượng nhạy cảm nó đã giảm bớt rồi. Vì còn lại là mình chỉ làm gì ạ? À? Mình tăng cái yếu tố bảo vệ lên. Nếu mà làn da nó có một cái thành da khỏe, à, một cái nền khỏe thì nó sẽ giảm bớt các cái phản ứng nhạy với môi trường. Thì đó là cái chiến lược chung trong cái việc xử lý da nhạy cảm. Ở đây thì tôi có cốt rất là ngắn gọn thôi. Về nguyên nhân da nhạy cảm, cái hướng về cơ địa thì nó sẽ xuất hiện trên những cái loại da nhạy cảm, da mỏng, mỏng manh, ha, yếu ớt. Nhưng mà cái đa số cái nguyên nhân gây ra nhạy cảm ở nền da của người Việt đó là gì ạ? Là do môi trường tiêu cực, do tác động của việc sử dụng mỹ phẩm sai cách, do lạm dụng các cái phương pháp xâm lớn, lạm dụng các cái hoạt chất xâm lớn cái đó là phần chính bởi vì mọi người biết là cái loại da của người việt á, cái tỷ lệ da nhạy cảm nó rất là thấp đúng không ạ trong các loại da ở cái chất da của người việt nam mình á thì cái loại da chính là da hỗn hợp và da dầu đúng không ạ còn da nhạy cảm da thường thì nó thường cái tỷ lệ rất là thấp nhưng tại sao ngày càng nhiều tình trạng nhạy cảm đó là do chính cái việc sử dụng hoạt chất những cái hoạt chất mạnh trong điều trị hoặc là xài những cái khách mà xài phải kem trộn, lột tẩy Hoặc là ngay trong cái việc là phát đồ điều trị chúng ta Chúng ta sử dụng quá nhiều những cái xâm lớn Đó thì đây là cái nguyên nhân uh, gây ra tình trạng nhạy cảm Đối với da nhạy cảm thì thường Các cái nhãn hàng mỹ phẩm Họ sẽ tạo ra những cái line sản phẩm riêng Nó gọi là sensitive skin care đó Người ta sẽ tạo ra những cái line mà ưu tiên các cái hoạt chất Như tôi vừa nói Làm dịu nè, giảm đỏ nè Kháng viêm nè gia cố thành mạch máu ha, và tăng sự bảo vệ. Đó đấy là cái gọi là cái khi trong việc sử dụng cái, các cái hoạt chất và thường cho nhạy cảm thì ít khi sử dụng công nghệ thiết bị. Ở đây thì tôi chia cho mọi người ba à, cái nhóm chất chính trong việc sử dụng các cái sản phẩm dưỡng cũng như là dược mỹ phẩm, hay những sản phẩm skin care. Ở đây mọi người có bút đó, ha, mọi người nốt nhanh vô, nốt nhanh vô ạ. Thứ nhất chúng ta sẽ có những cái nhóm hoạt chất hóa dược tức là nó đi về phần tổng hợp hóa học thứ hai là chúng ta sẽ có những nhóm hoạt chất sinh học đi về những cái thành phần nó gần gũi với cấu trúc sinh học tự nhiên của da ha, của tế bào Đó. những cái cấu trúc những cái uh, dịch tiết ha, những cái phần uh, sinh lý của da nó gọi là hoạt chất sinh học và những cái hoạt chất tự nhiên là những hoạt chất được hỗ trợ được uh, bổ sung vào trong cái công thức nó hài hòa thì đối với mọi người biết ha giờ cho ba số đi ạ số 1 là các hoạt chất hóa dược ví dụ như aha bha retinol uh, vitamin tranexamic ha uh, bpo hoặc là những cái loại thuốc số 2 là nhóm hoạt chất sinh học ví dụ như các nhân tố tăng trưởng các loại peptide uh, các chiết xuất uh, từ tế bào gốc các cái loại collagen được thủy phân nhỏ ra ha, rồi exosome hoặc là cái hyaluronic thì um, ở định nghĩa cho ba cái nhóm này thì đối mọi người biết với nền da nhạy cảm thì mình sẽ sử dụng ưu tiên cái nhóm hoạt chất nào? Mọi người có thể tương tác vào trong nhóm chat đi ạ. Số 1, số 2 hay là số 3. Mọi người có thể ghi một cái công thức đi ạ. Theo mọi người thì với nền da nhạy cảm thì chúng ta sẽ kê toa cho khách hàng ưu tiên ở những nhóm hoạt chất nào, nhóm nào? Mọi người hãy đánh vào đi ạ. Vâng, cô giáo nhìn thấy rất là nhiều nè. Cảm ơn mọi người tương tác tốt lắm nha. Cái này là coi như mình vừa nghe vừa học luôn đó. Đúng không ạ? Nếu mọi người gặp những ca mà da cực kỳ khó chịu, nhạy cảm kích ứng À, thì mọi người sẽ ưu tiên kê toa cái nhóm hoạt chất nào cho cái nền da này. Đúng rồi ạ, chúng ta sẽ ưu tiên cho hai nhóm hoạt chất. Một là cái nhóm hoạt chất tự nhiên trước, mọi người có để ý nha. Những da nhạy cảm là người ta sẽ tìm các cái thành phần có tiếu chất tự nhiên để người ta thoa lên da trước để làm gì ạ? Có tác dụng làm dịu làm dịu và nó giảm với phản ứng viêm đó làm dịu và giảm phản ứng viêm thì đó chính là những nhóm hoạt chất tự nhiên những cái cây cỏ hoa lá những cái chiết xuất thực vật nào mà theo hàng ngàn đời nay người ta dùng trong điều trị bỏng này điều trị ngứa này điều trị kích ứng này đúng không ạ người ta đã nghiên cứu từ rất là lâu rồi những cái chất đó thì người ta sẽ sử dụng theo cái liệu pháp tự nhiên người ta để làm dịu đúng không ạ còn sau này khi công nghệ sinh học phát triển người ta nghiên cứu càng ngày càng sâu vào trong những cái cấu trúc tế bào cấu trúc da người ta phát hiện ra là trong đó nó có chứa những cái hoạt chất sinh học nào ấy, thì người ta sẽ có cách để người ta tổng hợp nhân tạo từ những cái ứng dụng của công nghệ người ta sẽ ra cái hoạt chất sinh học thì hoạt chất sinh học là nhóm 2 sẽ được dùng tiếp theo trong cái chủ đề này với vai trò là gì ạ à? vai trò là phục hồi nha mọi người vậy thì mọi người hãy nhớ một công thức như thế này đối với da nhạy cảm cái điều đầu tiên là mình phải làm dịu phản ứng trước đã mình làm dịu phản ứng đã và đối với việc làm dịu phản ứng thì chúng ta sẽ sử dụng hoạt chất tự nhiên tất cả các sản phẩm hiện nay mọi người thấy trên thị trường luôn kể cả mảng dược mỹ phẩm hay là mỹ phẩm hoặc là mỹ phẩm sinh học người ta đều dùng hoạt chất tự nhiên để người ta xử lý cái nhạy cảm đúng không ạ sau đó là gì ạ da nhạy cảm thường kèm theo các cái vấn đề tổn thương hoặc là cái cấu trúc của hàng rào da nó yếu nó mỏng thì người ta lại phải tăng cường cái độ dày lên tăng cường cái sự bảo vệ lên người ta lại có gì ạ? đưa cái thành phần phục hồi vào thì thành phần phục hồi chính là nằm ở cái hoạt chất sinh học phục hồi đây có nghĩa là gì ạ làm thế nào để cho các tế bào da trở nên mạnh mẽ hơn ha trở nên nhiều hơn dày hơn và khả năng đề kháng với môi trường tốt hơn thì các nhóm hoạt chất sinh học chính là nằm trong phục hồi đó thì đây là cái công thức nguyên lý để kê cho da nhạy cảm. Đầu tiên là phải tìm ra hoạt chất để giảm ngay phản ứng nhạy cảm mà mình không phải sử dụng thuốc, mình không dùng đến corticoid, à, mình không dùng đến cần phải thuốc, mình chỉ cần làm giảm đi triệu chứng khó chịu tại chỗ của da bằng cách làm mát, làm dịu da. Sau đó mình chèn thêm các cái thành phần sinh học để mình thúc đẩy cái việc tái sinh cấu trúc, làm khỏe tế bào và tăng cường cái miễn dịch lên thì mình sẽ giải quyết được thì chính là hai nhóm chất này số 2 và số 3 mọi người trả lời đúng hết rồi đó đúng không ạ chúc mừng mọi người nha đã tư duy đúng và trả lời đúng vậy thì đối với những sản phẩm của nhãn hàng aho đi theo đúng nguyên lý như vậy những cái dòng sản phẩm nào nó chứa các cái chiết xuất thực vật mà trong nghiên cứu về y tế cũng như về da liễu nó có tác dụng làm giảm phản ứng mát dịu đỡ ngứa đỡ tấy À, đỡ sưng đỏ thì mình ưu tiên dùng đầu tiên ở đây mọi người thấy những cái hoạt chất kinh điển về thực vật lô hội đúng không ạ lô hội trong những cái kem hoặc là cái gel mọi người hay sử dụng uh, đi kèm với lại điện di và chạy lạnh á, để giảm những cái triệu chứng sưng tấy phù nề hoặc là ngứa rát kích ứng của làn da đúng không ạ một cái chất thứ hai đó là rau má rau má là gần như gọi là chất quốc danh trong cái thành phần làm dịu của các sản phẩm Hàn Quốc, lô hội, rau má và một chất nữa là hoa cúc. Đây là công thức bất di bất dịch luôn trong các cái chiết xuất tự nhiên mà gần như tất cả các sản phẩm, những cái mỹ phẩm từ tự, tự, tự nhiên họ đều sử dụng nhé, lô hội này, rau má này, ha à. và cái cúc. Trong cái hoa cúc thì nó sẽ có cái uh, thành phần azulen, Nha mọi người, tè cúc la mã này nó sẽ có cái azulen là cái hoạt chất sinh học tự nhiên ha chính để có tác dụng kháng viêm làm giảm đỏ giảm tấy đó đấy là cái hoạt chất về à, tự nhiên ha rồi ngoài ra là gì ạ cái hàng rào da là một yếu tố bảo vệ quan trọng trong cái yếu tố trong cái vấn đề giảm bớt cái tình trạng kích ứng do môi trường đặc biệt là vào mùa lạnh mọi người thấy tại sao mình lại ngứa tại sao da nó bị nẻ ngứa nếu mà mọi người soi sâu thì sẽ thấy là nguyên cái hàng rào sừng cái tế bào sừng ở lớp thượng bì nó bị bong chóc ra thì da nó bị hở ra những cánh cổng bảo vệ nó bị mở ra thì lập tức là bụi nè lạnh nè hóa chất nè thậm chí mọi người rửa nước lên mọi người thấy rác nữa đúng không ạ bình thường da mọi người không bị nẻ không bị tổn thương sừng thì mình bôi sản phẩm hay mình tiếp xúc cái hóa chất gì bên ngoài nó không có cảm giác gì nhưng da bị nẻ ngứa mọi người chỉ cần xịt nước lên thôi cũng thấy ngứa cũng thấy thấy rát rồi đó là do cái hàng rào sừng nó bị tổn thương nó bị gãy bị đứt thì một trong những cái chất gọi là cực kỳ quan trọng để khóa cái hàng rào sừng chất khóa ẩm quan trọng trên bề mặt da đó là ceramide người ta nghiên cứu điều hoạt chất lắm nha mọi người beta in nè ure nè ha vitamin e nè Glycerin đúng không ạ và Ceramide thì trong một cái gọi là những cái thành phần của cái nhóm NMF nhóm tố giữ ẩm tự nhiên á thì Ceramide là cái thành phần khóa ẩm trung tính nhất trong các cái nhóm chất giữ ẩm tự nhiên trung tính nhất tức là mình dùng được trên tất cả các nền da da nhạy cảm, da dầu, da hỗn hợp, da mụn dùng được hết. Nó là thành phần khóa ẩm trung tính nhất và không chống chỉ định cho bất cứ một tình trạng da nào. Thì mọi người có thể sử dụng cái hoạt chất này, công thức sản phẩm này để tạo ra một lớp áo choàng phủ lên trên bề mặt da ngoài cùng. Sau khi tất cả các bước mình đã dùng bên dưới rồi ha, serum rồi. Uh, kem hoặc là những cái sản phẩm trị liệu bên dưới rồi thì mình phải choàng ra một cái lớp áo để bảo vệ cho cái bề mặt sừng nó chống cái sự thoát nước à, và chống những cái sự bám bụi bám bẩn cũng như là những cái yếu tố tác động tiêu cực giống như áo áo giác đó mọi người ha thì mọi người sẽ sử dụng ceramide và đặc biệt cái chất này thì nó lại rất là trung tính bởi vì sao ạ nó ở một cái thân gel thì nên nó sẽ không kén một cái một nền da nào cả da dầu có mụn viêm dùng dùng được hết, da nhạy cảm da khô dùng được hết. Nếu như mọi người dùng một chất khóa ẩm mà dạng kem thì mọi người sẽ gặp vấn đề trên nền da dầu, đúng không ạ? Nhưng mà một chất khóa ẩm ở trên dạng gel thì tất cả các nền da đều dùng được. Thì đây cũng là một trong những loại gọi là kem dạng gel bestseller của hãng và đây là một cái sản phẩm thiết yếu ở cái khâu khóa ẩm cuối cùng trong cái care Mọi người lưu nha. Chúng ta sẽ có cái uh, lô hội rau má này làm dịu. Chúng ta sẽ có ceramide để khóa, à, có tinh chất cúc la mã làm giảm đỏ. Đó thì đây là những cái uh, công thức để mọi người thiết kế cho các cái routine của cái làn da nhạy cảm, chống ngay cảm giác ngứa đỏ thì mình sẽ dùng serum trước, sẽ dùng azulen ở cái nồng độ rất là cao ở đây nó có 80% mươi phần trăm là nồng độ cực cao để mình dập tắt ngay những cái phản ứng kích ứng ngứa ngáy sau đó mình sẽ tiếp tục ở cấp độ thứ hai là mình sẽ làm dịu ha bằng cái uh, lô hội rau má và cuối cùng mình khóa lên trên cái màng da một cái lớp ceramide như một tấm áo choàng để mình bảo vệ cho nó thì thì đây là cái công thức đơn giản nhất mình có thể thiết kế cho một cái nền da nhạy cảm. Được chưa? Đấy là công thức đầu tiên nha. Một cái chất tiếp theo đó là khi da mình nhạy cảm đến mức là nó chóc ra, tức là tế bào sừng nó bị loại nó bị bong ra khỏi cái cấu trúc thì da mình sẽ bị một hiện tượng đó là mất nước không kiểm soát. Mọi người có gặp tình trạng này chưa ạ? Thứ nhất là mùa đông nè, khi mà độ ẩm không khí rất thấp thì gần như tất cả các nền da đều có xu hướng bị nẻ. Đúng không ạ? Thứ hai là mọi người có sử dụng peel, phi kim hoặc là sử dụng công nghệ mà nó làm bỏng cái lớp thượng bì. Nó làm mất nước cái thượng bì thì nó cũng sẽ xảy ra tình trạng tương tự. Đó là lớp, lớp sừng nó sẽ bong và sẽ bị hiện tượng mất nước không kiểm soát. Thì một cái thành phần vô cùng quan trọng và kinh điển trong việc bù ngay cái sự mất nước không kiểm soát chính là HA mọi người HA nhưng mà HA dùng như thế nào để cho nó không bị cái hiện tượng hút ngược nước nên trên nền da không biết là trong lớp của chúng ta đã từng nghe đến chuyện uh, những cái beauty blogger hoặc là những cái uh, bác sĩ dược sĩ có đề cập đến trường hợp càng dùng HA thì da lại càng khô càng bị căng ra càng khó chịu không ạ ai gặp trường hợp này mọi người có thể comment vào trong uh, à ô chat ạ. À. Mọi người đã từng nghe tới cái việc sử dụng các sản phẩm HA trên thị trường mà sao nghe nói HA là giữ ẩm đấy, nhưng mà tại sao bôi lên thấy da khó chịu hơn ạ? À? Thấy nó còn khô hơn nữa. Mặc dù mình hiểu là HA là giữ ẩm. Hút hút ngược nước từ trong da ra. Có ai nghe thấy không ạ? Đó, mọi người comment vô cho cô giáo nha. Rồi cô giáo có thấy nè mọi người có biết tại sao nó lại có tình trạng đó không ạ nếu như một công thức giữ ẩm mà chỉ có ha thôi thì hoàn toàn có thể xảy ra cái hiện tượng hút ngược nước là nó lưu chuyển liên tục ở trong da đúng không ạ nó được sinh ra được hút vào một cái chất giữ ẩm và nó bốc đi cái quá trình nó gọi là lưu chuyển liên tục vậy thì một công thức mà chỉ có ha là chưa đủ nó phải có những cái thành phần khóa nước thành phần chữ nước đúng không ạ và kèm theo những cái gì cái chất hỗ trợ để làm gì giảm cái phản ứng khi mà da bị mất nước không kiểm soát thì đây là một công thức hoàn hảo mọi người hãy nhìn công thức này nha đây là một công thức cấp ẩm toàn diện cho cái việc là gì giữ cái nước ổn định cái mức nước ổn định ở trong cấu trúc bởi vì trong công thức này nó sẽ có ha 1% để nó tạo ra một cái kho giữ nước. Rồi gì nữa ạ? À? Nó có B5, tức là Panthenol, 5%. B5 ở đây sẽ có tác dụng gì ạ? À? Giảm tất cả những phản ứng viêm, những phản ứng kích ứng ngứa ngáy tại chỗ do hiện tượng mất nước không kiểm soát. Và một cái thành phần gọi là đặc sản của hãng đó là cái hợp chất tăng trưởng SRGF. Đây là một cái dạng một chuỗi peptide có khả năng giữ lại đúng không ạ? Và kích thích giữ lại nước nha, chống cái việc là gì? Bốc bay và kích thích cái quá trình tăng trưởng, trao đổi chất của tế bào. Thì nếu như ai đã từng sử dụng cái công thức HA này thì chắc chắn mọi người sẽ không thấy nó giống như là mọi người xài HA tươi hoặc HA tinh khiết hoặc là HA đơn chất như những cái sản phẩm thông thường trên thị trường mà khi mọi người dùng cái cái công thức này nhá thì cái cảm giác là gì ạ? À? cái nước nó ở trong da nó cứ giữ yên như vậy ha cho tới khi mình rửa nó đi. còn khi các bạn không rửa các bạn bôi ấy, thì nó sẽ giữ ổn định cái mức ẩm ở trong da mà không bị thất thoát. nó rất khác biệt với lại những cái loại khác và đặc biệt đây là cái loại HA mà được dành cho da nhạy cảm những cái da mà không có khả năng giữ được nước bốc nước không kiểm soát và luôn luôn rình rập các cái tình trạng kích ứng kèm theo. Cho mọi người, mọi người có muốn thử này mọi người có ai ai dùng cái này rồi ạ? À? Trong uh, group của chúng ta đã ai dùng cái công thức ai này ạ? À? Công thức này nó cực kỳ đặc nha mọi người, nó không có loãng chảy nước giống như những loại khác đâu. Nó từng giọt từng giọt cô đặc như vậy. Mà nhiều người còn nói sao nó ẩm giả man như thế. Tại sao nó ẩm giả man như vậy? Với những nền da dầu dùng thì sẽ thấy là nó ẩm nó hơi nhiều. Nhưng với những làn da khô và nhạy cảm thì nó gọi là chân ái luôn. À, ai đã dùng rồi ạ? À? mọi người có thể comment. À? mọi người có đánh giá được cái tác dụng giữ ẩm kéo dài của nó không ạ? À? và tác dụng kiểm soát được cái độ ẩm ổn định trong da không ạ? À? đó là lý do hôm nay cô giáo phải nhấn mạnh một chút để mình lưu ý là mình dùng đúng nha cái cái chỉ định á, à, thì mình sẽ khai thác được tối ưu cái sự ưu việt trong công thức của nó. đây là một cái công thức HA dành cho những tình trạng da khô, nhạy cảm và bốc nước không kiểm soát bởi vì cái khả năng lưu giữ đúng không ạ? Nước ở trong da của nó cực kỳ là ổn định và nó không có bị bay hơi bốc hơi và không bị hút ngược cái tình trạng nước như là những loại HA thông thường. Đó, đây là nhờ cái công thức đặc biệt của nó nha. Hãng nó sở hữu được cái công thức này mọi người mà có tình trạng sau piu nè. Ha, rồi bong chóc rồi nẻ ngứa mọi người cung cấp cái à, sản phẩm này nếu như không có tình trạng kích ứng xảy ra thì mọi người không cần dùng đến Azulen nha còn nếu như da mà nó đã ngứa ngáy kích ứng lên thì mọi người dùng Azulen Azulen là chuyên về xử lý kích ứng nhưng mà bản chất kích ứng đó là do mất nước không kiểm soát thì ngoài cái Azulen mọi người cần phải cho gì phải bù đủ cái lượng nước cho nó đã khi mà nó đủ lượng nước rồi thì các cái phản ứng ngứa ngáy kích ứng bong chóc do mất nước nó sẽ mất đi Đấy chưa? thì đây chính là sản phẩm khi sản phẩm khi trong việc là cân bằng tái cân bằng độ ẩm của da nhạy cảm nha còn những sản phẩm mang tính chất là cấp cứu chữa cháy dập tắt các phản ứng tại chỗ là cái azulen này cái uh, lô hội này lô hội rau má này nha còn sau cùng mình tạo ra một lớp áo bảo vệ thì mình sẽ sử dụng ceramide phần này mọi người đã nắm được chưa ạ ở đây mình không nói về da mụn nha, mình đang nói về da kích ứng. còn công thức cho da mụn là như thế nào tí nữa mình sẽ chia sẻ tiếp. mình cứ đi đúng chuyên đề thôi, nha mọi người. đó, thì đây là một cái công thức HA đậm đặc dùng cho những tình trạng gọi là khô, khô nặng nề, ha, khô dẫn tới kích ứng da. thế thì với những cái da dầu mà bị thiếu nước thì có cần thiết phải sử dụng đến công thức này không? câu trả lời là không đối với da dầu mà thiếu nước thì bản thân cái da dầu nó đã có một cái lớp dầu nó đủ khả năng để khóa được cái nước bốc hơi không kiểm soát thì da dầu thiếu nước chủ yếu là tại sao thiếu nước ạ do cái lượng nước cấp ngược từ dưới lên nó kém khả năng giữ kém thôi chứ còn tình trạng bốc hơi hoặc là hư tổn hàng rào là nó không giống như cái da nhạy cảm vậy thì cấp nước cho da dầu mình chỉ cần một công thức đơn giản hơn nhưng mọi người không cần phải nhiều cái thành phần chống bốc hơi và làm dịu như thế này thì mình có một công thức khác đó là cái phân tử HA ở kích thước nhỏ hơn ha và ở công thức uh, thoáng hơn và loãng hơn thì mình sẽ sử dụng loại này loại này thì chủ yếu là gì là cung cấp nước trên những cái nền da dầu hỗn hợp các bạn nào vừa hỏi đấy ạ là da dùng cho da mụn đó cấp nước cho da dầu mụn thì có thể dùng loại HA nào? Đây là loại HA cho da như vậy nha mọi người. Khi mọi người cân bằng được ẩm rồi thì tự khắc dầu nó cũng giảm. Tại sao lại tăng tiết dầu ạ? Đó là do tín hiệu nó mất cân bằng ẩm. Thì tự tuyến dầu nó sẽ kích thích và tăng tiết lên. Thì một cách để cho mọi người giảm tiết dầu cho da dầu là gì? Mọi người sẽ sử dụng HA ở cái công thức này đủ để cấp nước và đồng thời mọi người thêm các cái hoạt chất kiểm soát nhờn. Ví dụ như chất gì ạ? À? Niacinamide. À, B3 đó. Mọi người bổ sung thêm cái sản phẩm mà có niacinamide. Thì nó sẽ vừa cấp nước đủ cho da dầu mà vừa kiểm soát dầu ở trên bề mặt da. Rồi ạ. À. Một cái tình trạng tiếp theo mà cái da nhạy cảm, kích ứng rất thường gặp. Đó là giãn mau mạch ở trong phòng chat của mình có bao nhiêu chủ spa, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu đối tác mà phải tiếp những khách hàng là da bị giãn mặt chằng chịt. Mọi người có thể comment vô cho cô giáo ạ. Nhiều lý do lắm ạ. Một một số thôi ạ, rất ít những trường hợp mà giãn mạch cơ địa, có nghĩa là da người ta mỏng thì chỉ bị giãn mạch ở hai cái phần má thôi hoặc là cánh mũi, vùng da rất mỏng thôi. Ha, đây là những trường hợp mà da mỏng cơ địa còn rất nhiều trường hợp là nó mỏng nó giãn mạch là do quá trình lột tẩy bào mòn và sử dụng corti trường hợp đó cực kỳ nhiều không biết trong lớp mình có bao nhiêu người đã từng tiếp xúc với những ca như vậy nhất là các bạn nào spa ở tỉnh nha mà bên cạnh các bạn có mấy cái spa mà làm sản phẩm uh, kem trộn ha rồi ghi đông y điều trị gì đó ha, điều trị cấp tốc cấp tốc dùng thuốc rượu nè dùng kem đặc, kem nén đi nhiều thẩm mỹ viện sử dụng hàng tự chế à, thương hiệu cá nhân vân vân Cắt bot vân vân thì sử dụng nhiều những cái sản phẩm điều trị nám đi. điều trị nám là gây ra cái rãnh mạch nhiều nhất hiện nay trên thị trường thẩm mỹ nha mọi người điều trị nám bởi vì trong điều trị nám nó có hai khâu một khâu bóc tách và một khâu ức chế thì khâu bóc tách là nó lột cái lớp bảo vệ đi à, còn khâu ức chế nó có sử dụng kèm theo corticoid trong cái, cái cái hoạt chất đó thì nó làm cho da càng mỏng càng giãn mạch. Thế thì tại sao khách hàng da giãn mạch càng nhiều? Bởi vì họ đi theo các hệ thống điều trị nám uh, với những cái hoạt chất cấm, hoạt chất mạnh Chắc mọi người gặp nhiều đúng không? Thì bây giờ đối với mạch máu, làm thế nào để mình có thể kiểm soát được cái hiện tượng giãn uh, và giảm cái uh, hiện tượng xuất huyết cũng như là đỏ và bầm? Thì một cái hoạt chất vàng trong cái trị liệu mạch đi cả đường uống lẫn đường bôi chính là K, vitamin K. Trong cái đường uống, các bác sĩ hay kê cho những người có bệnh tim, cái mạch máu và tim nó rất là yếu, thì nó rất là dễ dễ đến vỡ mạch thì gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Mà, uh, tim. Thứ hai là sự phát triển của cái hệ thống uh, xương khớp. Mọi người có biết những cái thực phẩm chức năng mà có K2, K3 không ạ? Đồ uống đó. Thì người ta uống cái đó để làm gì? Để làm khỏe cái mạch khỏe cái thành mạch, những cái mạch nào mà nó có những vai trò rất quan trọng trong cơ thể, dụ như ở tim nó rất quan trọng. Đúng không ạ? Nếu mà có vấn đề mạch cái là mọi người sẽ bị bệnh tim liền. Thì trong cái việc uống á giúp cho gia cố cái thành mạch để cho thành mạch khỏe và hạn chế cái sự sơ vữa ha, cái sự đứt gãy dẫn đến những cái bệnh lý. Thì đối với da, vitamin K người ta phát triển ở đường bôi cũng với một cái cơ chế tương tự làm cho cái thành mạch máu nó khỏe và dày thế thì cái hiện tượng mà giãn vỡ chia nhỏ cái tia mạch nó sẽ giảm bớt đi vì vậy sẽ làm giảm bớt cái bệnh lý về giãn mau mạch trên những cái nền da nhạy cảm đặc biệt là cái sự giãn mạch mạng lưới ha trên những cái da bệnh lý đó thì với những da nhạy cảm mà mọi người nhìn thấy mạch máu giãn vỡ thì sẽ nghĩ ngay đến hoạt chất là vitamin K có thể cho đường uống và đường bôi. Cả đường bôi đường uống thì ở đây chúng ta có đường bôi công thức ca công thức này được ra đời vào đầu năm 2023 và đây cũng là một trong những sản phẩm bestseller của hãng luôn. Và đặc biệt là các spa rất ưa thích bởi vì cái tỷ lệ khác giãn màu mạch rất lớn từ các hệ thống kem trộn đưa lại. Mọi người kê kem ca rất nhiều. Đúng không ạ và cái kem này rất là lành tính nó không có kích ứng cho da mà nó rất là dễ sử dụng một cái ứng dụng tiếp theo đó là bầm tại sao lại có vết bầm cũng là dập mạch thôi ạ à. những cái va chấn đập vào hoặc là mọi người sử dụng mesotherapy mọi người tiêm đó. mà những cái kỹ những bạn nào mà tay nghề chưa chuẩn mọi người tiêm phạm vô mạch máu chẳng hạn nó sẽ dẫn đến việc tụ máu ha rồi những cái trị liệu liên quan đến uh, phẫu thuật mà tạo ra những cái vùng bầm ví dụ như mổ mũi nè hoặc mắt nè nó cũng tạo ra cái sự bầm thì mọi người cũng cho khách hàng sử dụng bôi kem ca kết hợp với uống ca để nó nhanh làm tan cái gì cái vết bầm nó ra nó khuếch tán cái cái máu bầm ra thì nên cái kem ca này ứng dụng chính trong những trường hợp về mạch máu và ứng dụng trong những trường hợp vết bầm mọi người giới ạ. Dạ. nếu mà có sự xuất hiện của mạch giãn vỡ và bầm thì mọi người dùng chứ không phải gì kem ca là dùng tất cả cái da nhạy cảm có nhiều bạn nói da này kích ứng em dùng ca mà sao em thấy nó không có giảm kích ứng mọi người đã dùng sai rồi nha kích ứng nó không phải là giãn mạch kích ứng là nó sẩn đỏ nó ngứa nó mẩn lên thì mọi người dùng chất gì à nãy cô giáo vừa nói tình trạng viêm và kích ứng không liên quan gì đến mạch máu cả thì mọi người không có kê ca nhé cái ca này nó chỉ đặc hiệu với mạch máu thôi Nha, nên những trường hợp nào mà nó có liên quan đến mạch liên quan đến tụ máu máu bầm thì mới kê ca còn chỉ là những phản ứng thoáng qua kích ứng nhạy cảm xin mời mọi người kê mấy chất ở phía trên các sản phẩm phía trên đây em này nè ha, em azulen nè em lô hội rau má nè Được chưa? rồi kích ứng là do mất nước nhiều quá da nó bong chóc ha cái lớp sừng nó tổn thương nghiêm trọng thì mọi người phải kê gì phải kê cái ha chuyên sâu, cái này gọi là HA chuyên sâu đi, kết hợp với một lớp ceramide để khóa trên bề mặt, đảm bảo với mọi người một hai đêm thôi dập tắt luôn, hết cái tình trạng ngứa ngáy hoặc là sẩn hoặc là bong chóc luôn hết ngay. Nha, còn ngứa mà dạng như là đỏ đỏ sẩn thì mọi người phải kê azulen. Chỉ trường hợp nào khi soi khám nó có giãn màu mạch. Cái căn nguyên của vấn đề đỏ là từ mạch máu mà gây ra thì mình sẽ kê ca mọi người hình dung không ạ à? nên nhiều bạn đó là học không kỹ nha kê lộn xộn nó trên xong hỏi sao nó không ra kết quả đây là chính xác là như vậy tức là bệnh nó ở cái phần cấu trúc nào thì mình phải kê đúng cái hoạt chất đó ca có làm co giãn mạch nó sẽ làm giảm cái vấn đề giãn thành mạch giảm ạ à? giảm giãn thành mạch thì nên mọi người dùng thời gian mọi người sẽ thấy là gì ạ à? cái mạch nó ẩn bớt đi nó không có lộ liễu lên trên bề mặt và cái khi mạch nó ẩn bớt thì cái hiện tượng đó nó cũng sẽ giảm theo dạ Rồi, một tình trạng gọi là kinh khủng như cô vừa nói đó. Không chỉ nhạy cảm mà nó còn tổn thương nữa. Tức là nhạy cảm nó chỉ đề cập đến phản ứng, cái ứng nổi ngứa mẩn đỏ nhưng sau đó hết thì thôi, da trở về cái cấu trúc tự nhiên ha. Cái đấy là da nhạy cảm nó cũng dễ xử lý thôi, nhưng mà mệt mỏi nhất trong cái điều trị phục hồi đó là cái da tổn thương. Da tổn thương ở đây á như cô giáo nói á đa phần là do khách hàng sử dụng các công thức trị liệu da chứa chất cấm ha và điều trị phản khoa học cứ bào mỏng rồi cứ dùng hoạt chất mạnh thì bắt đầu cấu trúc của da nó teo lại ha. tế bào gốc nó bị suy yếu rồi hệ thống mạch giãn vỡ đó rồi cái hàng rào da nó không còn một cái cái lớp tế bào sừng gì nó trụ lại hết thì da nó mỏng tan như thế này và từ đó là gì các phản ứng viêm dồn dập đẩy vào tại sao nó tổn thương tại sao nó viêm da bởi vì nó phản ứng lại với cái cơ chế tổn thương da mỏng đỏ teo giãn mạch rồi tứ, cứ thế mà phản ứng viêm nó, nó tới thì với những nền da này á, mình phải dùng tăng cường thêm không chỉ giảm đỏ giãn mau mạch cấp nước lúc này mình phải làm gì nữa à? xây lại cái hàng rào thì với những ca này là mình phải thêm cái nhóm hoạt chất sinh học vào À, ở cái chuyên đề về da cọt ti da tổn thương thì cô giáo có nốt một chút nếu như mọi người có gặp phải những trường hợp này sử dụng máy soi da thì nó sẽ phát hiện ra về mặt cấu trúc da sẽ có hiện tượng khô mỏng đi này tích nước hoặc bóng bất thường đó là do nó bào hết lớp sừng và nó có sự tích nước bất thường do sử dụng cọt ti thấy mất vân da và giãn mạch bên dưới đúng không ạ đó là với cấu trúc với sắc tố á, màu sắc á, thì sẽ thấy là da nó bắt đầu hình thành một cái lớp nám loang ra trên cái nền bị giãn mau mạch. Đó là hiện tượng gì? Tăng sinh sự bảo vệ do tổn thương. Rồi nhiều khách hàng là gì ạ? Cái sắc tố da nó chuyển qua màu xám khói, tức là nó bị gì? nó bị dội sắc tố do sử dụng các cái kem điều trị nám nó chứa hoạt chất có gốc HQ hoặc là phenol. ạ. Đó rồi khi mà sử dụng những cái sản phẩm khác vào thì nó bắt đầu phản ứng lại ngứa này đỏ này châm chích thấy chưa đó và dừng cái bụng mụn lên thì đây là những cái gọi là tình trạng điển hình của những kem uh, những cái những cái làn da mà bị nghiện cọc ti đó mình soi lên mình thấy rất là đỏ ha thì với cái phát đồ cho những da cọc ti nó phức tạp hơn so với những nền da như lúc nãy cô giáo nói phức tạp như thế nào ạ? À? mình phải có một giai đoạn cai cọt ti thải những cái độc tố, những cái chất, những cái thành phần hóa học độc hại của những sản phẩm trước ra khỏi các cái cấu trúc, sau đó mình mới lại tái sinh lại, ha, mình lại phục hồi lại cái cái nền da tự nhiên. thì cái quá trình này mình phải làm gì? mọi người biết được người ta đang dùng một cái kem nào đấy thì mọi người sẽ cho người ta dùng giãn liều ra. Tức là thay vì họ dùng mỗi ngày thì mình sẽ cho dùng vài ngày, cách ngày, đúng không ạ? Và mình sẽ chèn một cái sản phẩm làm dịu phục hồi đơn giản vào. Sau đó mình cứ tuần thứ nhất, giãn ra tuần thứ hai, thứ ba cho tới khi là không dùng cái sản phẩm đó nữa và chỉ dùng sang cái sản phẩm của mình. Mọi người có thể dùng một cái công thức dịu nhẹ như lúc nãy mình chia sẻ có thể dùng HA nè, có thể dùng ceramide nè, có thể dùng lô hội nè, có thể dùng azulen, mình có thể chèn vào trong cái sản phẩm người ta đang dùng để mình bắt đầu gì ạ? Dạ. Giúp cho da chuyển tiếp từ sản phẩm nghiện sang sản phẩm không nghiện. Và đương nhiên là theo nguyên tắc là khi nó dừng cái sản phẩm có cái chất nghiện lại thì da nó sẽ bung lên các phản ứng viêm. Thì khi nó bung lên như vậy mình đã có sẵn các hoạt chất kháng viêm mình đắp vào rồi thì phản ứng nó sẽ nhẹ hơn không có dữ dội giống như mình dừng đột ngột có nhiều bạn biết rõ một một là kem trộn rồi bảo khách dừng không dùng bỏ luôn sau đó nhảy qua bắt đầu bôi đủ các cái dưỡng chất vào thế là nó bung đầy mụn lên trên mặt và thậm chí những cái mụn nó bị bội nhiễm nữa cơ phải không ạ thì lúc đó là sao sao kỳ vậy ha sao em dùng kem tử tế sao nó bị mụn sao dùng kem trộn nó bị mụn mọi người thấy rất là rất là bình thường khi sử dụng kem trộn thì nó che lấp tất cả các phản ứng corticoid mà vào là gì ạ không còn một phản ứng viêm nào xảy ra cả nên là khách hàng không thấy gì cả thấy mặt mình rất ổn nhưng khi họ dừng lại thì bắt đầu trong cái tế bào da nó không tiếp xúc với corti nó sẽ không còn thành phần ức chế miễn dịch nữa miễn dịch nó bùng lên và lúc đó là các yếu tố bệnh lý nó thể hiện ra ngoài đấy là thời điểm kinh hoàng nhất đó, là bắt đầu da nó căng ngứa là nổi mụn nè các cái loại gọi là cơ hội nhiễm khuẩn nó bùng ra thì lúc này mình xử lý nè. Thì thay vì mình cho cái sự uh, sốc như vậy thì mình sẽ làm từ từ. Các bạn cứ giảm liều xuống. Giảm dần sản phẩm xuống và các bạn chèn dần những cái sản phẩm của cái la nhạy cảm như cô vừa nói. Chèn dần vào. Và cho đến khi mình quan sát là họ không còn dùng một tí kem nào của họ nữa. Họ dùng thuần hết cái bộ của mình. Mà da nó không làm sao cả. Nó vẫn ổn định nó vẫn bình thường, nó không ngứa, không lên mụn, không gì hết. Là mình đã thành công đó. Tức là mình đã giúp cho da thoát được cái giai đoạn sốc miễn dịch khi mà dùng cọc ti. Xui xẻo một số trường hợp là người ta bị nhiễm thêm ký sinh trùng hoặc là những cái vi khuẩn cơ hội do hệ miễn dịch có quá yếu rồi. Thì lúc đó mọi người có thể nhờ bác sĩ kê thêm một chút thuốc. Nó sẽ có những loại kháng khuẩn, kháng sinh gì đó kê thêm vào để nó xử lý những cái loại vi sinh vật cơ hội đó cho nhưng sau đó thì nó sẽ ổn thì tổng thời gian của giai đoạn này là bao nhiêu lâu thông thường theo kinh nghiệm lâm sàng là mất khoảng từ 10 đến 14 ngày là ít nhất có nghĩa là trong thời gian da nó cứ uh, sẵn ngứa hoặc là nổi mụn gì đó sau 10 đến 14 ngày mới đạt được cái trạng thái ổn định đấy là giai đoạn 1 được chưa rồi giai đoạn 1 xong thì chuyển sang giai đoạn 2 Khi da bình ổn không còn một cái triệu chứng hay phản ứng viêm nào lúc này mình mới có thể yên tâm một phần để mình đưa dưỡng chất vào cái giai đoạn 1 mà mọi người vội vàng đưa dưỡng chất là nó dội ngay lập tức nha mọi người nhớ giai đoạn đầu chỉ là giai đoạn cai cho nhịn không dùng cái đó nữa chuyển dịch dần dần sang những cái khác và nó có thể làm giảm những cái phản ứng viêm được còn đến giai đoạn 2 thì khi nó đã thoát được những cái chất gây nghiện rồi, bắt đầu da nó đi về cái trạng thái sinh lý tự nhiên thì lúc này mình đưa dần các cái sản phẩm có tính chất phục hồi, các cái hệ thống tế bào, hệ thống cấu trúc đã bị tổn thương sau cái giai đoạn uh, dùng kem ha thì mình sẽ đưa uh, ở những dạng nhớ nha thường là người ta sẽ đưa thân nước vào, ít khi người ta đưa thân dầu hoặc là thân kem bởi vì lúc này tế bào da rất là yếu Nó sẽ khó mà hấp thụ được Các cái công thức phức tạp Thì ưu tiên mọi người sử dụng cho cô giáo Các công thức lỏng Công thức nhẹ và dễ thẩm thấu Để cho nó không gặp cái vấn đề chướng ngại về vấn đề Chất béo hoặc là những công thức nặng Thì ở đây toàn là công thức Dễ thẩm thấu nè Công thức nước nè ha Đây là tinh chất dạng ion ha, Trong này nó chứa các thành phần tăng trưởng uh, Làm dịu nhẹ nè tăng miễn dịch này ha à, rồi cấp nước này cấp HA dạng thân nước đó rồi cấp cái gì cái kem khóa màng da để bảo vệ cho cái màng da thì cái giai đoạn 2 này nè mình bắt đầu từ từ ha mình xây lại dần cái hàng ra bảo vệ trên cái nền da đó rồi muốn dưỡng sâu hơn nữa xin mời sang giai đoạn 3 khi mọi người mất khoảng 30 ngày cho cái giai đoạn khôi phục các cái chức năng của hàng rào bảo vệ tự nhiên ví dụ hàng rào hóa học tức là chức năng tự cân bằng ẩm thấy chưa? đó thì lúc này da nó đã có khả năng thích ứng tương đối đối với môi trường thì lúc này mình sẽ tấn thêm một phát nữa mình sẽ bổ sung các cái chất phục hồi sâu đi sâu hơn nữa vào những cái cấu trúc sâu ở dưới mạch máu nè nước nè các cái tế bào của hệ miễn dịch hoặc thậm chí là kể cả cái hệ thống sợi ở bên dưới nó bị thoái hóa trên này thì lúc này mình sẽ đưa các hoạt chất sâu vào. Lúc này mọi người thấy giãn mao mày mình sẽ có vitamin K. Mọi người thấy da nó bị mất nước, toàn bộ cái cấu trúc nó mỏng nó teo, bổ sung nước sâu ha, rồi mọi người các cấu trúc, thấy các cấu trúc da tế bào collagen này, nó bị uh, suy yếu thì mình sẽ bổ sung thêm cái cái kem repair, cái kem này nó chuyên về peptide. Đó, thì đây là ba cái công thức đi ở chiều sâu để phục hồi sâu nha các cấu trúc bên dưới gồm có mạch máu này các hệ thống tế bào các vi sợi ha và tổng thể cái độ giữ ẩm cái phân tầng nước ở trong da đây là công thức sâu mọi người nhớ chưa phải chia ra từng giai đoạn chứ không có gấp gáp được nha mình không thể kê một đống như thế này mà mình sẽ theo dõi từ từ cai nghiện xong rồi đúng không ok chuyển sang giai đoạn 2. tái tạo lại cái hàng rào bảo vệ độ ẩm hàng rào tự nhiên trên bề mặt. Rồi ok, ổn. Tiếp theo giai đoạn 3. Và đương nhiên là càng sâu thì càng chậm. Tại vì tái tạo mạch nó không hề đơn giản. Mọi người nói là bao giờ nó mới ẩn cái mạch đó đi. 60 ngày. Nha là bao nhiêu ạ? À? hai 2 tháng trở lên. Mới nhìn thấy được cái kết quả trong việc cải thiện mạch. Chứ nó không nhanh giống như là khô nè. Kích ứng nhạy cảm rồi nha. Nó không nhanh như vậy đâu. Đối với hệ thống mạch này Hệ thống độ dày nè hệ thống collagen này, thì mọi người phải chờ vài chu kỳ da nó mới đủ thời gian để tái tạo bởi vì đấy là những cái hệ thống sợi rất là lớn. Những cái hệ thống kéo dài và chạy rộng ở trên da nó phải mất thời gian để tái tạo. Được chưa? Đó, thì đấy chính là gì? Là chủ đề đầu tiên trong việc sử dụng hoạt chất. Cả nhà mình có hiểu chưa ạ? À? Mọi người có thấy bổ ích không? Có thấy giá trị không ạ? À? Mọi người comment vô. Có câu hỏi gì không? trước khi cô giáo chuyển sang chủ đề khác. Chủ đề một là chủ đề rất quan trọng. Mọi người comment nha đạo. À. Lúc nãy ở trong lớp mình có, hiện nay là có 147 người đang người đang xem ạ. À. Mọi người hãy comment nè, à, tương tác nè. À. Không có cần làm gì cao siêu. Nhiều người bảo cô em có thể làm meso được không? em có thể làm PIP được không? Mọi người hãy hình dung một da nhạy cảm kích ứng và da cọt ti thì mọi người có làm cái đó được không? Có làm meso không? Ha? Có làm tim PIP không? Đừng làm gì phức tạp cả. Da nó không chịu được đâu. Khi mọi người làm meso, mọi người tiêm chích đúng không? Thì tiêm chích nó sẽ đi với vấn đề xâm lấn. Dù có tiêm ở mức độ nào cũng xâm lấn. Đúng không ạ? Rồi phải tiêm chích nó phải một mình tiêm đâu ạ? Ủ tê nữa ạ. Dị ứng thêm thuốc tê nữa chưa nói về những cái chất gây độc thêm thuốc tê vào nữa thế thì lời khuyên ở đây là gì ở chủ đề đầu tiên là chủ đề nhạy cảm chủ đề viêm chủ đề tổn thương thì mình nên bôi thoa mình không nên xâm lấn cái gì hết khi mà nó đã thích ứng được với những cái, cái trị liệu bôi thoa rồi thì sau này mình có thể làm xâm lấn mình có thể tiêm cấy cái gì đó thì làm nha nhưng nếu như nó kể cả bôi thoa mà nó còn chưa thích ứng được thì mình không nên làm gì cả ok ạ à. À, bây giờ cô giáo sẽ dành khoảng uh, một vài phút ha để trả lời một số câu hỏi để nó dứt điểm cái chuyên đề đó sau đó cô giáo chuyển sang chuyên đề để tiếp theo à, cô nói lại khúc cay cọt hả ba giai đoạn nha mọi người cay cọt ti là chắc mọi người hào hứng lắm mà giai đoạn thứ nhất là giãn liều và chèn vào các cái sản phẩm kháng viêm làm dịu chèn sản phẩm gì ạ à? cái nhóm phía trên nha mọi người đừng có đi dùng kem nha dùng tinh chất thôi những loại mà dạng gel á mọi người có thể chèn thêm azulen nè tại vì sau khi mà giãn kem là da nó sẽ ngứa nha ngứa và nó khô lắm nó căng lắm thì mọi người sẽ dùng azulen nè đây là một chèn em này là một em thứ hai lành lành ceramide để nó giảm bớt cái sự căng kéo sự ngứa ngáy trên bề mặt rồi mình có thể chèn lô hội rau má và mấy cái anh này toàn là thân nước thôi rất dễ sử dụng mình chèn vào giữa cái thời điểm mình giãn liều kem, kem trộn. Đừng xài loại kem nhé. Đừng xài dạng kem, xài dạng nước, xài dạng gel. Đấy. Rồi, đấy là giai đoạn 1. Nếu như có mụn lên thì làm sao? Mụn gì ạ? À? Nếu mà mụn viêm thì mọi người sẽ sử dụng các cái tinh chất mụn để xử lý mụn. Nếu mà nặng thì cho thuốc, bác sĩ kê thêm thuốc kháng sinh chẳng hạn để xử lý mụn. Nếu nó không có mụn, may mắn thay không có mụn Nó chỉ tấy lên, nó viêm, nó đỏ kích ứng thôi Thì mọi người dùng những cái công thức phía trên là đủ Cho đến khi không còn dùng cái kem đó nữa Mà bắt đầu thích ứng với những cái sản phẩm chuẩn của mình Thì lúc đó là xong Xong giai đoạn 1 Thường mất quan sát theo dõi khách hàng trong 10 đến 14 ngày Sau khi xong, chuyển sang giai đoạn 2 Lúc này bắt đầu da cần nhiều dưỡng chất hơn để tái tạo lại những cái chức năng cơ bản ví dụ đầu tiên là chức năng giữ ẩm trên bề mặt của nó chức năng bảo vệ giữ ẩm trên bề mặt thì mình sẽ cung cấp các mặt chất dưỡng ẩm khóa ẩm chưa là những cái dòng này cái này mình điện gì nè cái này mình bôi nè này. này dạng serum ha cái này là khóa là kem gel đó mình dùng cái, những cái bước như này sau giai đoạn 2 rồi lúc này mình mới bắt đầu tái tái sinh lại cái cấu trúc làm cho da dày lên làm cho da đỡ giãn mao mạch hơn giảm cái đỏ đi và đưa về cái nền da khỏe mạnh thì mình sẽ tăng cường thêm những cái chất sâu hơn nữa, những cái công thức sâu hơn về vitamin K đối với mạch máu ha, rồi cấp nước toàn diện, cấp ẩm toàn diện với cái serum chuyên sâu này và một cái loại kem peptide để làm dày cấu trúc. Được chưa ạ? À? Đó, đấy là cái ba giai đoạn ha. À, K1, K2, K3 khác nhau như thế nào ạ? Cái này đi đường uống nha trong cái uh, kem bôi á thì người ta sẽ không phân rõ mấy cái loại ca đâu nha chỉ có đường uống thì người ta sẽ phân rõ ví dụ cái loại ca nào nó sẽ dành cho mạch nè mạch những cái loại mạch cái thành mạch á, thì nó sẽ uh, đi vào những cái đặc điểm về thành mạch mạch dày mạch mỏng được chưa mọi người những cái này nó không cần phải nói sâu cái phần phân biệt ca mọi người chỉ biết là nhóm ca là nhóm vitamin để chuyên gia cố thành mạch những cái gì mạch trong cơ thể thì người ta sẽ dùng cà còn tùy theo loại mạch ở những cái cơ quan khác nhau người ta sẽ chia những cái loại khác nhau à, nếu khách không sử dụng sản phẩm cọc ti nữa thì mình chuyển sang những sản phẩm chính thống thôi à, những sản phẩm chăm sóc phục hồi đó rồi cô giáo giới thiệu sản phẩm phục hồi trong quá trình bôi các sản phẩm trị nám bình tĩnh ạ à. mọi người hãy hỏi những cái Uh, câu hỏi liên quan đến chủ đề nhé, bởi vì chúng ta có hai buổi đào tạo, đây cũng là hai buổi gọi là chiến lược để cô giáo cốt lại hết những cái công thức điều trị chính xác cho từng vấn đề tối nay và tối mai tối nay mình sẽ xoay quanh ba chủ đề một là nhạy cảm và cọt ti mụn, ha, với những cái tổn thương sau khi làm công nghệ cao là chủ đề tối nay nó gọi là cấp tính còn mọi người muốn hỏi về nám này, về sẹo này, về lão hóa xin mời tham dự tiếp buổi tối mai được chưa? Thì mình sẽ chia nhỏ ra dễ cho mọi người theo dõi. À, giai đoạn 2, 3 sử dụng sen kẽ những sản phẩm đó như thế nào? Giai đoạn 2 thì không còn cái kem trộn nữa đâu. Giai đoạn 2 chỉ có sản phẩm thuần túy này thôi. Không còn kem trộn nữa nha. Chỉ có giai đoạn 1 mới có, có còn lại sự xuất hiện của kem trộn thôi. Giai đoạn 2 là bỏ nó ra rồi thì mình cứ dùng đúng thế này thôi ví dụ điện di ion mình làm một tuần một hai lần cái này nó sẽ tăng cường các cái thành phần tăng trưởng để phục hồi lại màng tế bào còn hai em này dùng mỗi ngày sáng tối cấp nước khóa ẩm hai em này đều đi về cấp ẩm à chưa, cấp ẩm sau cấp ẩm rồi mình mới đi cấp những cái tiếp theo cô cho em xem giai đoạn 1 được không ạ à? đây các bạn xem chậm thế ạ. À? mất thời gian quá nè đây Giai đoạn 1 là thải nha. Xen kẽ. Căn cứ nào để chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2? Căn cứ nào? Cô đây đã giải thích rồi. Khi mình quan sát, mình thấy khách hàng không còn sử dụng kem trộn và dùng cái sản phẩm của mình 100% nhưng không có phản ứng gì hết. Không viêm, không đỏ, không tấy, không lên mụn. Nó bình thường giống như những da các bạn sinh hoạt mỗi ngày. Là coi như là nó đã hết nghiện rồi còn khi nó vẫn còn phản ứng vẫn còn ngứa vẫn còn khó chịu châm chích có nghĩa là nó vẫn còn cái cái giai đoạn sốc miễn dịch khi chuyển đổi từ chất nghiện sang chất bình thường thì nó chưa xong các bạn lại tiếp tục kéo dài cái thời gian cai ra tiếp đấy là cái cách để mình nhận diện được từ một sang hai có những người người ta xài kem trộn ngắn hạn thôi người ta chưa bị nghiện sâu ấy thì 10 ngày 7 ngày 10 ngày là chuyển được rồi nhưng có những người người ta xài nhiều năm luôn các bạn nó nghiện quá quá sâu da người ta teo như một tờ giấy mỏng thế này thì không phải 10 14 ngày là xong đâu có khi cả tháng sau một tháng rồi da nó mới ổn không cần dùng cái sản phẩm cũ nữa lúc đó thì da mới trở thành cái làn da bình thường thì cái thời gian thời điểm đó là mình biết là ok Là hết nghiện rồi chuyển sang giai đoạn 2 Đấy chưa da bị nhiễm cọc ti lên mụn trứng cá điều trị theo phát đồ trên hay phát đồ mụn trứng cá trong những thời điểm lên mụn ha thì mình sẽ theo, theo dõi cái đây nè, cô có nói ở đây. Nó lên mụn thì mình xem là loại mụn gì. Nếu như những loại mụn đơn giản nó giống như mụn dậy thì á do cái vi khuẩn P. thì mình chỉ cần chèn thêm một vài sản phẩm của dòng mụn vào thôi. Không cần phải điều trị cả cái tác đồ mụn. Tại vì những cái mụn nó gọi là mụn cơ hội. Đúng không ạ? Cái nền da là nền da nhạy cảm chứ không phải nền da mụn thì nên mình sẽ không dùng tất cả những sản phẩm của dòng mụn chỉ sử dụng một vài cái sản phẩm ví dụ chống khô cồi sát khuẩn là tại chỗ thôi hiểu không nhưng nếu như cái mụn đó nó viêm nhiễm nhiều và nó lan rộng ra trở thành những cái tình trạng nghiêm trọng thì lúc đó cần phải có thuốc những loại ký sinh như này để mô đét chẳng hạn ngứa toàn bộ mặt lên những cái mụn nhỏ chi chít trắng đục chẳng hạn hoặc là lên nước vàng chẳng hạn có mũ ấy các bạn nha thì lúc này các bạn phải hỏi bác sĩ thêm để cho thuốc lúc này thì mình sẽ ưu tiên sử dụng thuốc nha sau đó mình sẽ thêm những sản phẩm trong thời gian sử dụng thuốc mọi người hoàn toàn có thể dùng ceramide được ceramide là cái gì cái cái kem này nè cái kem gel hoàn toàn được cái này nó gọi là kem dạng gel khóa ẩm nó không ảnh hưởng gì đến chức năng của thuốc cả tại vì dùng thuốc thì nó chỉ làm gì tiêu khuẩn triệt khuẩn và nó làm khô đi thì da nó sẽ bị mất nước thì mọi người vẫn dùng được ceramide sau khi bôi thuốc khô mà dùng một lớp ceramide vẫn được nha không dùng những cái khác dùng được vẫn cấp nước được được chưa tùy tình trạng mụn thì mình sẽ kê thêm sản phẩm điều trị mụn bổ sung hoặc là thuốc rồi nếu khách hàng đến gặp đã dừng kem trộn và đang có mụn thì bắt đầu từ giai đoạn 1 đúng rồi các bạn cứ bắt đầu cho cô biết là người ta đang dùng cái gì Cứ bắt đầu cho cô giai đoạn 1 Tại vì mình phải thử xem thế nào đó Nó gọi là giai đoạn thử phản ứng Nha các bạn, nhiều bạn là mắc sai lầm này Chưa thử phản ứng Thấy ngon lành cành đào Một phát phan vô thằng số 2, số 3 Là bắt đầu nó lên đầy mặt Xong khách không hiểu Thấy à, nó ui, này do sản phẩm của mình có vấn đề Người ta đang xài kem trộn ngon lành Da mặt láng o đẹp đẽ Tự nhiên đưa vào mấy cái sản phẩm của mình Cái da lên đầy mụn người ta đổ lỗi Đấy chưa? Mình không biết được rằng là gì Bản chất của da nó đang nghiện Và nó đã bị nhiễm khuẩn rồi Nhưng mà do cọt ti nó che lấp phản ứng Nên không biết Mình giống như mình đi đổ vỏ các bạn Thì nên tốt nhất với những cái ca Tiền sử kem trộn Cô yêu cầu mọi người test phản ứng Cho giai đoạn 1 Thử giãn liều Thử dừng sử dụng Và chèn cho cô chỉ Sản phẩm cấp nước và làm dịu thôi. Chả có cái chất gì hết. Thì xem theo dõi da như thế nào. Mình phải có một giai đoạn thử. Để mình biết được mức độ nghiện nó tới đâu. Thí dụ như những cái da nó nghiện ít á. Thì các bạn dừng, các bạn chuyển ấy, Thì nó chỉ phản ứng một số ngày thôi. Sau đó nó bình thường. Ok, may mắn. Có những trường hợp nghiện kinh khủng luôn. Cứ phải cái kem trộn thì mới yên. Còn đưa sang cái sản phẩm khác thì có vấn đề. Hiểu không ạ? Thì mình cũng phải thử thôi nha. Đây là giai đoạn thử. Giai đoạn 1 là giai đoạn thử trong vào một vài tuần. Sau một vài tuần chắc chắn là nó thoát nghiện rồi thì lúc đó mình sẽ yên tâm mình đi thêm những cái công thức khác, càng ngày càng đi sâu hơn. Được chưa cả nhà? Ok chưa ạ? Kỹ chưa ạ? Cô giáo sang chủ đề thứ hai nhé, chủ đề cấp tính thứ hai là điều trị mụn nha. Ồ cái này nếu mà giảng kỹ quá sợ không kịp giờ. Mọi người muốn nghe tiếp không ạ? À? xong cô giáo giảng hết một loạt nha xong mọi người hỏi tiếp nha rồi trường hợp cái cấp tính thứ hai đó là mụn viêm nha mụn viêm thì trong cái mụn viêm á về thông dụng mọi người cứ chia lâm sàng làm ba nhóm nhóm một là nhóm mụn tắc nghẽn không viêm nhóm này chủ yếu cơ chế bệnh sinh là tắc tắc cái việc tiết chất bài tiết và việc lưu hành của lớp sừng thì nó sẽ ra nhóm một nhóm này rất phổ biến gần như ai cũng bị nhất là vùng chữ T ai cũng bị cái mụn tắc nghẽn này nhóm thứ hai là nhóm viêm có yếu tố sinh lý tức là nhóm viêm phổ biến ở những cái giai đoạn lứa tuổi dậy thì này, hoặc là dạng nội tiết biến động ha à, chủ yếu cái chủng gây mụn là piacnet và một cái nhóm gọi là nâng cấp thể nặng của nhóm 2 là nhóm 3 thì đấy những cái dạng mụn nó gian tính chất là bội nhiễm nhiều hơn không phải là thông dụng những cái loại mụn như là chảy nước vàng nè ha lên nước lên mô những cái cái dạng mà u nhọt nang bọc ha hoặc là dạng mụn mũ mà lan rộng như này là thuộc nhóm bà là nhóm có tính chất gì bội nhiễm đó thì mình sẽ chia làm ba cái nhóm lâm sàng này để mình ra cái phát đồ phải chưa à? nguyên nhân mụn thì cơ chế bệnh sinh và nguyên nhân cái này nhanh cô lướt nha ai cũng biết rồi mình có rất nhiều những cái yếu tố tác động lên cái cơ chế hình thành ví dụ như là những người có cơ địa tuyến bã nhờn hoạt động mạnh thì chắc chắn lỗ chân lông sẽ bự và sẽ phát sinh liên tục các cái mụn sợi bã nhờn ha, mụn đầu đen đầu trắng đó rồi vào một cái giai đoạn mà môn sinh dục nó hoạt động mạnh mẽ như giai đoạn dậy thì thì môn sinh dục đặc biệt là cái gì cái nhóm androgen, đó, testosterone ví dụ vậy thì nó sẽ kích cái tuyến dầu hoạt động mạnh mẽ. Lông sừng phát triển mạnh mẽ thì nó sẽ dễ gây mụn. Rồi các phụ nữ mà vào chu kỳ kinh cái chu kỳ kinh của mọi người theo đường xin hình xin đó, nó lúc lên lúc xuống thì vào cái chu kỳ kinh đó, thì cái nội tiết nữ nó giảm tụt nó rất là sâu và nội tiết androgen nó nhỉnh lên thì vào chu kỳ kinh mình cũng dễ hay bị những cái mụn viêm ở vùng chữ T còn lại là gì những cái yếu tố xung quanh ví dụ như mọi người bị stress các tín hiệu thần kinh nó sẽ dẫn đến những, tạo ra những cái gốc oxy hóa khử độc ha nó làm độc uh, cái hệ thống miễn dịch của da miễn dịch nó suy yếu xuống thì mụn nó bùng lên bị stress ha rồi mọi người uống thuốc tác dụng phụ của thuốc gây mụn đó ví dụ như cô giáo uống uh, thuốc bổ nội tiết cho vấn đề làm IVF đó cứ uống vô là nó lên mụn hai bên nách lên nhọt luôn các bạn hồi trước thì không biết tại sao nhưng sau đó uống là thứ hai là nó lên mấy cái nhọt mà có mụn mũi rất đau thấy rõ luôn tác dụng phụ thuốc những cái thuốc liên quan nội tiết ha rồi uh, chế độ ăn uống chuyển hóa trong cơ thể các bạn nào mà có những cái chế độ ăn không lành mạnh nhiều chất béo nhiều chất tăng sinh năng lượng đường tinh bột mèo mỡ ha chỉ có dễ bị mụn và còn lại là gì những cái yếu tố bẩn yếu tố bệnh lý ở môi trường thì mọi mình cứ xem xét những cái này là mình biết là tại sao mình bị mụn đó về mặt cơ chế bệnh sinh cứ ghi nhớ thôi để ra được một con mụn thì nó sẽ có bốn cái cơ chế hình thành một là tăng tiết quá mức sẽ làm cho khối dầu dư thừa và nó sẽ tăng cái áp lực bài tiết lên trên da thứ hai khi dầu bài tiết lên mà không được phun ra ngoài da một cách điều hòa nó bị tắt ngược vào trong cái nang lông thì nó sẽ gây gì một cái môi trường yếm khí để tăng sinh khuẩn đấy là cái hiện tượng sừng hóa lỗ chân lông cái lớp sừng của các bạn nó không chịu bong ha và nó cứ tích dần tích dần vào trong những cái lỗ chân lông như này thì nó sẽ tạo ra sự ứ động sừng rồi tuyến dầu nó từ lỗ chân lông nó ra nó không có ra được nó sẽ cuộn vào lớp sừng ở đây sẽ gây ra sự tắc nghẽn sự tắc nghẽn này Càng nghiêm trọng thì vi khuẩn sống ở trong da càng thích càng nhiều thức ăn và cái cộng đồng vi khuẩn sẽ tăng sinh càng càng lớn. Sau đó nó sẽ gây phản ứng viêm, Đấy chưa? Tăng sinh khuẩn quá mức này những cái loại khuẩn có thể sống chung và gây hại. Cuối cùng khi hệ miễn dịch phát hiện ra da của chúng ta có một cộng đồng khuẩn càng ngày càng lớn thì lập tức cơ chế bảo vệ sinh học được kích thích gây ra phản ứng viêm đấy nó là cái cơ chế vô cùng là tự nhiên ra cái mụn thì dựa trên những cơ chế này thì mình sẽ ra chiến lược điều trị các loại mụn như mọi người cũng biết ha cái mụn nó không thoát ra được nó sẽ làm gì mụn sợi bã nhờn đó rồi mụn nó biết ở dưới thì nó là mụn đầu trắng còn nó bị hở ra thì mụn đầu đen khi nó có yếu tố viêm kèm theo thì nó sẽ ra mụn mũ. Mũ là gì ạ? Chính là sắc chết của bạch cầu và vi khuẩn. Càng nhiều mũ thì cái hiện tượng viêm nó càng cao và nó càng ăn sâu. Thấy chưa? Những cái nhóm khuẩn nào mà hay sống trên da của chúng ta phổ biến nhất là cái nhóm PC Acnes ở đây. Không phổ biến lắm. Chỉ có nhảy vào da khi da bị tổn thương và suy giảm miễn dịch. Ví dụ như ký sinh trùng demodet tụ cầu, nấm, thấy chưa? Hoặc là một số những cái bạn mà bị virus đó, các bạn nói tại sao cứ phun xâm nó lên mụn nước xong rồi tự nhiên trong một cái mùa trong năm có một cái mùa nào nó cứ lên giống như thủy đậu ha hoặc là zona đó nhất là miền bắc này nè nhiều lắm thì đó là do cơ thể của mình đã nhiễm virus hạt pet nhưng mà nó ở trạng thái ngủ nó chưa có dậy khi mà mình xâm lấn thì bắt đầu nó dậy nó gây ra đó thì đây là những cái loại mà bệnh lý nó hay sự xảy ra trên da. Tùy theo mức độ tiến triển viêm ha của mụn thì mình sẽ phân cấp ra mụn nhẹ là nó chỉ lác đác, thưa thớt và cái nền da nó vẫn khỏe. Nó chưa có bị xâm hại nhiều. Ở mức độ trung bình thì bắt đầu mụn nó to lên, xuất hiện nhiều hơn. Da nó sưng tấy nhiều ha. Còn mức độ nặng thì khỏi nói luôn cấu trúc da nó bị biến động luôn lồi lõm rồi nó hiện tượng viêm nó lan rộng mình phân cấp ra thế thì chiến lược điều trị mụn gì như thế nào nó gọi là chiến lược điều trị từ gốc cứ ở đâu có vấn đề thì mình sẽ xử lý ở tại chỗ đó ví dụ như đi từ cái cơ chế bệnh sinh mà ra tăng tiết nhờn là cơ chế đầu tiên tại sao da giàu hỗn hợp dễ bị mụn hơn da thường da nhạy cảm bởi vì sao? Nó có nhiều thức ăn cho khoản phát triển. Tức là một làn da kém sạch. ha Thì cái việc tăng tiết nhờn và sừng hóa quá mức là hai ông đầu tiên mình phải can thiệp bằng những cái sản phẩm. Bây giờ, dạ, điều tiết bã nhờn, giảm sừng. Cái này hoạt chất gì tí nữa nói nha. Ha. mình phải dùng các hoạt chất gì, các phương pháp gì để điều tiết được nhờn và giảm bớt cái sự sừng hóa quá mức đó là việc đầu tiên để khơi thông cái vết mụn đó sau đó mình sẽ tiến công sâu vào những cái ổ mụn mà nó tắc nghẽn thì mình phải có thành phần làm chóc sừng chỗ nào mà sừng ứ động tạo ra một cái rào chánh ha, một cái ổ để cho khuẩn rồi viêm nó cứ thế nó phát triển dần lên thì mình phải chọc cái đó ra phải làm khơi thông cái đó ra để làm gì ạ à? bỏ cái môi trường yếm phí để cho môi trường hiếu khí môi trường hiếu khí thì bản thân các cái vi sinh vật gây mụn nó sẽ chết thì cái việc là gì chóc sừng ra khơi thông mụn chính là cái khâu này tiếp theo khi khơi thông mụn thì cái ổ viêm nó sẽ hở ra và tất cả những cái vi khuẩn nó nằm bên trong ha à, thì mình phải tiêu diệt nó đi thì mình sẽ sử dụng các hoạt chất kháng khuẩn diệt khuẩn triệt khuẩn là cái này được chưa còn lại là gì da của mình nó sưng tấy lên đó là cái phản ứng của hệ miễn dịch. Khi bị viêm thì sau khi mình giải quyết hết từ trên xuống còn lại là gì? Một cái nền da sưng tấy đỏ, nhạy cảm, kích ứng à, phản ứng của hệ miễn dịch thì mình lại phải làm dịu, làm dịu nó xuống, giống như mình điều trị da nhạy cảm vậy đó. Thì mọi người nhìn thấy chưa? Đây là một tiến trình điều trị nè. Một cái công thức của một tiến trình điều trị, mình hình dung được hoạt chất nhé, mình đi từ từ vào. Lộ trình điều trị là gì? Vệ sinh da để mình làm sạch mã nhờn ha, làm sạch cái lớp sừng thừa. Triệt các cái yếu tố gây bệnh. Cái loại bệnh lý nào, loại vi sinh vật nào thì có thuốc của nó, thuốc đặc hiệu của nó. Giảm các phản ứng viêm. Sau đó làm đẹp da, làm đẹp da mụn là làm đẹp gì? Xử lý các tổn thương sau mụn. Chống thâm ngừa sẹo những cái vị trí nào cấu trúc da nó biến động thì mình sẽ gì hàn gắn lại cái vết thương đó thì cái này là cái phát đồ tiêu chuẩn trong điều trị ha điều trị mụn thì nó có rất nhiều cái cái hướng điều trị ví dụ như bác sĩ da liễu á, thì họ đi về hướng điều trị bệnh lý họ sử dụng các hoạt chất hóa học dược chất nhiều hơn bọn đây ví dụ mọi người nhìn đó Adapalene, này tretinoin này bpo này thấy chưa rồi thậm chí là kê các loại kháng sinh đường uống à rồi kết hợp với cái isotretinoin tùy theo các mức độ đây là cái phát đồ kiểm soát à mụn trứng cá tiêu chuẩn của bác sĩ da liễu tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt ha à, nếu mà mình dùng theo phát đồ thuốc nhiều hơn hoạt chất hóa dược nhiều thì nó lại có một cái tác dụng phụ lên những cái hệ thống cơ quan khác thì nên mình phải biết cách kết hợp những trường hợp nặng nề cần phải sử dụng mạnh tay trong điều trị tấn công thì mình sẽ cần tới sự tham vấn và các hoạt chất mạnh bác sĩ còn những trường hợp nó chưa đến mức như vậy mình có thể kiểm soát được bằng những cái hoạt chất tự nhiên hoặc là những cái hoạt chất sinh học ấy để mình kiểm soát thì mình vẫn có thể kết hợp được thì đây là một cái hướng điều trị hiện đại nha đây nè mọi người nhìn cái này nhé mọi người nhớ cái bảng này cho cô nè trong điều trị mụn thì mình sẽ chia làm ba nhóm chất một là nhóm chất tấn công có là những chất có khả năng khai thông cái ổ mụn nó ra và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh nó gọi là nhóm hoạt chất tấn công sẽ gồm có nhóm biêu da và nhóm kháng khuẩn biêu da để khơi thông ổ tắc nghẽn kháng khuẩn để tiêu diệt tác nhân gây bệnh việc của nó là bạc sừng và triệt khuẩn các nhóm axit các loại piu vật lý hóa học à? các phương thức piu rồi sau đó là những cái chất đi vào có yếu tố triệt khuẩn diệt các loại khuẩn piac nét diệt bắn gì rồi những cái chất, những cái loại khuẩn khác ví dụ như nếu có đề dịch diệt bằng cái gì có nấm có uh, liên cầu tụ cầu ha, kháng sinh chẳng hạn đó rồi sau đó là gì mình phải tái cấu trúc lại cái vết thương trên cái nền viêm đã xử lý thì mình sử dụng các cái nhóm chất phục hồi ha, à, có theo cái xu hướng tái tạo trong này nó sẽ chứa các cái thành phần tái tạo tế bào như là rofactor nhóm cấp ẩm tự nhiên gì nữa các loại peptide peptide ở đây chuyên là gì để làm đầy các vết sẹo À, ngoài ra thì có thêm một số cái thảo dược kết hợp. Cái nhóm chất này mục đích là gì? giảm các phản ứng viêm tại chỗ và tái tạo lại sửa chữa các vùng mô da tổn thương, ví dụ như là thâm sẹo. Đây là nhóm thứ hai sau cái giai đoạn tấn công. Được chưa ạ? À? Rồi sau này liệu trình trị mụn đã đạt đến được 70-80%, gần như hết mụn rồi. Thế thì còn lại cái gì? một cái nền da nhiều nhờn ha lỗ chân lông to đó những cái mụn lý ti nhỏ còn lại những cái mụn nghiêm trọng nó đã giải quyết rồi thì mình phải có một cái hệ thống duy trì cái phát đồ duy trì để giữ cho cái cấu trúc và cái sinh lý da nó ổn định nó khỏe mạnh thì nó sẽ không tái mụn thì đây là những cái nhóm chất mà mọi người duy trì nè chất gì để kiểm soát bã nhờn này chất gì để điều tiết được sừng này những chất gì để ổn định được hệ thống ẩm để cho nó không mất cân bằng ẩm khi mất cân bằng ẩm nó lại tăng tiết dầu lên thấy chưa tăng tiết dầu cộng thêm sừng hóa lại quay trở lại cái vòng lẫn quẩn bị mụn rồi một cái yếu tố rất quan trọng nữa là gì cái hàng là bảo vệ trong cái chuyên đề này nó có một hệ thống lợi khuẩn cái mụn viêm là do vi sinh vật tấn công vào thế thì để kháng lại vi sinh vật có phải lúc nào cũng phải dùng thuốc không Đúng không? đúng không? Dùng thuốc chỉ trong trường hợp cái khả năng tự chống của của da nó không còn thì phải dùng bên ngoài thôi. Thì mình đặt một câu hỏi ủa thế da mình nó tự chống vi sinh vật được, được. Nó sẽ có một hệ thống gì bảo vệ sinh học, chính là hệ thống lợi khuẩn. Lợi khuẩn tự nó sẽ tiết ra những cái chất để kháng lại cái hại khuẩn. Thì thường là những cái làn da sau khi điều trị một quá trình mụn như này thì nó sẽ bị suy yếu cái hệ thống lợi khuẩn làm chết rất nhiều lợi khuẩn vì mình Bill nè dùng kháng sinh nè thấy không ạ à? thì nó chết lợi khuẩn đó. thì mọi người lưu ý một cái chi tiết nhỏ thôi nếu như có bổ sung được lợi khuẩn thì tốt mình sẽ bổ sung lại ha vào trong cái lợi khuẩn của da để cho gì nó tăng cái khả năng miễn dịch sinh học tức là tự nó kháng lại những cái vi khuẩn có hại đó còn lại lưu ý một tí về yếu tố nội tiết tức là những cái biến động về nội tiết trong người nó cũng có thể là nguyên nhân gây phát triển ngược trở lại những cái mụn nội tiết thì mình làm thế nào mình kiểm soát đó thì đây là cái nguyên tắc chung để kê phát đồ mình cứ nhẫm ra ngẫm ra từng khâu một mình dùng cái gì ha à, thì mình sẽ đưa vào phát đồ phù hợp những cái hoạt chất phổ biến trong điều trị ví dụ cái nhóm không kháng sinh hay sử dụng trong những cái loại dược mỹ phẩm là này BPO BPO phải kháng sinh nha Cái đó là một cái chất Để đưa oxy vô để diệt khuẩn Piu bằng axit salicylic này à, Rồi các cái chiết xuất thảo dược Có những cái hoạt chất kháng được vi ạc Ví dụ như là gì Tinh dầu của chàm trà Cái nhóm chàm trà là rất nhiều những chất có lợi Trong việc kháng vi Đất sét thì là một cái dạng làm sạch Cái bã nhờn ha rồi mấy chất khác ví dụ lưu huỳnh cũng là một cách kháng khuẩn nano bạc cũng là kháng khuẩn chàm trà chà, ha cúc la mã thì nó sẽ giảm cái phản ứng sưng tấy còn cái axit kết hợp vô chủ yếu là bạc sừng được chưa còn nhóm thuốc cần bác sĩ tham vấn để kê trong những trường hợp mụn nghiêm trọng mụn cái tái đi tái lại mụn nghiêm trọng mà dùng mấy cái hoạt chất không thuốc nó không ăn thua thì mọi người ít tới mấy cái chất này ha mà loại này thì bác sĩ sẽ là người tham vấn mình không cần phải học sâu cái này để bác sĩ họ kê mình biết qua thôi mà đương nhiên thuốc là nó là con dao hai lưỡi nha dùng thuốc nhiều sẽ bị kháng thuốc và khi dùng thuốc không chỉ tác dụng lên luyết mụn mà nó tác dụng toàn thân ví dụ như đường uống á thì mọi người sẽ bị thêm những cái vấn đề khác một cái nữa là isotretinoin á hay được hay được kê trong phát đồ mụn lắm uống cái đó thì phải lưu ý về gì tác dụng phụ trên vấn đề khô nha khô và khi dùng cái đó nhiều nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản. Đó. Isotretinoin nên riêng cái cái ông đó là để bác sĩ tham vấn nha. Rồi những cái chất này thì cô chỉ nói lướt qua thôi. Về mặt peel mụn thì nó có thể peel bằng BHA này là nhóm chính kết hợp thêm một cái anh peel nhẹ hơn một chút là BHA. Bình thường á khi ông BHA thì ông bạc sừng rất là mạnh. À, và ông có cái khả năng uh, bạc sừng là một giảm bã nhờn với lại sát khuẩn tuy nhiên nhiều làn da mụn nó bị mỏng và nhạy cảm ấy, thì bha trở nên quá mạnh thì người ta kiếm một cái chất có một cái cấu hình tương tự nhưng mà nó lớn tới cồng cành hơn do đó nó hoạt động cạn hơn so với bha là pha nó là một axit điều trị trong cái chủ đề mụn nhưng mà nhẹ hơn người ta bổ sung vào thay vì chỉ dùng BHA nồng độ cao thì người ta dùng BHA nồng độ thấp cộng thêm một cái ông BHA vô để bổ trợ, không? rồi một hoạt chất nữa nó gọi là hoạt chất vàng trong điều trị mụn là azelaic acid hoạt chất này nó chỉ có trong dược mỹ phẩm như lại thuốc, thôi. chất này thì nó có khả năng là kháng khuẩn, tẩy rất tốt, kháng cái vấn đề tăng tiết nhờn và đặc biệt nữa là sau khi cái vết mụn nó hết viêm thì nó lại có khả năng giảm cái tăng sắc tố sau viêm nên đây đây cũng là hoạt chất vàng azelax và đây là hoạt chất mạnh thì các bạn chỉ nhìn thấy trong dược mỹ phẩm nha những cái dạng mỹ phẩm sinh học thì ít khi sử dụng thành phần tiếp theo đó là retinol retinol trong điều trị mụn có tác dụng gì điều chỉnh sừng hóa nha các bạn điều chỉnh sừng hóa nó tác động trên bề mặt đối với vết mụn thì nó có tác dụng điều chỉnh sừng hóa còn retinol sau điều trị mụn thì nó lại tăng trưởng mô sẹo các bạn nốt vào đây nha ứng dụng retinol trong chủ đề mụn nó có hai cấp độ một là cấp độ điều chỉnh sừng để nó giải quyết cái cơ chế bệnh sinh về việc tắc sừng khi dùng retinol lớp sừng sẽ tái sinh nhanh hơn bong chóc điều hòa hơn chứ ít bị tắc lại đẩy nhanh quá trình tái tạo sừng nó giúp cho lớp sừng thông thoáng hơn đơn giản là như vậy đấy là tác động bề mặt còn khi sử dụng retinol ở trong một công thức sau điều trị mụn thì nó sẽ tương tác với gì? mô sẹo để làm giúp tăng sinh cấu trúc sẹo, làm cho cái lưỡi sẹo nó gì? Nó đáp ứng tốt hơn với điều trị, ngừa những cái sẹo xấu. Retinol, hai công thức trong chủ đề mụn này. Một là công thức điều trị mụn, hai là công thức tăng trưởng sẹo. Thường retinol trong công thức tăng trưởng sẹo sẽ đi với peptide. Thấy chưa? Rồi. Ngoài những hoạt chất hóa học thì hoạt chất tự nhiên cũng rất quan trọng trong công thức. Nó giúp cho cái việc duy trì một cái hệ thống sinh lý cân bằng và khỏe mạnh. Hoạt chất hóa học em không thể dùng được mãi. Nó chỉ dùng chủ yếu cho pha tấn công. nha Đó. Còn hoạt chất tự nhiên và hoạt chất sinh học thì nó nằm ở khâu phục hồi và khâu duy trì. Nhớ như vậy. Trong phát đồ điều trị mụn này nhắc lại một chút ở đây đây nè hoạt chất hóa học nằm ở khâu tấn công là chủ yếu hoạt chất tự nhiên và hoạt chất sinh học nằm ở hai khâu còn lại là chủ yếu thấy chưa thì nên chúng ta không lạm dụng cái gì hết biết cách sử dụng phù hợp thì sẽ ra kết quả tốt rồi thế thì với các cái hoạt chất và sản phẩm của nhà Aho thì dùng ứng dụng như thế nào? Nốt rồi cho các bạn. Nếu như các bạn bị cô nói sản phẩm này trước đi, cái Control Clear Spot này trước đã. Trong này nó chứa cái gì? Nó có chứa hoạt chất kháng khuẩn và giảm sưng viêm. Thì nên ở trạng thái mụn có còi sưng viêm thì dùng cái gel này để chấm khô còi. Được chưa? Và bổ sung cho cái gel này là một cái tinh chất giảm đỏ, giảm tấy là cái azulen. Azulen mình thấy xuất hiện trong hai chủ đề. Một chủ đề nhạy cảm và một chủ đề mụn. Thế thì cô hỏi các bạn này, nó giống nhau ở cái pha nào? Tại sao Azulen lại dùng được cả hai chủ đề? Chủ đề nhạy cảm kích ứng và chủ đề mụn nó giống nhau ở cái pha nào, cái trạng thái nào của da giống nhau, mọi người comment vào, mấy câu hỏi cái để ra tí cô, tí cô trả lời. giữa da nhạy cảm kích ứng và da mụn thì cái điểm chung là gì? mà dùng azulen ở đây, đúng rồi. phản ứng gì ạ? tấy đỏ, sưng tấy đỏ. thế thì cô mụn có còi mũ thì em dùng Azulen được không? Hay em dùng Clear Spot? Có còi mũ có nghĩa là trong nhân nó có khuẩn. Có khuẩn thì phải làm gì? Triệt khuẩn đi. Các bạn lôi cái còi ra, các bạn xe cái còi lại và các bạn dùng hoạt chất triệt khuẩn. Các bạn phải dùng cái này. Ví dụ hay ra ngoài mua cái tiếp thuốc chấm vô thì dùng cái em này sẽ đỡ khô hơn, đỡ sót hơn, êm hơn tất nhiên nó xử lý ở cái mụn đơn giản nha còn mụn mà nặng nề thì nên có thể phải sáng, sáng sinh nhưng mà cái mụn nó không có nhân nó không có còi mà tấy lên ha nó kèm theo ngứa ngáy nó kiểu như kiểu hình của mụn kích ứng thì bôi cái gì phân biệt được không ạ à? trên mặt có hai loại mụn chính một là có còi mũ trắng có dịch bên trong ha thì dùng cái gì cái loại thứ hai là mụn không có còi nó tấy đỏ nó sần lên chọc vô cả nước thôi nước tí nhìn như nước mô không có còi thì dùng cái gì trả lời cho cô đi ạ có hai công thức này mụn kích ứng sưng tấy không còi nề lên thì dùng cái gì ạ dùng azulen đó là dạng kích ứng Đấy chưa? phản ứng viêm nội sinh còn mụn viêm ngoại sinh là mụn nó có còi mũ, nó có sự tấn công và chiến đấu giữa hệ miễn dịch và vi khuẩn ngoại lai. Nó có còi mũ thì dùng em này. Mà em này á, cái công thức này là nó còn nhẹ nhàng đó. Các bạn nên xử lý còi bằng cách lôi thẳng ra, lấy còi sát trùng bằng betadine, sau đó bôi vô. Còn nếu cái mụn nào nó chưa chín hẳn, nó chưa lấy được còi thì các bạn bôi cái serum này để cho nó gom còi lại. Nó khu chú nhỏ cái vết đó lại, rồi mình lấy còi nó dễ hơn hình dung chưa biết cách sử dụng chưa nên nhiều khi dùng lung tung nhé có cội thì lại đi bôi azulen vô hỏi sao nó không khô nó giảm tấy nó giảm đỏ giảm nhất nhưng mà cái cội nó không có giải quyết được tại vì cái chất này nó không liên quan gì đến vi khuẩn cả nha nó chỉ liên quan đến phản ứng viêm thôi các bạn nhìn hợp chất nè 80% chất kháng viêm azulen rồi cái chất tăng trưởng để phục hồi nè thấy chưa đó làm cho nhanh chóng cái tiến trình giảm cái phản ứng viêm công nghệ liposome để làm cho hoạt chất nhỏ thấm sâu chứ nó làm gì có hoạt chất kháng khuẩn ở đây cái sản phẩm dưới mới kháng khuẩn này cái dòng chính của nó là dòng xanh này Sport đây mới là dòng kháng khuẩn nên các bạn mà có còi mũ là có khuẩn nha. có khuẩn là sẽ dùng cái chấm mụn này còn nó không có khuẩn mà nó là sưng tấy thôi mũi kích ứng thì sẽ dùng azulen nhớ chưa rồi công thức tiếp theo trong điều trị là gì có dày sừng có tắc sừng có tắc nghẽn Mụn nó chìm sâu xuống Nó không chịu lòi lên cho mình nặng Thì làm nào bây giờ Mình phải có một công thức đẩy mụn Công thức đào thải mụn lên trên bề mặt Công thức làm mềm cồi sừng Làm khơi thông với mụn Thì mình dùng gì các bạn Peel Nó có một cái peel B Trong này kết hợp giữa các axit AHA, BHA và PHA Đấy chưa Tại sao gọi là peel B Vì nó đi hướng về bạch sừng nhiều đó, thì đây là một công thức build an toàn để các bạn hơi được kích thích ha cái sự tắc nghẽn sâu dồn lên trên bề mặt để mình dễ xử lý. Mình sẽ dùng build đây nè. Nhớ chưa ạ? À? ưu tiên trường hợp nào? Trường hợp một ảnh xuống mà không chịu lòi lên thì mình build cho nó lòi lên sau đó mình xử lý. Còn nó đã lòi lên rồi, mình không nên dùng build nha. Dùng build nó kích ứng lắm. Tại vì khi nó lòi lên thì sao? Khi mình xử lý sẽ tạo ra vết thương hở. Vết thương hở thì không cho axit vào được. Thì nên những cái mụn nó lòi lên. Thì các bạn nếu mà chưa chích gì hết, chưa xử lý gì hết, mình có thể biêu qua cho nó xe lại, nó bớt cái lớp sừng cho nó mềm ra rồi mình mình lấy cồn nó dễ. Còn nếu những trường hợp mà mình khám mụn nó ẩn nhiều bên dưới, nó rất là chai nha. Mình chưa thể nào lấy cồn một cách dễ dàng thì mình cho peel trước đi. Sau đó khi nó đẩy lên cạn rồi chỉ cần gãy ra thôi là nó lòi ra thì mình sẽ dùng tiếp những cái bước còn lại được chưa ạ à? rồi sau khi mình xử lý cái giai đoạn cấp tức là nó có cồi mũ nó sưng viêm rồi hết bắt đầu nó chuyển sang cái thâm đỏ thì mọi người có biết được tại sao nó thâm đỏ không khi mụ nó lành thì hệ thống mạch nó sẽ huy động xung quanh cái vết thương để nó dồn các nhân tố tăng trưởng đã đến là gì nó tái tạo cái vết thương thì trong cái quá trình tái tạo vết thương nó sẽ diễn ra cái quá trình thâm đỏ thâm đỏ thực chất là màu của mạch máu tập kết tại vị trí sẹo của vết thương mọi người có thể lấy máy sao da cắm vào một cái mụn đã sẹp sẽ tìm thấy mạch máu chằng chịt luôn thế thì với cái việc hình thành mạch như vậy thì mình nên bôi cái gì mình sẽ bôi gì ạ? À? Bổ sung thêm cái kem ca vào trong các cái vết thâm đỏ ở những mụn đã sẹp Thấy chưa? Và nếu như mọi người muốn đáp ứng nhanh hơn, mọi người có thể thêm tế bào gốc. Ha, mọi người có thể tết hợp phi kim nhẹ nhẹ vào trong vết thâm đỏ, mọi người thêm tế bào gốc. Rồi sau khi nó đóng cái vẫy lại, về nhà đấy là một vết thương phẳng. Thì mọi người thêm một chút kem ca vào Để kích thích cái quá trình gì Ổn định mạch máu nhanh hơn Thì cái vết thâm đỏ nó sẽ giảm bớt Nhanh hơn Đó là cách xử lý thâm đỏ sau mũi Rồi chuyên đề này xong Có ai thắc mắc gì không ạ à? Rồi cô sẽ trả lời ngược lên một chút nha Giảm liều kem trộn là dùng cách ngày hay dùng sao ạ à? Tùy bạn thôi thí à, dụ như bạn hỏi người ta cái kem này dùng người ta dùng như thế nào à, chị bôi này cách ngày thì người ta đã cách ngày rồi thì các bạn cách giãn hơn nữa rồi nếu người ta xài hàng ngày ngày nào cũng chết thì các bạn cách ngày tức là dựa cụ thể vào trong cái phát đồ mà người ta đang dùng kem trộn để mình cũng bắt đầu giãn ra mục đích là gì cho cái da nó tiếp xúc ngày càng ít dần thưa dần với hoạt chất của kem trộn và bắt đầu nó chuyển sang hoạt chất khác hiểu không chứ còn bao nhiêu ngày thì cô không thể nói rõ được và tùy theo khách hàng người ta dùng kiểu gì thôi miễn là thí dụ một cô nói ví dụ là người ta ăn cái kem đó một tuần bao nhiêu lượt thì các bạn cứ chia thưa thưa dần thưa dần ra cho tới khi không ăn nữa và chỉ ăn những cái sản phẩm khác thôi đấy là có quá trình cai đó giống như người ta cai ma túy phải không ma túy đầu tiên nó phải cai lên đâu mấy người vô chạy ma túy là người ta sẽ chích ma túy liều thấp xong từ 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 từ, từ chích xuống thành giả ma túy giả dược ấy cho tới khi người nghiện người ta không quằn quại nữa là người ta hết cai nghiện thành công đó có những giai đoạn một gần 2 ba tháng đúng rồi tùy theo tùy theo mức độ nghiện tùy theo mức độ nhiễm khuẩn nếu mà nghiện sâu nhiễm khuẩn nhiều thì có khi các bạn phải lẫn quẩn một vài chu kỳ da nó mới ổn nó có nói tùy mà mà ít nhất là từ 10 đến 14 ngày nhớ chưa rồi với trường hợp viêm da tiết bã viền cánh mũi thì xử lý các bước như thế nào viêm da tiết bã viền cánh mũi với những cái trường hợp viêm da tiết bã có phản ứng viêm đúng không và có sự tăng tiết đây là một phản ứng kết hợp thì các bạn làm thế nào xử lý cả hai cơ chế với phản ứng viêm các bạn làm dịu tức là nó đang tấy đỏ lên thì các bạn cho sản phẩm làm dịu còn với cái việc tiết bã bên dưới thì các bạn phải làm sao để làm sạch và kiểm soát được bã tùy theo mức độ có thể và sử dụng gì có thể phải sử dụng đến phi kim nếu mà nó sâu hoặc là các bạn phải uống tùy theo tình hợp trường hợp nhưng đã có phản ứng viêm thì cái vị đầu tiên phải chấn áp phản ứng viêm đã vì phản ứng viêm mà mình không xử lý là khách hàng không thể chịu được người ta cứ ngứa đỏ tấy rát thì không có cái gì mà can thiệp vào được các bạn phải kiểm soát phản ứng viêm sau đó mới giải quyết đến vấn đề tiết bã nha rồi bà bầu một ẩn ly ti thì dùng loại nào dùng cho bà bầu thì lời khuyên không dùng hoạt chất hóa học dùng hoạt chất sinh học với một ẩn ly ti đây hai sản phẩm này. Một ẩn DT các bạn có thể sử dụng chấm khô cồi và sử dụng kết hợp với lại gì? Azulen để giảm kích ứng chẳng hạn những cái tấy xung quanh. Nghe chưa? Đây toàn là hoạt chất sinh học mọi người đọc đây nè. Không có thành phần hóa học nào. Toàn hoạt chất sinh học Nên nó rất là an toàn nha. Giảm thâm đỏ mình có điện di thêm C và bôi được không cô? Thâm đỏ không liên quan đến sắc tố đen chỉ liên quan đến mạch thì mình sẽ không điện di C mà mình sẽ điện di những cái hoạt chất tăng trưởng, lành vết thương và co mạch thấy chưa, mình sẽ không điện di C mình điện di hoạt chất khác hoạt chất gì, có thể là P, có thể là V không phải là C khi nào là thâm đen thì mình mới điện di C vừa có mụn lại đang kích ứng thì có dùng P, B không ạ, không tất cả những loại piu hợp đều chống chỉ định với da kích ứng. Kích ứng mà tiếp xúc vào axit là sẽ làm nặng thêm. Thì với trường hợp mụn kích ứng các bạn không biêu, Các bạn dùng hai cái này cho cô thôi. Được chưa? Cho đến khi ổn, không kích ứng nữa nhưng mà nó còn dày sừng thì các bạn có thể biêu. Để kiểm soát dầu và giảm mụn ẩn mình phối hợp các hoạt chất thế nào được ạ? À? Kiểm soát dầu thì sao ạ? À? Mình có thể làm sạch sâu và cân bằng ẩm, đó là một cách. Một cách nữa là gì ạ? À? Mình kiểm soát cái hoạt động nội tiết ở trong, có thể uống isotretinoin theo chỉ định. Được chưa? Giảm mụn ẩn thì chỉ có cách là gì? Điều tiết sừng. Điều tiết sừng thì nó sẽ gì? Giảm bớt cái sự tắc nghẽn. Đó, chỉ thế thôi ha. Phối hợp hoạt chất thì mình sẽ làm từng bước. Ví dụ như mình làm sạch này, xong rồi mình peel mình piêu xong mình cân bằng ẩm ha à, rồi kết hợp mình duy trì cái trạng thái cân bằng đó ổn định kết hợp với những cái thành phần cân bằng sừng nữa tức là mình sử dụng ví dụ như những trường hợp vậy các bạn có thể dùng uh, kiểm soát dầu và retinol dùng trong tuần phải chưa còn uống thì hỏi bác sĩ nha mụn đã nặng có vết thương hở không nên thoa piêu chỉ thoa tinh chất chính xác axit chống chỉ định với vết thương hở axit chỉ sử dụng trên nền da kín thôi và ưu tiên nền da dày sừng nền da không dày sừng mỏng nhạy cảm cũng không chơi axit mình có cách build khác các bạn có thể dùng enzyme nha không dùng axit đây là chuyên đề mụn mà thì chúng ta sẽ ưu tiên da dày sừng ok rồi cô nói nốt phần này nha để dành thời gian cho bác sĩ nữa chứ không chiếm hết giờ bác sĩ rồi một cái trường hợp cấp tính thứ ba chắc chắn là sẽ rất cần thiết cho các spa. Đó là khi chúng ta xác định cái da này phải dùng xâm lấn, không chỉ bôi thoa sản phẩm mà ra kết quả mà chúng ta bắt đầu can thiệp xâm lấn, có nghĩa là những cái máy móc thiết bị nào gây tổn thương về mặt chúng ta can thiệp. Ví dụ nha, lan kim là cái phổ biến nhất mà các spa đều dùng, lan kim tạo ra các lỗ hở đúng không? Cái thứ hai là gì? Piêu mà nó có bong chóc nhiều. Cái thứ ba là sử dụng các công nghệ laser nó tạo ra những cái điểm cháy ở trên da. ha Và còn lại là mấy cái tiêm chích tạo ra các cái nốt sần, nốt tiêm. Đấy nó đều là xâm lấn. Thế thì với cái da xâm lấn nó có một cái nguy cơ là gì? Nó có sự tổn thương cái hàng rào bảo vệ và tạo ra các Khe các lỗ hở để dẫn những cái thành phần bên ngoài vô Thì ngoài những chất tốt nó cũng sẽ dẫn luôn các bệnh lý Các à, thành phần cơ hội vào bên trong Vì vậy một điều rất quan trọng Khi mình dám làm xâm lấn thì mình phải phục hồi tốt Dám phá thì phải dám gì? Dám xây Nhiều người phá rất giỏi nhưng mà lại rất lười xây Rất lười phục hồi thì đâm ra nó gây biến chứng à thì ở đây cô sẽ cho các bạn một số công thức gọi là các bạn xử lý nhanh cái nền da tổn thương cấp tính sau xâm lấn tình trạng đầu tiên sau xâm lấn đó là phản ứng viêm và mất nước phản ứng viêm và mất nước những cái xâm lấn liên quan đến trà sát hoặc là tăng nhiệt ha hoặc là bong chóc thì nó sẽ gây phản ứng viêm và mất nước nốt vào địa thì mình xử lý nhanh phản ứng viêm và mất nước còn lại thì gì những cái xâm lấn có thể gây tụ máu ha gây à, tụ máu này gây sẹo ha gây tăng sắc tố là những cái xâm lấn tiếp theo thì đây cô sẽ nốt cho các bạn những cái sản phẩm quan trọng này các bạn nhìn tay phải trước đi nha nhớ nè sau xâm lấn thì công thức gì ưu tiên công thức thành nước là ưu tiên đầu tiên bởi vì da khi xâm lấn nó tạo ra vết thương đúng không thì vết thương cái hoạt chất gì đi đường nước là nó sẽ hấp thụ nhanh nhất so với đường kem đường kem mà nó rất nhiều chất nhiều khi sao ạ các bạn bôi đường kem nó không thể thấm hết được xuống cái vết thương mà nó bị động phía trên. Đường kem thì nó sẽ đi về tính chất khóa, sửa chữa cái bề mặt da. Còn muốn sửa chữa, muốn phục hồi sâu xuống những cái lớp tế bào dưới thì phải đi bằng đường nước, đường dạng lỏng ấy. Thì những công thức lỏng các bạn lưu ý nha, dạng treo, dạng nước, ví dụ như là đây là tinh chất tế bào gốc nồng độ cao. Các cái tế bào gốc thì không chính xác, tăng trưởng đi. Tinh chất tăng trưởng nồng độ cao mà là công thức có bằng sáng chế độc quyền của hãng chính là loại này. Nó ghi là 10.000 ppm có nghĩa là nồng độ cực cao trong này nó chỉ có hoạt chất tăng trưởng thôi. Thì những cái trường hợp gì có vết thương hở khi có vết thương hở máu nó sẽ tiết ra tiểu cầu là đông cứng vết thương lại. Tiểu cầu thì thật sự là gì? Nó là cái tế bào để tạo ra nhân tố tăng trưởng. Thì ở đây thay vì mình dùng tiểu cầu của mình thì mình sẽ dùng gì? nhân tố tăng trưởng bên ngoài với hàm lượng cao thì tất cả những cái xâm lấn gì mà các bạn tạo ra những vết thương họ lanh kim phi kim chảy máu xuất huyết hay chưa hoặc là các bạn lột tẩy da một cấp độ cao nó bong chấp rất là dày như là TCA chẳng hạn hoặc là lột axit thì các bạn phải dùng tăng trưởng mạnh mới được để nó lấp kín vết thương nhanh chóng để lành vết thương thì các bạn dùng cho cô tinh chất tăng trưởng hàm lượng cao SRGFH1. Muốn biết cái từ này là gì? Bên hỏi bên hãng cho công thức luôn. Đó là một phức hợp rất nhiều loại tăng trưởng. Đấy chưa? Loại loại này nè. Đây là dạng tăng trưởng tinh khiết dùng với lanh kim phi kim. Fractional laser TCA hoa vào để nó gì? Phục hồi nhanh, phục hồi cấp tập. Và cái này cũng không dùng nhiều nhé. Chỉ dùng cho đến khi vết thương nó đóng hoàn toàn lại. Nên lên da non là xong. Không cần dùng thêm nữa chỉ dùng đến giai đoạn lên da non là xong. Sau đó, mình sẽ tiếp tục dùng những cái công thức phục hồi khác để mình tái tạo lớp màng da. Thì nó sẽ có công thức peptide dạng gel và công thức ceramide dạng gel. Thấy chưa? Đây nè. Ceramide thì nó hoàn toàn là chỉ là lớp áo choàng để nó bảo vệ chống sự mất nước. Thôi. Còn cái lớp để mà tái lập lại cái hàng rào thượng bì các tế bào sừng nó thiết lập nó tăng sinh lại được chưa và những cái mô sẹo thì các bạn sẽ phải dùng peptide thì nó có hai công thức dạng gel nó ghi là cream như là dạng gel các bạn sẽ bôi lên phía trên những cái thời gian đầu mà da nó còn vết thương hở nó nước mô thôi các bạn chỉ bôi dạng tươi là tinh chất khoảng 3 bốn ngày gì nó đóng vết thương nó lên da non bắt đầu có cảm giác ngứa là bắt đầu chuyển sang bôi dạng gel được chưa có hai công thức các bạn bôi peptide sau đó các bạn bôi ceramide nếu như da nó không bị mất nhiều cấu trúc nó chỉ bong chóc nhẹ thôi thì không cần đến peptide chỉ cần bôi ceramide với lại tinh chất tăng trưởng là đủ nhưng có những trường hợp nó lõm xuống như này các bạn làm điều trị mà nó lõm ấy, thì các bạn phải dùng peptide và nếu không muốn bị sẹo nha thì sẽ dùng cái gì peptide gel đây hai em này đều là gel hết đều là công thức gel đây là phục hồi cấp tập này sau xâm lấn này và tất cả những em này đều có thể điện di và chạy lạnh được hết để giảm cái nhiệt độ giảm cái sưng tấy da nhớ chưa ba em này nha sau khi da bông vẫy rồi tức là nó đã hình thành một cái nền da mới nó thay thế cho những cái lớp da đã bị hỏng đã bị tổn thương do xâm lấn thì lúc này các bạn bắt đầu cung cấp thêm những cái chất sâu để nó tiếp tục cái hoạt động tái tạo của nó nó gọi là tái tạo sâu, ha, à, thì các bạn sẽ dùng tiếp những cái thành phần khác. ở đây nó có hai công thức HA như cô nói, da mà khô, bong chóc, mỏng, mất nước, không kiểm soát, thì sử dụng cái HA nồng độ cao và công thức giữ ẩm toàn diện là cái em này. còn da dầu, bản chất da nó tiết dầu rồi nó không cần phải lo cái chuyện mất nước không kiểm soát, các bạn dùng công thức HA loãng, là HA loại này, Được chưa? rồi sau đó là gì chúng ta bôi một cái kem tái tạo ở dạng cream nó có nhiều hoạt chất thì các bạn dùng dạng kem repair thì cái cái hệ thống này là hệ thống phục hồi và hàng rào chỉ thế này thôi là đủ đấy chưa đấy là mình sẽ dùng để tái tạo còn những trường hợp nào mà nó mắc mới đến mạch máu nó bị bầm tím bị tụ máu thì mình dùng thêm mk để làm gì nhanh chóng làm khuếch tán cái máu bầm ra và nhanh chóng cải thiện phục hồi cái hệ thống mạch. Nó không thể mất hoàn toàn đi nhưng ít nhất là gì mạch máu nó co thì nó sẽ ẩn bớt đi, phải giảm cái hiện tượng nóng đỏ ở trên da. Dùng thêm thằng ca, thấy chưa? Rồi, ok. Đó là cái phần công thức của uh, điều trị cho cái chủ đề tối nay hãng này có dùng enzyme không? Có, nhưng mà enzyme của hãng là một sản phẩm tẩy da chết nhẹ nhàng dành cho những nền nhạy cảm. Ok nha, cô giáo đã hoàn thành xong. Sorry là mất khá nhiều thời gian, chiếm thời gian phát sóng lớn của buổi hôm nay. Bây giờ các bạn có muốn xem được kết quả lâm sàng mà bác sĩ đã ứng dụng thành công trên những cái tình trạng da không? Chúng ta comment tiếp tục vào trong chương trình tiếp theo nha. Là gì? Lâm sàng chia sẻ công thức lâm sàng cho các bạn ok nha cô giáo nhường mic lại cho ban tổ chức dạ vâng ạ à. em xin cảm ơn cô nhung vì về cái phần chia sẻ rất là lôi cuốn của cô luôn thật sự là uh, nghe không thể bỏ sót một chữ nào luôn mọi người ạ à. và bây giờ thì em xin phép uh, đến phần trình bày của bác sĩ hà vy về việc ứng dụng uh, các cây lâm sàng cho cái việc uh, ứng dụng ao vào trong điều trị các ca bệnh cho khách hàng ạ à. em xin phép mời bác vy ạ à. Rồi chào Chào tất cả mọi Cảm người. Lắm. Cảm ơn cô Nhung về cái phần chia sẻ lý thuyết rất là hay và cực kỳ kỹ vừa rồi. Thì uh, cái này cũng chúc mừng các bạn nào mà có tham gia cái buổi zoom tối nay của ha. Các bạn nào ghi lại càng kỹ thì cái đó sẽ là cái uh, những cái 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 từ khóa để cho các bạn uh, điều trị nó được uh, hiệu quả hơn. Thì uh, Vy cũng như mọi lần thôi thì cũng sẽ là chia sẻ về những cái ca lâm sàng mà mình đã điều trị trực tiếp uh, với những cái sản phẩm của Ahoha. Thì uh, mình sẽ đi vào uh, có một cái 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 buổi chủ đề ngày hôm nay là phục hồi về da nhạy cảm. Thì cái nguyên tắc chung, cái nguyên tắc chung ở trong cái phục hồi về cái hàng rào mà của da nhạy cảm á, là mình sẽ phục hồi về cái hàng rào bảo vệ da cân bằng cái độ pH ở trên da thì đó là cái nguyên tắc chung Nhưng mà mình sẽ đi vào từng cái trường hợp cụ thể Và cũng sẽ phần nào giải đáp những cái câu hỏi giờ Các bạn hỏi cô Nhung rất là nhiều à, Mình sẽ gặp ở trên thực tế Em qua cái slide dùm cho chị Thì à, cũng hơi trễ một chút à, Nên Vi sẽ qua nhanh về những cái sản phẩm Để mình đi vào cái thực tế luôn em ơi, bạn nào uh, quay slide dùm chị đi uh, phụng ơi. Rồi, uh, có một cái lưu ý là có những uh, những cái sản phẩm khi ở trong cái điều trị về cái vấn đề mà uh, những cái bệnh lý cấp tính này nè, thì uh, cô nhung đã liệt kê hết nãy giờ nhưng mà có hai cái thì uh, còn thiếu sót ở đây thì vi sẽ bổ sung thêm đó là về cái gel lưỡng mặt và cái toner. Thì hai cái sản phẩm này À, mình sẽ không nói sâu vô nó về cái thành phần ha trên cái slide đã có để các bạn xem thì đây là cái dòng trung tính mà có thể dùng được ở trong cái trường hợp mà những cái làn da đang có nhạy cảm mình có thể bổ sung vào để nó hoàn thiện về cái tin của mình thì cái dòng trung tính thì nó sẽ cân bằng được cái ph cho da của mình nó được tốt hơn ngoài ra thì nó sẽ có những cái sản phẩm khi trong cái quá trình điều trị đó là cái ha b hay là serum ha hay là kem cấp nước kem repair kem ca thì những cái này là nhảy giờ cô nhung đã phân tích rất là sâu rồi thì vi lướt nhanh qua để đi vào cái 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 lâm sàng thực tế cho mọi người luôn em ơi qua cái đúng rồi đây là cái trường hợp da đầu tiên trường hợp da đầu tiên mà cái 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 nãy giờ cô nhung cũng nói rất là nhiều đó là với những cái da mà bị phụ thuộc về cái uh, kem trộn hay là mình lỡ khách hàng của mình lỡ dính vô thuốc rượu nước bắt gì gì đó thì cái mùa cuối năm như thế này nè à, bản thân vi ở tại phòng khám thì vi nhận điều trị rất là nhiều ca như thế này tại vì uh, mọi người mong muốn là làm đẹp cấp tốt nè rồi uh, nghe người này piêu người kia piêu tái tạo thì lúc này nó sẽ có những cái tai biến nhiều hơn thì em qua qua những cái này đi để mình đi vào cái bỏ qua cái sản phẩm luôn thì cái đúng rồi thì đây là một cái da mà mình xếp mình xếp nó đi vào cái trường hợp mà bị uh, nhiễm cọt cũng không đúng mà cái trường hợp này nè bây nhận định khi khách hàng đến với mình đó là khách hàng đang bị viêm da bụi nhiễm do sử dụng thuốc rượu thuốc bắc gì đó. Tại vì mình cũng không thể nhìn thực tế cái sản phẩm để mình đánh giá được, chỉ nghe qua cái lời kể của khách khi mà mình khai thác về cái yếu tố tiền sử thôi. Thì khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm nó lên được 2 tuần thì ra cái da như thế này. Ha. thì mình nhận định là khách hàng đang bị viêm da bụi nhiễm do thuốc rượu thuốc bắc thì cái da này vi điều trị tiến hành ở ba giai đoạn cái giai đoạn đầu tiên á là cái da này mình được chọn mình mình nhận định là có những cái triệu chứng ở trên da đó là bị viêm da bụi nhiễm nè các bạn có thể zoom cái hình to lên để các bạn thấy được là trên da của khách hàng đang có những nổi những cái mụn nước li ti li ti và nó bị tổn thương cái hàng rào bảo vệ da, rối loạn sung huyết nội mô mạch, thì mình nhận định là hiện tại ở cái giai đoạn 1, khách hàng có những cái vấn đề đó và mình sẽ đi vào xử lý từng cái vấn đề. Thì khách hàng này á, thì với cái hướng điều trị đó là Vy có cho uống cái kháng sinh, kháng viêm 7 ngày, à, qua và uống bổ sung thêm cái vitamin C để tăng cường cái sức bền thành mạch. Cái thứ hai đó là khách hàng được làm sạch với cái sữa rửa mặt dịu nhẹ, thì là ở khúc trên hồi nãy có nói về cái sự rửa mặt đó đó Thì có thể dùng được nha Hoặc là nếu mà ở ngoài thị trường các bạn có thể cho dùng sự rửa mặt Cetaphil Vì đó nói chung là những cái dòng sự rửa mặt trung tính Dành cho da nhạy cảm ha Rồi à, ngoài ra tại nhà Tại nhà thì khách hàng này Vi đang cho khách hàng à, Lúc đó cho khách hàng sử dụng cái thằng HAB5 Chung với lại cái kem Repair hay mình còn gọi là cái kem B5 á mang tiếng cái kem B5 nó hơi phèn nhưng mà thực sự là cái gì nó 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 không xứng đáng để đứng xếp hàng chung với lại những cái B5 ngoài thị trường khác đâu các bạn cái độ phục hồi của nó đỉnh hơn nhiều và cái kết cấu của kem đó thì nó nhẹ hơn nhiều nên là cái người ta đặt cái tên là repair ha thì cái giai đoạn đầu là khách hàng vi có cho sử dụng là HAB5 chung với lại cái kem repair tím ấy, là họ sẽ dùng tại nhà và lúc này các bạn lưu ý nha là không có dùng kem chống nắng. Tuyệt đối là không dùng kem chống nắng ha. Em có thể qua cái slide mà chỗ nhận định da của khách đó, để cho các bạn có thể nốt lại ở chỗ cái phần đó. Rồi, cái giai đoạn 1 thì Vi điều trị cho khách hàng này thì Vi có hẹn tái khám lại sau 7 ngày tại vì có uống kháng sinh kháng viêm nên mình sẽ phải theo dõi cái liều thuốc uống thì mình đánh giá là sau 7 ngày á cái tình trạng mà viêm da bụi nhiễm nó đã giảm rất là nhiều lúc này chỉ còn lại một cái nhận định ở cái giai đoạn 2 đó là bị tổn thương cái hàng rào bảo vệ da rối loạn xung huyết nội mô mạch thì nếu như mà cái giai đoạn này mà mình không có phục hồi mình thiếu cái độ ẩm cho khách á thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là các bạn nghĩ là khách hàng sẽ bị cái gì như nhìn cái da này nè các bạn nghĩ cái tai biến sau khi phục hồi là sẽ bị cái tai biến về các bạn comment dùm viên ha em qua cái slide mà ngay chỗ nhận định dùm chị đi để cho mọi người nốt lại nhiều lúc theo không có kịp cái vote mọi người nghĩ là với cái da vừa rồi á thì nếu như mà khách hàng mình không có phục hồi tốt thì cái hậu của khách hàng này để lại sẽ là cái gì qua luôn em ủa cái cái ca này là khúc đầu rồi á em tiếp tiếp nữa rồi đây nếu mọi người nghe mà ghi không kịp á có thể nhìn trên slide ha vì có nốt ra cái hướng xử lý cụ thể đó Đúng rồi, những cái da như thế này á thì mọi người rất là sợ bị tăng sắc tố sau viêm đúng không? Là kết thúc cái trường hợp này là da của họ bị sạm đen hết lại. Thì nếu như mà mọi người bỏ qua cái giai đoạn mà gọi là phục hồi và cái hàng rào bảo vệ da thì phục hồi và cái hàng rào bảo vệ da có nghĩa là mình cân bằng cái độ ẩm cái hàng rào lipid ở trên da thì hồi nãy cô Nhung có nói cái key của nó là cái kem cấp nước đó, là cái ceramide đó mọi người thì ở cái giai đoạn 2 á, là vi đánh giá là sau 7 ngày á, khách tái khám lại thì cái lúc này cái tình trạng viêm da bộ nhiễm của khách hàng đã hết rồi cái mũ ở trên da nó đã tiêu đi nhưng mà cái tình trạng mà viêm da tổn thương hàng rào bảo vệ và cái rối loạn xung huyết nội mô nó vẫn còn thì mình lại đi tiếp và mình xử lý cái giai đoạn 2 đó là khách hàng có thể ngưng được cái kháng sinh kháng viêm nè nhưng mà họ vẫn có thể uống thêm vitamin C để nó hạn chế cái tình trạng bị tăng sắc tố, tăng cái sức đề kháng của da lên rồi tăng cái sức bền thành mạch để mà nó hạn chế cái hậu mà mọi người đang sợ đó là bị tăng sắc tố sâu viêm ha. Rồi tiếp tục có một cái mà vi nhớ là đã bật mí rồi nhưng không biết là các bạn có nhớ hay không. Đó là bắt đầu cho khách hàng áp dụng cái phương pháp phủ gạt lạnh với chanel acid tại nhà các bạn nếu chưa biết cái phương pháp này thì nhớ nốt lại dùm cho vi tại vì cái phương pháp này sẽ giúp cho khách hàng của mình giảm cái hậu mà các bạn đang sợ nãy giờ đó có nghĩa là sợ bị tăng sắc tố sợ bị giảm mô mặt gì gì đó đó là cái phương pháp phủ gạt lạnh thì cái phương pháp phủ gạt lạnh này các bạn có thể làm tại nhà hoặc làm tại spa tùy thì với khách hàng này là vi khám từ xa nên là khách hàng này thì Vi chỉ có cho khách làm tại nhà thôi. Cái khách hàng này các bạn ngạc nhiên ông Vi khám qua video call từ xa á. Chứ không có khám trực tiếp hay đi lên gặp trực tiếp khi nào đâu. Thì hướng dẫn cho khách hàng làm cái phủ gạt lạnh tại nhà. Thì cái phương pháp phủ gạt lạnh là cái gì? Là mọi người cần một cái chai uh, Ambu NTG. Đợi Vi xíu nha. Đang mất cái slide thì lại không nhìn thấy đường rồi có nghĩa là mọi người cái phương pháp phủ gạt lạnh đây là mọi người còn cái chai Ambu NTG là cái chăn Nesamid 3% kết hợp với lại cái kem Ceramide thì nó có hai cách làm cho mọi người một cái cách làm là tiết kiệm tiền cho khách một cái cách làm là uh, giàu sang thì uh, cách cách làm mà tiết kiệm tiền á là mọi người chỉ cần là cái chai chăn Nesamid Acid xong rồi mọi người cho một vài giọt khoảng tầm 3 đến 5 giọt vào trong một cái chén ha cho 3 đến 5 giọt vào trong một cái chén rồi cho một ít nước cốt vào rồi mình sẽ dùng cái gạt lạnh hoặc không có gạt lạnh thì cái cái gạt cái gạt mà băng bó vết thương á mọi người không có cái đó thì có thể hướng dẫn khách hàng của mình lấy cái bông tẩy trang mình làm cho nó mỏng ra tại vì dày thì nó sẽ rất là hao làm ướt cái miếng bông tẩy trang đó với lại cái nước cốt nước sạch hoặc nước, nước tinh khiết sau đó mọi người cho ba năm giọt cái 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 ambu ntg vào rồi bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh cho nó nó mát nó lạnh cái đó lên sau đó cho khách hàng đắp lên trên mặt hoặc là đắp lên trên những cái vùng mà đang bị tổn thương mình cộng phục hồi có thể là như khách hàng vừa rồi là họ sẽ đắp full mặt còn có những khách hàng mà bạn lỡ lăn kim quá lố hoặc là bạn lỡ biêu da xong rồi khách hàng lột cái da đó hơi sớm nó làm ẩn đỏ hai cái gò má thì khi hết ẩn đỏ mình sẽ bị tăng sắc tố hay sạm gì đó thì mình có thể dùng cái phương pháp này để cấp cứu lại cái làn da của khách hàng liền hoặc là bạn cũng có thể dùng cái phương pháp này để cấp cứu trong cái trường hợp bị phỏng tê nghĩa là có những khách hàng mình thoa cái tê nó hơi bị quá lố hoặc là cái tê mà mình bị chúng tê giả khách hàng bị phỏng tê thì ngay lập tức các bạn lau sạch cái tê đó đi rồi sau đó mình có thể dùng cái phương pháp phủ gạt lạnh này để làm dịu cái da cũng được ha ngay tại spa còn tại nhà thì hướng dẫn khách làm như vậy thì đắp lên khoảng tầm 15 cho đến 20 phút một ngày làm cho một cho đến hai lần hoặc là một cái phương pháp nữa mà mình không có tiết kiệm tiền cho khách đó là khách hàng cần một cái chai Ambu NTG này chung với lại cái tuyết kem cấp nước Ceramide. Hai cái thằng này, bạn có thể lấy cái Ceramide, bạn nặng ra một cái chén, xong rồi bạn cho vài giọt cái Toner Summit này lên, rồi sau đó bạn cũng mix lại, bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi đắp lên trên da như là một cái lớp mask. Thì ngoài cái việc mà bạn sẽ dùng cái phương pháp phủ gạt lạnh này nè, để làm dịu, làm giảm đỏ, phục hồi cái da, ngăn những cái tình trạng mà bị sung huyết, rối lộn, một nội mô mạch máu, hay là bị sạm da đó, thì với những cái tình trạng da bình thường ví dụ như vi đây đây ha thì vẫn hay làm cái phương pháp này như là một cái mask làm trắng da. Thì cái này nhớ là đã có hướng dẫn nhưng mà hôm nay nói lại thì nói kỹ một chút xíu để mọi người làm thì cái này có thể làm tại nhà hay làm tại spa đều được thì khách hàng trên á thì vi áp dụng cho họ làm tại nhà và khuyến khích là làm một ngày một cho đến hai lần. Mỗi lần 15 đến 20 phút. Rồi sau khi thoa xong cái đó 15 20 phút, mình có thể là về mình mình lau nhẹ nhàng đi, rồi mình cho cái HA B5 và cái kem repair tím nó mình vẫn tiếp tục dưỡng như bình thường. Mọi người hiểu về cái phương pháp phủ gạt lạnh này chưa ha? Thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà mọi người đang quan tâm với những cái da ở phía trên đó là bị tăng sắc tố sau viêm hay là bị giãn mô mạch đó cái phương pháp đó vẫn có thể áp dụng cho những cái trường hợp như nãy Vi nói nha có nghĩa là mình lỡ mà biêu da xong rồi khách hàng về lột quá sớm hoặc là mình đi lăn kim mà hơi bị lố cái da mình cày cái da mà nó ẩn đỏ lên mình sợ đỏ quá hết đỏ nó bị sạm thì có thể dùng cái phương pháp này được ha rồi à, đó là cái giai đoạn thứ hai thì cái giai đoạn thứ hai này á, thì Vi tái khám khách hàng của mình lại sau 2 tuần sau 2 tuần á, thì bắt đầu mình đánh giá lại là à cái tình trạng mà bị viêm da ở trên khắp đó có nghĩa là à, đỏ hay cái tình trạng mà nổi những cái nốt sẩn li ti, những nốt sẩn ban hay rỉ dịch, rỉ gì đó là nó đã kết thúc thì cái giai đoạn 3 này là cái giai đoạn mà mình sẽ đi vào phục hồi da. Mình phục hồi da thì cái giai đoạn 3 này mình có thể hiểu nó nơm na giống như là mình bị ốm nặng, mình đi nhập viện bây giờ mình đã có đủ sức khỏe bác sĩ cho mình xuất viện đi về nhà nhưng mình vẫn phải à, ăn uống bổ sung điều dưỡng này nọ vào thì cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn phục hồi da mình cũng không có thể bỏ qua được. Lúc này mình có thể áp dụng là gì bổ sung thêm cái tế bào gốc cho da và cái da này nè, vì đánh giá là khách hàng này là một cái da lão hóa. Nên trên một cái nền da lão hóa mọi mọi người thì cái phục hồi da lúc nào nó cũng sẽ chậm hơn so với những cái da mà còn trẻ thì lúc này khách hàng à, bổ sung thêm vào cái ambu premium hay mình còn gọi là cái ambu vàng á ngoài ra lúc này họ vẫn còn cái thằng HAB5 chung với là cái kem mà repair tím thì vẫn tiếp tục thoa nè nhưng mà mình sẽ bổ sung thêm cho họ về cái tế bào gốc thì cái tế bào gốc mà cái ca này vi dùng đó là cái ion V và Vi bổ sung thêm về cái Ambu Premium Complex là cái Ambu vàng á ha Thì thật sự là cái Ambu này Vi rất là thích ừ, Ứng dụng nó rất là nhiều trong những cái trường hợp ngoài cái trường hợp mà Như khách hàng này Thì Vi còn ứng dụng nó trong những cái trường hợp mà điều trị và sắc tố Thì ngày mai mình sẽ nói sâu hơn à, Đó là cái giai đoạn phục hồi da Thì cái ca đó Vi trải qua 3 giai đoạn thì nhớ là sau cái ca này là sau 10 đến 12 tuần gì đó không nhớ chính xác lắm thì được cái hình trước sau như là mọi người đang xem nhớ hình như là 10 12 tuần tối đa là 12 tuần chứ cũng không quá lâu mọi người có có thắc mắc gì về cái trường hợp ca này không có một bạn hỏi vi là cháy tê sau khi đắp gạt lạnh bôi kem ca ke ngay tại spa được không được nha bạn nếu như lúc này bạn không có làm cái phương pháp phủ gạt lạnh á thì bạn có thể làm một cái cách để xử lý cái cháy tê mà nó cũng rất là hiệu quả đó là bạn lau sạch cái đó đi rồi sau đó bạn có thể là bạn cho cái điện di lạnh với kem ca ke được hoặc là lấy cái kem ca ke làm mát lạnh ở spa của vi á thì có những cái mà ở trong ngăn mát tủ lạnh luôn luôn có đó là cái cái um, gel lô hội, cái kem ceramide đó làm và cái cái thì không để trong ngăn mát thì đó là những cái mà luôn luôn có để mà tùy cái trường hợp da mà mình có thể xử lý được ngay và liền tại vì um, trong y khoa mọi người nó có một cái thời gian vàng để mọi người cấp cứu cái làn da nếu như mà mọi người xử lý những cái tai biến đó mọi người cấp cứu cái làn da càng sớm thì những cái tác dụng phụ hay những cái hậu phía sau khi mà xảy ra những cái vấn đề đó nó sẽ rất là nhẹ nhàng cái v khách hàng này là v là vi đang cho họ dùng tại nhà tại vì khách hàng này là vi khám từ xa hoàn toàn họ không có tới cho đến bây giờ luôn á cho đến bây giờ là chưa hề gặp mặt khách hàng một lần nào hết, trơn nhớ là khách hàng ở đâu ở dưới Cần Thơ đó, chưa gặp trực tiếp khách hàng một lần nào hết, thì sẽ cho thoa tại nhà. Còn nếu như các bạn làm dịch vụ, thì các bạn có thể hẹn khách của mình tới, mình làm cái điện di v, thì lúc mà mình làm cái cái quy trình cái, cái cái quy trình tại spa thì mọi người có thể dùng cái kem ca làm mask này, hoặc là mọi người dùng cái ceramide làm mask này, mọi người dùng cái um, cái gel lô hội làm mask nè sau cái đó thì mọi người lau sạch cái đó đi rồi mọi người có thể dùng cái v này để điện di ion rồi cho khách đi về thôi gel lô hội gel lô hội là cái chai to to màu tiếng hình như nó tới ngàn ngàn hai trời ơi làm spa không thể thiếu cái chai đó nghe dùng trong cái điều trị về nhiễm cọc ti của ít rất rất hiệu quả hình như Aho cũng đang có cái khuyến mãi của cái thằng gelo lô hội á rất rất hiệu quả với đó ví dụ như một cái trường hợp da he mà mọi người dùng cái gelo lô hội đó tại spa nói hơi xa một chút xíu đụng tới thì phải nói à, để mọi người làm cái spa để cho nó nó được hiệu quả hơn và mình có thêm được những cái liệu trình hoặc là những cái dịch vụ mới mà dựa trên những cái sản phẩm mình đang có đó là khách hàng bị cháy nắng bỏng da. Họ mới vừa đi nắng hay đi du lịch đi đi gì đó về, đi tới spa của các bạn làm thì đừng làm gì cao siêu ngoài cái việc làm sạch da. Sau đó dùng cái gel lô hội này nè, làm mask. Làm mask xong, lấy một ít gel lô hội nặng ra trong cái chén cho thêm vài giọt cái thằng cái cái, cái thằng ambu NTG vào. Điện di cái đó lên. Điện di lạnh lên. Điện di lạnh lên 15-20 phút Lau sạch bớt đi Đừng lau sạch hoàn toàn Tại vì tùy cái lượng bạn thoa nhiều hay ít Nếu mà nhiều tạo Một cái lớp dày ở trên da Thì trước khi khách đi về á Các bạn lau bớt đi cho nó mỏng mỏng Rồi để cái đó đi về khoảng tầm tiếng sau rửa ha Thì để sử dụng mấy cái trường hợp Mà bị cháy nắng bỏng da rất là tốt Da khô kích ứng mận cảm Bôi ion V có thành phần vitamin C, hình như ion V đâu có thành phần vitamin C đâu ta. Bên 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 nhà Aho là vi thấy là cái ion V và ion C là nó nằm riêng ra á bạn. À, kem repair hoặc kem ceramide dùng từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 được không vì em thay kem dưỡng khách thường hay thắc mắc mới dùng vài ngày đã thay Hồi nãy bạn 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 xem lại cái slide nha, quay lại cái slide này. Cái Vi vi hiểu được cái tâm lý của bạn nên nếu mà bạn theo dõi cái mà lâm sàng á, bạn theo dõi cái lâm sàng của Vi chút nữa cái phía sau gần như là Vi sẽ không có đuổi về sản phẩm nhiều đâu mà sẽ là cho khách hàng dùng một cái sản phẩm gần như xuyên suốt cái quá trình đó cho nó gần hết chứ còn thật sự là về giai đoạn 1 mình dùng một loại giai đoạn 2 mình dùng một loại giai đoạn 3 dùng một loại hiếm khách nào họ chịu đồng ý lắm các bạn bạn có thể bổ sung thêm vào cái routine để hỗ trợ thêm cho mình theo từng cái giai đoạn nhưng đổi hoàn toàn sau khi kết thúc một cái giai đoạn thì tâm lý của khách hàng người ta sẽ không đồng ý ngoài cái việc tốn tiền cái thứ hai người ta nghĩ chắc là À, đang dùng cái sản phẩm không phù hợp nên mới đổi kiểu như vậy thì bạn sẽ xem lại cái giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 3 là gần như xuyên suốt là vi cho họ sử dụng cái HAB5 chung với lại cái kem repair chỉ có là ở cái giai đoạn 2 áp dụng thêm cái phương pháp phủ gạt lạnh thì cái phủ gạt lạnh như lúc nãy vi nói rồi nếu muốn tiết kiệm tiền cho khách thì bạn có thể dùng cái Ambu NTG thôi còn nếu như bạn thấy khách này um, theo kiểu là họ có điều kiện thì bạn có thể là kết hợp vừa cái NTG vừa chung với lại cái kem ceramide. Và khi cái kem ceramide mà bạn đã thêm vào á thì khi mà họ dùng đến cái giai đoạn thứ ba mà đã hết cái tiếp kem repair, cái tiếp ceramide đó còn thì họ vẫn tiếp tục dùng cái ceramide cho họ không có vứt nó đi. Rồi tiếp tục ha Nếu ca đó các bạn không có cái gì thắc mắc đó, Thì mình sẽ qua cái ca tiếp theo Mà lúc nãy về thấy các bạn đặt câu hỏi cho cô Nhung rất là nhiều Đó là cái vấn đề xử lý Đó là cái vấn đề xử lý về cái kem trộn đó Hay là còn gọi là nhiễm cọc của ít Đây là cái ca mọi người sẽ thấy rất là rõ thì về cái cọc của ít nha Nó sẽ tùy tùy cái quan điểm điều trị của mỗi mỗi người à, như bên vi bên vi là có điều trị vừa trực tiếp là khách hàng tới phòng khám mình khám và vừa qua online luôn giống như khách hàng này là vi điều trị trực tiếp nè nhưng mà có những khách hàng giống như khách hàng viêm da bụi nhiễm ở phía trên kia kìa là đến bây giờ mình vẫn chưa gặp trực tiếp khách hàng bao giờ thì à, tùy mọi người à, ví dụ như với những cái khách hàng mà điều trị về phụ thuộc cọc tiêu ít đó mà họ ở từ xa mọi người thì thường Vi sẽ không có cho hạ liều đâu, Vi không có cho hạ liều về cái sản phẩm theo đúng nguyên tắc giống như về lý thuyết lúc nãy cô nhung có nói là mọi người phải hạ dần ca dần cái kem đó, tại vì mọi người nghi ngờ nó rồi á, mà mọi người cho ngưng một cái rập là da khách họ khó chịu lắm, họ vật vã lắm, thì mọi người sẽ ngưng dần ca dần cái đó. Nhưng mà khách hàng online thì họ không có chịu theo kiểu như vậy đâu. Mà họ hỏi hôm nay mà bạn không bán là họ sẽ đi luôn á. Họ đi luôn, họ tìm cái chỗ khác. Mà bây giờ mình bán vào liền á thì mình lại mang tiếng là họ dùng cái sản phẩm của mình vô xong rồi nó lại bị bùng ngứa, bùng mụn lên, họ lại nghĩ là do mình dùng cái sản phẩm của mình nên mới bị ngứa, bị viêm, bị kích ứng gì đó. Thì với những cái khách hàng mà vi điều trị từ xa á, với những cái sản phẩm mà mình nghi ngờ thì bên vi thường hướng dẫn khách hàng là ngưng 5 cho đến 7 ngày trong 5 đến 7 ngày đó khách hàng không dùng một cái gì hết chỉ dùng uh, sự rửa mặt hoặc là rửa mặt với nước sạch bình thường không dùng bất kỳ những cái gì ở lên da để cho mình xem thử cái phản ứng của khách là có bị gây ra cái tình trạng viêm da nhiễm cọt hay không tránh cái trường hợp là mình bán cái sản phẩm cho họ về họ dùng xong rồi họ ngứa họ bùng mụn hoặc bị kích ứng lên thì họ đổi thừa là do sản phẩm của mình ha thì bên Vy sẽ xử lý kiểu như vậy cái trường hợp thứ hai á là họ đi đến trực tiếp với mình khám thì có những cái trường hợp là họ biết luôn tại vì họ tự họ ngưng vài ngày là họ thấy cái da nó vật vã khó chịu là họ nghi rồi Họ nghi nhưng mà bây giờ họ không biết phải xử lý như thế nào Thì lúc này các bạn có thể xử lý giống như lúc nãy cô Nhung hướng dẫn Đó là hướng dẫn họ là uh, sẽ ca dần ca dần ca dần Cái liều của cái kem đó và trong khi mà họ giảm dần cái liều như vậy thì mình vẫn cho dùng bổ sung vào cái sản phẩm của mình chứ mình cũng không phải là khám xong rồi cho họ đi về cai kem rồi khi nào cai cái kem đó xong quay tới mình điều trị là không phải mà mình cũng sẽ cho họ ngưng dần nên tùy các bạn thuộc cái đối tượng khách hàng nào thì các bạn có thể áp dụng về cái đó thì với cái khách hàng này á thì họ đến với Vi thì Vi lúc này có một cái chẩn đoán đó là mình nghi mình nghi thôi tại vì thật sự để mà biết da có chính xác nhiễm cọt hay không á thì họ phải làm một cái xét nghiệm da. Thì mình sẽ không có làm được cái đó trừ khi họ đi vào bệnh viện nên mình phải dùng cái từ nghi ha. Mình là qua những cái khai thác tiền sử của khách hàng nè, rồi về những cái triệu chứng mà họ gặp phải, họ kể với mình. Thì mình đưa ra một cái nhận định, một cái chẩn đoán đó là bị viêm da, nghi nghi, nghi do nhiễm cọc tuy ít phụ thuộc vào cái sản phẩm cũ và da bị ngứa lăn tăng cái cảm giác kiến bò đây là một cái cảm giác mà mọi người thường sẽ phân biệt nó với lại cái trường hợp đó là bị viêm da kích ứng sớm với sản phẩm hay là khách hàng bị nhiễm cột ty đây là cái cảm giác uh, thường với những cái khách hàng mà bị viêm da do dị ứng sớm với cái sản phẩm ví dụ như mua cái sản phẩm gì đó về xong rồi không hợp với một cái thành phần nào đó thì họ bị cái tình trạng là bị uh, viêm da kích ứng thì lúc này họ cũng ngứa nhưng cái ngứa đó nó khác với lại cái ngứa của cái nhiễm cọc tiêu ít này cái này thì cái nhiễm cọc tiêu ít đó là họ sẽ có cảm giác là kiến bò ở trên da hoặc là giống như một cái cảm giác mà mọi người thấy là cái cọng tóc của mình nó cứ phất phơ phất phơ qua lại á xong rồi mình cứ phải lấy cái tay mình quẹt mình 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 đẩy 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 hoài cái đó và cái cảm giác này nó sẽ ngứa nhiều và chiều và buổi tối và và đêm rồi kèm thêm có những cái tình trạng tùy theo cái mức độ họ nhiễm nặng hay nhẹ mà có thêm những cái tình trạng như là về sần sùi thô ráp hoặc là bị rối loạn sung huyết nội mua mặt thì như cái trường hợp khách hàng này á thì mình nhận định là họ có tất cả những cái tình trạng đó về cái kinh nghiệm của vi á nha thì vi khuyên khi mà mọi người khám tư vấn cho khách á mọi người nhận định như thế nào thì mọi người nên ghi vào hồ sơ càng đầy đủ càng chi tiết càng tốt tại vì cái này nó sẽ bảo vệ cho mình về sau và ngay cả hình ảnh cũng vậy bên vi sẽ lấy hình ảnh của khách lại đến khi mà mình công khai những cái hình ảnh này thì mình sẽ xin phép họ đồng ý thì mình công khai còn không đồng ý thì thôi tại vì đây sẽ là những cái yếu tố mà nó sẽ bảo vệ cái người điều trị bảo vệ cái người làm nghề ha tránh cái trường hợp họ đủ thừa nên về cái nhận định mọi người ghi càng cụ thể, càng chi tiết, càng tốt Rồi thêm cái là mọi người nên lưu lại cái hình ảnh của khách Để mình có vừa cái hình ảnh lâm sàng trước sau Mà mình vừa có cái để bảo vệ cái bản thân của mình Trong cái quá trình mình điều trị Thì cái da này thì cái phát đồ điều trị nó cũng rất là đơn giản ca này Vi nhớ hình như Vi điều trị 4 tuần thì phải 4 tuần là kết thúc cái tình trạng mà bị phụ thuộc về cái kem này rồi móc thêm mấy tuần nữa mới gọi là để lại trở lại một cái trạng thái hoàn toàn bình thường với cái da thì bạn có thể để ý cái phát đồ này nè vì cũng đi xuyên suốt cái sản phẩm đó chứ cũng không có đổi về sản phẩm đâu tại vì thật sự trên cái lâm sàng bạn đổi sản phẩm khách không có đồng ý nên là thường là vi sẽ lựa cái sản phẩm nào có thể cho họ đi xuyên suốt một cái thời gian dài thì cái khách hàng này là cái giai đoạn đầu đó, là cái giai đoạn một là như hồi nãy mấy bạn có học với cô nhung á, là cái giai đoạn cai kem thì khách hàng này họ tới với mình là họ tự ngưng luôn rồi nên là cũng không có hạ liều kem gì ở đây hết trơn á. họ ngưng xong cái gian ngứa bung lên và những cái lần trước họ cũng đã ngưng rồi và họ thấy nghi ngờ Đến khi họ kiếm cái chỗ điều trị Thì họ qua với mình Họ cũng đã chủ động ngưng Ngưng nhưng mà cái tình trạng viêm phụ thuộc Nó vẫn còn rất là nhiều ở trên da Thì cái giai đoạn này á, Là vi cho họ thường á nha Thường là cái giai đoạn đầu Các bạn điều trị nó mất khoảng tầm 2 cho đến 3 tuần Để mà khách hàng trở lại Một cái trạng thái da là kết thúc cái viêm Có nghĩa là bạn sẽ thấy Cái tình trạng mà bị ngứa lăng tăng Hoặc là bị cảm giác kiến bò gì gì đó Nó mới mất hoặc là bạn thấy được cái tình trạng sần sùi thô ráp của khách hàng mới mất đi là thường cái giai đoạn này vi theo dõi thì vi thấy là những cái ca mình điều trị sẽ kéo dài khoảng 2 cho đến 3 tuần cho nó cũng không nhanh cũng không quá chậm thì thường cái 3 tuần đó là đến cái giai đoạn cuối của viêm thì các bạn có thể nhận định bằng cách các bạn thăm khám ở trên da là bạn thấy nó tiết là cái nhờn sinh lý còn nếu như mà ở cái giai đoạn mà bùng phát đó, là bạn thấy cái da của họ nó bị khô căng lắm và chính về cái tình trạng khô căng ở những cái giai đoạn này mà mình bỏ qua á, thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là khách hàng sẽ bị cái viêm nó lưu lâu hơn hoặc là cái hậu sau viêm của họ cũng sẽ xấu hơn nên lúc này về cái dưỡng đó, các bạn cũng có thể lưu ý nhưng mà cái dưỡng ở cái giai đoạn này thì các bạn nên lựa những cái sản phẩm nào mà dưỡng kết cấu dịu nhẹ um, nó thấm nhanh nó không có bị bết ở trên mặt tại vì ở cái giai đoạn này nếu mà các bạn đưa dưỡng lên mà cái kết cấu của nó nặng thì khách hàng cũng sẽ bị ngứa nhiều. À, có một cái mẹo cho các bạn như thế này, là bạn đừng ép khách hàng thoa dưỡng ở cái giai đoạn này theo kiểu lý thuyết. Bạn không được ép như vậy, giống như là theo kiểu lý thuyết là gì? Sáng mình thoa, trưa mình rửa mặt rồi mình thoa lại, rồi tới chiều tối mình rửa mặt rồi mình thoa lại, kiểu vậy. Đó là theo kiểu lý thuyết các bạn vẫn đang làm trên một cái nền da khỏe mạnh. Nhưng các bạn đừng quên rằng, đây là một cái nền da bệnh lý là một cái nền da đang bị viêm thì nó không có giống như bình thường ha nên là nó sẽ có những cái bất thường những cái bất thường thì không có khách hàng nào giống với khách hàng nào hết thì mình rào trước với khách hàng luôn thì lúc này vi vẫn cho họ là gì vi vẫn cho là họ là làm sạch với những cái sữa rửa mặt dịu nhẹ nè với pH trung tính hoặc là rửa mặt với nước lạnh, nước mát lưu ý là mình không có dùng nước ấm hay là sông hơi gì nha. Cái thứ hai là có kết hợp với lại thoa cái thuốc kháng sinh metronidazole 1% á. Và cái sản phẩm họ dùng để dưỡng ẩm phục hồi da ở cái giai đoạn này, đó là cái HAB5 -E chung với lại vitamin K. Thì có một cái mẹo để mà thoa những cái sản phẩm ở cái giai đoạn này á là cái gì? Nếu mà bạn đưa quá nhiều lên cùng một lúc, có thể cái da của họ sẽ khó chịu là bị ngứa do nó bị bí cái da thôi thì lúc này nè ví dụ như thường buổi sáng ha vi sẽ cho thoa cái HAB5 xong rồi mình cũng dặn họ tới trưa thoa ca tới chiều tối các bạn nhớ để ý một cái ở trên nhận định vi nói là gì thường họ sẽ ngứa nhiều về đêm nên lúc này cái thuốc kháng sinh metronidazole á vi lại cho họ dùng vào buổi chiều tối không cho họ dùng vào ban ngày bạn dùng vào ban ngày hiệu quả nhưng so với cái việc bạn thoa vào chiều tối thì cái hiệu quả của nó sẽ không bằng nên lúc này ban ngày mình có thể thoa những cái thằng dưỡng nhưng cái lượng mình thoa ít thôi ví dụ như da bình thường bạn cho HAB5 là dùng khoảng 5 giọt 6 giọt thì bây giờ với những cái da này bạn cho thoa 2 3 giọt rồi bạn sẽ không đưa theo lý thuyết là HAB5 chung với K lên một lúc mà có thể sáng bạn thoa HAB5 tới trưa bạn thoa K kiểu vậy thì nó vừa dưỡng ẩm cho khách mà cũng không có bị quá nặng hay bí da làm họ khó chịu thì cái lượng mình thoa nó sẽ ít hơn so với da bình thường rồi mình cũng có thể dặn hờ họ dặn hờ theo kiểu là à ví dụ như chị thoa sản phẩm dưỡng lên đi sau khoảng một hai tiếng mà bắt đầu nó cộng thêm cái nhờn rồi bụi bẩn gì gì đó ra mồ hôi của họ vận động nó ra thì bắt đầu sẽ bị ngứa sần sùi khó chịu gì đó thì cứ việc đi rửa mặt với nước sạch không mắc mớ gì mà chị phải thoa để từ sáng cho đến trưa hết trơn á À, có những khách hàng họ thoa từ sáng đến trưa họ không có khó chịu tại vì có thể cái tình trạng đó là họ viêm nhẹ hoặc là họ làm với văn phòng máy lạnh sạch sẽ còn với những cái khách hàng mà công việc của họ họ phải vận động ra mồ hôi thời tiết nóng bức mà bạn bắt họ để từ sáng đến trưa trên một cái nền da viêm nhiều lúc họ sẽ bị ngứa ngáy khó chịu thì mình dặn à chị sau khi thoa 1 đến 2 tiếng nếu thấy cảm giác ngứa ngáy lăn tăng khó chịu cứ việc đi rửa rửa xong để cái da sạch như vậy đến tới buổi trưa mình lại thoa tiếp rồi đến buổi chiều mình thoa tiếp đó đó là cái cách mà các bạn có thể linh động theo cái kiểu thực tế chứ mình sẽ không theo lý thuyết đó là cái giai đoạn 1 thì thường lúc trước đó nha lúc trước khi mà hãng chưa về cái kem ca á thì vi hay cho họ dùng cái thằng HAB5 này nè chung với lại cái thằng ceramide À, cũng tự tự như vậy nhưng mà sau này khi về cái kem ca á, thì nó sẽ hỗ trợ trong cái quá trình điều trị được nhiều hơn tại vì cái kem ca nó làm giảm cái tình trạng sung huyết nội mô mạch à, nhanh nên lúc này á cái tình trạng mà sung huyết nội mô mạch nó giảm nhanh thì cái tình trạng viêm nó cũng giảm nhanh có nghĩa là cái mạch máu tới nuôi cái những cái vùng da viêm này nó giảm đi nhanh thì cái viêm của mình nó lui nhanh và cái hậu cái hậu phía sau á nó sẽ đẹp hơn nhiều so với dùng cái ceramide nên gần như những cái ca sâu này mà vi điều trị vi toàn là dùng cái cặp khách ab 5 chung với kem ca thì nếu như mà cái cái buổi mà zoom hôm nay mà kết thúc á mọi người còn hãng mà theo kiểu là à còn một cái điều tốt về cho sản phẩm thì mọi người nên yêu cầu hãng cho mình cái điều và hai cái sản phẩm này tại vì cái cặp này ứng dụng về cái lâm sàng rất là tốt rút ngắn cái thời gian điều trị nhiều lắm như ngày xưa cái thời gian điều trị về cái cọt có của vi kéo dài hơn mấy tuần á hoặc là điều trị về cái mụn cũng kéo dài hơn nhưng có cái cặp này thì rút ngắn cái thời gian rất là nhiều đó là cái giai đoạn 1 đến cái giai đoạn thứ hai á thì lúc này mình đánh giá là cái viêm như nãy vi nói là cái viêm của họ gần như là nó đã lui rồi nó trở lại cái trạng thái da gần như là bình thường gần như thôi chứ còn nói mà da bình thường thì là chưa đâu tại vì cái trường hợp mà để mà với những cái da này nó trở lại bình thường thì theo một cái lý thuyết mà lý tưởng. Cái thời gian lý tưởng thì nó sẽ mất khoảng tầm 4 tuần là ít nhất. Nó mới gọi là trở lại một cái trạng thái da hoàn toàn bình thường đó là lý tưởng ha. Có những cái da mà bạn điều trị 2 3 tháng, 3 4 tháng nó là bình thường. Nên là cái da này thì sau thường là vi sẽ hẹn họ tái khám lại sau 2 tuần để mà mình đánh giá lại cái tình trạng da rồi mình mới điều chỉnh thì thường cái da này là sau 2 tuần vi đánh giá lại thì mình đánh giá là à, cái sản phẩm mà họ gây ra cái tình trạng mà ngứa sần sùi lăn tăng cái cảm giác kiến bò gì gì đó là họ đã lui họ đã lui và cái tình trạng thô ráp nó cũng giảm thì cái lúc này mình có thể bổ sung đi vào cho khách hàng là cái pill ba thì cái pill ba này á nó sẽ giúp một cái là làm sạch cái tuyến bã nhờn đó mọi người nó làm sạch cái cái tuyến bã nhờn nó làm sạch ở cái sừng ở cái cổ năng lông thì nó sẽ lấy đi cái đồ ăn của cái con vi khuẩn mọi người quay trở lại cái bài lúc nãy của cô nhung về cái bài bài mụn bài mụn của cô nhung lúc nãy cô nhung có nói là cái sừng cổ năng lông nó gây ra cái tình trạng mụn á thì cái lúc này nếu như mà mọi người không giải quyết đi về cái đồ ăn của con vi khuẩn trên một cái nền da đang bị tổn thương về cái hàng rào bảo vệ có nghĩa là gì cái da của khách hàng này họ bị viêm mà thì cái hàng rào bảo vệ da của họ không có toàn vẹn giống như là một cái nền da bình thường thì khi mà một cái hàng rào da mà nó bị tổn thương mọi người sẽ dễ bị những cái tình trạng như là bị viêm da ha hoặc là bị lên mụn hoặc là bị sạm gì gì đó thì cái lúc này mình để ngăn ngừa cái tình trạng mụn mà sau khi kết thúc điều trị cái cọt á thì có thể bổ sung đi vào cái tẩy tế bào chết dịu nhẹ ở đây thì mọi người có thể nếu mà về tẩy tế bào chết vật lý mọi người có thể dùng cái dạng cuộn hoặc là nếu mà mọi người dùng cái dạng hóa học thì mọi người có thể dùng cái PPA. nhưng cái thời gian cái lưu ý mọi người sử dụng nếu cái PPA thì mọi người sử dụng 7 ngày một lần và lưu ý với cái thời gian lưu ở trên da là 1 cho đến 2 phút. 1 đến 2 phút ở đây có nghĩa là bắt đầu từ khi họ đưa cái sản phẩm lên da, tránh cái trường hợp khách hàng và các bạn hiểu nhầm ở đây là bạn đưa cái sản phẩm lên, bạn ngồi bạn massage, bạn kỳ cho đã. Xong bạn để yên cái sản phẩm đó trên da 1 2 phút là nó ý nghĩa nó khác hoàn toàn nha mà cái thời gian lưu sản phẩm ở trên đây 1 đến 2 phút có nghĩa là bạn bắt đầu bạn tính từ cái thời điểm cái sản phẩm bạn đưa đi lên trên da ha là 1 đến 2 phút thì cái này giống như bạn tẩy cái tế bào chết nhanh bạn lấy đi cái sừng cái tuyến bã nhờn ở trên da của khách hàng thì nó sẽ hạn chế được cái vụ mà mụn sau khi mà bạn điều trị cái thằng uh, cọc này. Và cái thời gian mình lưu khỏi như vậy. Sau đó là gì? Khách hàng kết hợp vẫn là như cũ. Đó là họ vẫn thoa cái HAB5 chung với kem ca Và lúc này mình sẽ bổ sung đi vào cái kem Ceramide để phục hồi vào cái hàng rào bảo vệ da của khách. Và khi mà bạn cho họ sử dụng cái peel xong, bạn có thể là về cho họ tiếp tục dùng cái ca lạnh làm mát sau peel hoặc là cái kem ceramide này làm mask sau peel đều được hết. Thì cái lúc này cái lời khuyên là gì nếu như khách có điều kiện bạn nên đi vào cái Ceramide thì cái hiệu quả nó sẽ nhanh và cái hậu sâu da nó sẽ đẹp được nhiều hơn so với cái việc còn là bạn vẫn tiếp tục duy trì cái bộ ab 5 chung với K này không thôi. Còn nếu như khách của mình họ không có điều kiện thì thôi tạm chấp nhận là vẫn có thể tiếp tục dùng hai cái sản phẩm đó. Nhưng mà đánh giá so sánh là nếu mà thêm vào cái thằng kia thì cái da nó sẽ đẹp được nhiều hơn thì bạn có thể zoom cái hình này lên kỹ bạn sẽ thấy được là về cái cái hàng rào bảo vệ da của khách trước và sau nó thay đổi rất là nhiều có nghĩa là bạn thấy họ có được một cái độ bóng mướt ở trên da và với những cái da mà khi khám á, thì vi đều yêu cầu họ là phải vệ sinh da trước khi khám nên đây là cái da mọc hoàn toàn thì khi mà vệ sinh da ra họ có được một cái hàng rào bảo vệ da rất là khỏe mạnh thì do cái giai đoạn mà phục hồi này nè mình bổ sung thêm cái ceramide đi vào thì cái ceramide này bạn có thể thoa nó sau HAB5 chung với ceramide hoặc là bạn có thể làm mask mỗi ngày và buổi chiều cho khách phục hồi rất là tốt. Còn nếu như mà khách hàng này đi tới spa đi tới spa thì những cái liệu trình tại spa mà các bạn có thể làm ở cái 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 giai đoạn mà điều trị về tiêu á thì giống như lúc nãy Vi nói đó là bạn vệ sinh sạch cái da thì nếu như mà khách hàng này định kỳ đi tới spa các bạn khoảng tầm 7 đến 10 ngàn lần thì các bạn không cần bổ sung cái PVA tại nhà cũng được tại vì họ tới thì mình đã làm rồi thì các bạn làm vệ sinh da sạch rồi các bạn dùng cái gel lô hội đó các bạn làm mask cho họ nè hoặc là bạn dùng cái kem ca ke, các bạn làm mask rồi sau đó bạn có thể làm cái liệu trình mà cấp nước cấp nước bằng cách là các bạn là dùng cái thằng uh, ceramide các bạn điện di lạnh hoặc là các bạn dùng cái HAB5 này nè các bạn đưa lên trên da rồi các bạn điện di có nghĩa là vẫn dùng với những cái sản phẩm này nhưng mà tại spa thì mình có thêm những cái máy móc hỗ trợ thì cái sản phẩm nó sẽ vào sâu và nó sẽ phát huy cái hiệu quả được tốt hơn chứ còn lúc này cũng hạn chế đưa nhiều cái dưỡng hoặc là làm nhiều liệu trình ở trên da cái da nó sẽ có thể bị dễ bị dụi ngược hơn thì cái khi và về điều trị cọc ti của ít của vi á thì vi chỉ dùng ba cái sản phẩm này chung với lại cái tiếp thuốc mà metronidazole một là chính rất hiếm khi dùng uống. Nếu mà dùng uống á nếu mà dùng uống thì ở cái giai đoạn mà khách hàng ngưng đột ngột xong rồi nó bùng ngứa lên nhiều á mọi người thì lúc này có thể cho khách hàng uống kháng histamin. Thuốc kháng histamin để giảm ngứa khoảng từ 3 đến 5 ngày được. Còn về có hồi nãy có một bạn đặt câu hỏi là bây giờ khách ngưng kem trộn rồi thoa corticoid ít được hay không? thì nó theo kiểu giống như là bạn ngưng con mà bạn dùng ông nội vậy đó ha có nghĩa là bạn chuyển từ dạng cọc này qua dạng cọc kia thì cũng như không nên là ở cái giai đoạn mà khách hàng ngứa nhiều khi ngưng các bạn có thể là phải cho họ dùng uống giảm ngứa là bằng cái cái kháng histamin rồi trả lời câu hỏi ha bạn nào còn thắc mắc về cái này thì cứ đặt câu hỏi để mình qua tiếp cái ca tiếp theo đó là bệnh nhân nhiễm cọt tại sao dùng thêm ca thì lúc nãy có, có 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 giải thích ha thì thường những cái bệnh nhân nhiễm cọt như thế này là họ sẽ gây ra một cái tình trạng gọi là rối loạn xung huyết nội mô mạch có nghĩa là mạch máu nó tăng sinh tới nuôi ở những cái vùng da bệnh lý nhiều thì cái ca nó sẽ giúp cho bạn làm giảm những cái tăng sinh mạch máu đó thì cái viêm nó cũng sẽ lưu nhanh hơn và nó làm giảm đỏ nhanh thì cái hậu sâu viêm đó là sạm da nó cũng sẽ giảm được nhiều cho mình Tại sao không dùng Doxycycline si mà dùng Metronidazole? Một câu hỏi cũng rất là hay. Một câu hỏi cũng rất là hay nhưng mà giải thích sao đây ta? Có nghĩa là tùy tùy cái kinh nghiệm và tùy mỗi cái phác đồ của mỗi bác sĩ à. Có những người người ta dùng kết hợp, có những người người ta dùng cái nhóm Doxycycline si hoặc Linda không, còn riêng vi thì vi dùng cái Metronidazole là nhiều, tại vì vi đánh giá nó là thuộc theo kiểu yếm khí yếm khí có nghĩa là viêm sâu ở bên trong da nên là lúc này dùng cái thằng metronidazole chuyên điều trị cho những cái vi khuẩn yếm khí về thấy cái độ đáp ứng của nó cái độ nhạy của nó nó tốt hơn còn tùy vẫn có những bác sĩ người ta dùng doxy cái này là tùy kinh nghiệm lâm sàng cũng như là cái phát đồ của mỗi người nha ngứa về đêm lăng tăng có phải là do đề mô hay không mình cũng chưa chắc chắn được Ngoài ra ngoài cái những cái triệu chứng đó bạn còn phải khai thác thêm cái tiền sử là họ có dùng về những cái mỹ phẩm hoặc là những cái thuốc nào mà mình có yếu tố mình nghi ngờ không chứ không phải cứ nghe khách nói ngứa về đêm lăng tăng rồi mình chẩn đoán do cái đó cũng không hẳn trong khi họ không có dùng những cái mỹ phẩm hay thuốc gì có chất cấm còn đơn giản nhất thì có thể cho họ đi làm cái xét nghiệm da Cái xét nghiệm da thì ở trong mấy cái bệnh viện nó có làm Và cái chi phí nó cũng không cao dao động khoảng tầm trăm rưỡi đổ lại Và sau khoảng chừng 60 phút đổ lại là có kết quả rồi Nên lúc này mình mới đưa ra một cái nhận định đó là nghỉ nhiều Chứ mình cũng không có gọi là chắc chắn được thời gian này mình dùng thêm cái sản phẩm meso phục hồi da được hay không thì theo vi đánh giá là không còn có thể có thể là do mình chưa ứng dụng vào lâm sàng nên mình cũng chưa tìm hiểu được nhiều về những cái sản phẩm khác ở thị trường nên cũng không cho bạn được cái câu trả lời chắc chắn nhưng mà theo quan điểm của vi trên những cái nền da đang bị viêm như thế này thì mình sẽ hạn chế tác động những cái xâm lấn đi vào bên trong da. Lý do thứ nhất đó là khi mà da đang viêm bạn tác động những cái xâm lấn thì những cái phục hồi do tổn thương da xâm lấn nó sẽ phục hồi chậm hơn. Cái thứ hai đó là vô tình có thể những cái xâm lấn của mình đẩy cái viêm đi xuống vào sâu bên trong da hơn thì bạn điều trị nó cũng sẽ khó khăn hơn đó là cái quan điểm điều trị của vi nên lúc này nên cho đến bây giờ thì vẫn chưa có ứng dụng về cái meso phục hồi cho những cái da như thế này bạn có thể ứng dụng cái meso phục hồi ở cái giai đoạn mà có nghĩa là bạn đánh giá họ đã lui hết cái viêm rồi không còn phụ thuộc nữa muốn giải quyết nhanh những cái hậu sâu viêm cho cái da nó khỏe nhanh hơn thì lúc này bạn có thể meso còn giai đoạn mà đang ở cái tấn công đang bị viêm nhiều mà bạn đưa meso thì theo vi nghĩ là không nên da bị tăng sắc tố sâu viêm nặng thì mình nên sử dụng sản phẩm gì để phục hồi và cải thiện cái nền da thì cái này nó thuộc chủ đề của cái bài ngày mai nên ngày mai thì sẽ nói kỹ hơn còn trong cái bài hôm nay là đang cái tình trạng cấp tính nên lúc nãy có hướng dẫn cho các bạn cái tình trạng mà xử lý cái hậu để mà hạn chế cái cấp tính nó để lại á, đó. đó là xử lý nhanh những cái 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 tai biến đó bằng cách là làm làm nghề, làm spa thì phải thủ sẵn đồ chơi. Thủ sẵn hết không có mà phải chờ tới khi mà mình bị xong rồi mình mới tìm mình đi mua hay mình tìm hiểu thì như vi nói là gì ở bên chỗ của vi đó là lúc nào cái thằng gel lô hội nè kem ca và kem ceramide là ba cái thằng mà luôn luôn có ở trong cái ngăn mát tủ lạnh để mà tùy cái trường hợp da ví dụ như da khách mà bị cháy nắng bỏng da đi tới thì có thể dùng cái gel lô hội phủ gạt lạnh với lại cái thằng ntg hoặc là với những cái khách mà đang bị viêm ngứa sần sùi gì đó mình có thể dùng cái thằng cấp nước hoặc mình có dùng cái thằng ceramide hoặc dùng kim ca mình làm hoặc là cái thằng ca mình có thể xử lý cái, cái cái cái, gọi là cái cháy tê có nghĩa là tùy những cái đồ chơi đó luôn luôn phải có cái phát đồ điều trị đời mô đét thì cái này là hồi nãy cái phần lý thuyết á cô nhung có ghi ra rất là rõ cho mọi người từng cái giai đoạn điều trị từng cái pha điều trị luôn còn cái này là vi đang đi vào cái thực tế thì cũng dựa trên cái lý thuyết nhưng mà giữa lâm sàng và lý thuyết nó sẽ có những cái khác nhau khác nhau ở đây thứ nhất là về tiền sử khách hàng không khách hàng nào giống khách hàng nào hết cái khác nhau thứ hai đó là về cái môi trường sống cái môi trường sinh hoạt của khách hàng cũng sẽ khác nhau cái thứ ba khác nhau nữa đó là về tâm lý khách hàng không khách hàng nào có một cái tâm lý giống nhau hết có khách hàng phải là tôi phải dùng đồ xịn đồ tốt nhất càng nhiều càng tốt phải uống phải này phải kia nhưng có những khách hàng bạn kêu họ uống đi bạn nói nhảy lưỡi mặc dù bạn là bác sĩ họ cũng không có uống nên lúc này mình chỉ có thể đi vào những cái trường hợp thực tế để cho các bạn có được thêm một cái kinh nghiệm mà các bạn ứng dụng thì hiện nay những cái này là vi cũng đang làm rất là nhiều là cái cơ bản và dễ làm nhất luôn đáp ứng hiệu quả cao luôn á rồi mình qua cái trường hợp da số 3 ha. Gần Tết sẽ gặp đây nhiều lắm. Gần Tết cái trường hợp mà da số 3 hoặc là da số 2 như nãy giờ các bạn gặp á nhiều. Đó là cũng là cái tình trạng là mình cũng nhận định là khách hàng bị À, nhiễm cọt nè rồi phụ thuộc cái sản phẩm cũ rồi da ngứa sần sùi và nó có một cái tình trạng phù nề thì cái giai đoạn 1 mình cũng đánh giá là cái trường hợp này đang bị viêm da bộ nhiễm nên là cũng cho uống kháng sinh kháng viêm rồi sau đó cũng giống như cái trường hợp số 1 á là rửa mặt với nước sạch sự rửa mặt dịu nhẹ thoa HAB5 chung với K như là những cái trường hợp mà da bị viêm phù nề xung huyết nội mô mạch vậy nè các bạn cứ quốc thằng HAB5 chung với ke vào. Các bạn để ý cái 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 cái, cái buổi trend của vi đi, vì rất là hiếm khi vi dùng HA. Ngày xưa nha, khi chưa có cái thằng HAB5 này về á, khi chưa có HAB5 này về, vi cũng rất là hiếm khi vi dùng cái thằng HA mà vi vẫn chỉ dùng Ceramide này nọ. Còn khi mà họ khi mà hãng đã về cái HAB5, trời ơi thật sự nó như là một bầu trời mới vậy đó cái mặc dù cái kết cấu của nó các bạn lấy ra nó có thể đặt nhưng mà do nó bị tắp nước thôi nhưng khi thoa lên trên da cái độ phục hồi và cái độ ráo của nó rất là thích nên đưa lên những cái trường hợp da đang viêm á, mình thấy thích cực kỳ có nghĩa là nó không quá nặng da nhưng mà nó là dạng muối ha nên nó vẫn đủ ẩm dành cho khách hàng của mình còn cái thằng k thì là thần dược rồi ha rồi hồi nãy có một bạn hỏi là vì để ý là bạn hỏi là phân biệt giữa là à, khi mà khách hàng bị giảm mau mạch rối loạn sung huyết nội mua mạch gì đó có tiêm vitamin k để điều trị được hay không thì cái này nghe, có nghĩa là các bạn à, nghe vitamin k nó có nhiều công dụng à, nhất là ở trong cái điều trị rối loạn sung huyết nội mua mạch, giảm mau mạch thì vitamin K mình thấy nó có đường uống, đường thoa, đường tiêm nên các bạn nghĩ đưa vào đường tiêm nó sẽ hiệu quả được nhanh và nhiều hơn. Nhưng cái này là tuyệt đối nha, không nên áp dụng. Khi các bạn sử dụng các bạn tiêm vitamin K là một cái mà bác sĩ người ta bắt buộc phải làm trước và sau khi tiêm, đó là xét nghiệm về công thức máu là theo dõi cái máu đông, máu chảy tránh cái tình trạng bị tắc mạch máu. Ha. nên hồi nãy có một bạn đặt cái câu hỏi đó thì mình nên loại bỏ cái suy nghĩ là tôi sẽ tiêm vitamin k để điều trị về giảm mau mạch Vitamin K trong y khoa người ta ứng dụng tiêm rất là nhiều nhưng người ta tiêm trong những cái trường hợp mà nghi do xuất huyết này nọ các bạn và tiêm xong người ta theo dõi về cái xét nghiệm rất là sát để tránh cái trường hợp mà gây đông máu đó rồi À, thì cái giai đoạn một á, xử lý cũng như vậy có nghĩa là cho khách hàng uống kháng sinh kháng viêm tại vì họ đang có viêm da bụi nhiễm cái này đưa lên hình không có rõ đưa lên hình không có rõ tại vì tại vì cái da này ở bên ngoài bị rỉ dịch nữa mọi người bị rỉ dịch vàng nữa nên bắt buộc phải cho uống kháng sinh kháng viêm á rồi cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn do uống kháng sinh kháng viêm thì vi vẫn tái khám lại sau 7 ngày ha xong rồi đến cái giai đoạn này á thì cái tình trạng viêm da bụi nhiễm á nó hết nhưng mà viêm da nó vẫn còn có nghĩa là vẫn còn bị đỏ vẫn còn những cái nốt ban phù nề ở trên da nhưng cái tình trạng mà rỉ dịch này nọ đã hết thì mình ngưng thuốc tại vì thật sự khi uống mà những cái kháng sinh kháng viêm điều trị viêm da bụi nhiễm thì mình thường dùng cái kháng sinh mạnh mà mình dùng kháng sinh mạnh liều cao và nhất là những cái trường hợp mà nặng mình còn đánh bao vây mấy nhóm kháng sinh cùng một lúc á thì khách hàng người ta uống người ta cũng ngại và nó có một cái tác dụng phụ đó là có thể bị gây mụn nên lúc này thường là vi sẽ không có cho kháng sinh kháng viêm kéo dài cực chẳng đảm mới cho uống thôi. À, để cái viêm của họ kết thúc nó được nhanh hơn. Thì những cái trường hợp đó thường mình cho uống đủ liều 7 ngày mình khám lại. Rồi ở cái giai đoạn số 2 á mình đánh giá là hết cái tình trạng viêm da bội nhiễm nhưng mà vẫn còn cái tình trạng viêm da. Thì bắt đầu vẫn là cái HAB5 chung với K và có một cái là bổ sung thêm cái tiếp Spot thì có một bạn đặt câu hỏi của cho vi là tại sao cái giai đoạn này mình phải bổ sung thêm cái sbot thì bạn zoom cái hình to lên bạn zoom cái hình của da khách hàng này to lên hoặc là em quay lại cái slide da bạn nào quay giùm chị lại cái slide da bạn sẽ thấy là gì đây đây là bốn cái giai đoạn da mà mỗi lần khách tái khám VV vi chụp hình da lại nghĩa là cái hình đầu tiên là lúc mới tới khám. Xong hình này sau 7 ngày thì các bạn thấy là về bắt đầu nó lên những cái nốt mụn. Nó lên những cái nốt mụn sưng viêm. Thì lúc này nè, cái HAB5 chung với K họ vẫn thoa full khắp mặt, nhưng lúc này cái Spot đó họ sẽ chấm một ngày 3 4 lần đi lên những cái nốt mụn đó tránh cái trường hợp nó bị nhảy mụn tại vì những cái mụn đó có thể xuất hiện là do cái miễn dịch da của họ ở cái giai đoạn một á nó bị giảm nên bị những cái vi khuẩn tấn công nó gây ra hoặc cũng có thể đến từ việc mình dùng kháng sinh mạnh mình đánh bao vây nó gây ra cái hậu là khách hàng có thể bị nóng trong người lên mụn. Thì cái lúc này khi những cái mụn này nó xuất hiện nếu mà mình không có xử lý được nhanh á thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng gọi là nhảy mụn, có nghĩa là bạn sẽ thấy xung quanh cái nốt mụn đó nó mọc thêm một vài những cái nốt mụn mới nữa nó mọc thành một cái chùm nên lúc này mình sẽ phải xử lý nó luôn Tránh cái trường hợp nó bị nhảy mụn Và cái số lượng mụn ở trên khách hàng này Các bạn nhìn nó không có ít đâu Do mình cắt mặt của khách ra Chứ còn nếu như mà chụp có những cái tấm full mặt Các bạn sẽ thấy ở dưới cái vùng cầm Họ bị mụn nội tiết cũng rất là nhiều Chứ không ít Nên là mình mới kê thêm cái s Để cho họ thoa Họ thoa lên những cái nốt mụn đó Một ngày 3-4 lần Để kết thúc cái viêm cho nhanh Hạn chế cái tình trạng nhảy mụn Tại vì cái quan điểm điều trị của Vi là những cái nào mà mình đã dự đoán trước được Thì mình đừng để nó xảy ra chứ đừng có để mà chờ nó xảy ra Xong rồi bạn lại đi xử lý, bạn đi xử lý Cuối cùng cái thời gian điều trị của các bạn nó sẽ bị kéo dài ra Giống như bạn biết với những cái da như thế này Cái hậu của phía sau viêm da của nó sẽ bị sạm Bị lên mụn Vậy tại sao bạn không có xử lý nó lại Luôn trong cái quá trình mình điều trị để mà cái hậu phía sau có nghĩa là kết thúc điều trị khách hàng không phải xảy ra những vấn đề đó. Vậy thì cái 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 mà cái hậu sau viêm là bị sạm da là do họ bị rối loạn xung huyết là cái cái da của họ bị đỏ nhiều nè, hoặc là do cái da bị khô thiếu ẩm nè. Thì mình đã xử lý mình nếu mình biết như vậy thì mình xử lý luôn trong cái quá trình mình xử lý viêm da đi. Rồi bạn biết là sau cái hậu những cái nền da mà có cái miễn dịch da kém tổn thương và cái hàng rào bảo vệ da như thế này sẽ lên mụn. Vậy tại sao mà khi cái da nó vừa phục hồi được bạn thấy nó là xuất hiện mụn viêm thì bạn xử lý về mụn viêm và bạn thấy nó bị những cái nốt mụn ẩn những cái bã sừng nang lông thì bạn xử lý và sạch những cái bã sừng nang lông đó thì khi bạn kết thúc cái cái liệu trình điều trị của bạn những cái hậu nó gần như nó sẽ không xảy ra còn nếu mà bạn chờ nó xảy ra xong rồi bạn mới đi xử lý thì cái lúc này cái thời gian điều trị của mình nó sẽ bị kéo dài hơn thì đó là lý do tại sao ở cái giai đoạn này phải thêm vào cái tiếp export như vậy thì các bạn xem tiếp qua cái hình thứ ba là cái giai đoạn thứ ba họ chụp cái da lại khi họ tái khám thì bạn thấy những cái nốt mụn viêm cũng là những cái nốt ở cái giai đoạn số 2 nhưng nó đã không có còn sưng tấy và nó không có bị nhảy thành chùm mụn đó là do cái tiếp export đó còn khi mà bạn thấy nó sờ sờ trước mắt mình rồi bạn không có đi vào xử lý thì có thể đến cái giai đoạn thứ ba này bạn lại phải mất công bạn xử lý cái chùm mụn đó nên là cái giai đoạn thứ ba thì lúc này mình đánh giá là cái viêm nó gần hết cái tổn thương trên da nó không có còn nhiều thì vẫn là như cũ thôi là mình vẫn cho họ làm sạch da rồi vẫn dùng HAB5 chung với kem K và lúc này mình sẽ cho họ dùng kem chống nắng nhưng cái kem chống nắng lúc này sẽ không có dùng giống như là một cái nền da bình thường được mà mình nền da bình thường các bạn thường hay cho dùng đồng su hoặc là năm hạt đậu bảy hạt đậu gì đó thì bây giờ các bạn đang tập cho khách hàng dùng lại cho quen dần thì có thể là lúc này bạn có thể là bạn cho họ thoa một cái lớp mỏng một hai hạt gì đó để cho quen dần lại với cái da và hạn chế bị cái tình trạng là bắt nắng còn có ngoài ra nếu mà các bạn thích cho uống thì có thể bổ sung viên uống chống nắng hoặc vitamin C đó là tùy. Nhưng mà không phải khách hàng nào họ cũng sẽ chịu uống. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba thì cái 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 thằng mà thần thánh của mình lại xuất hiện đó là cái phương pháp phủ gạt lạnh. Phủ gạt lạnh với lại cái Ambu NTG 3% chung với Ceramide. 30, 60 phút một ngày, hoặc là chỉ NTG không thôi, hoặc là cả hai, hoặc là mình chỉ dùng cái thằng ceramide không thôi. Nhưng nếu, nhưng nếu được lựa chọn giữa cái việc tôi nên dùng cái ceramide phủ gạt lạnh, hay là làm cái mask lạnh, hay là cái NTG làm cái mask lạnh, thì sao? Sẽ ưu tiên về NTG tại vì cái NTG nó sẽ có cái thành phần về trong sẽ hiệu quả cho cái da này được nhiều hơn và cái thứ hai là ở những cái giai đoạn sâu dưỡng á, là mình sợ khách hàng bị tăng sắc tố bị sạm da muốn da được đều màu thì mình cũng sẽ phải kê nó đi vào nên lúc này mình sẽ ưu tiên kê cái NTG làm cái phủ gạt lạnh ở giai đoạn này để đến cái giai đoạn sâu mà dưỡng hoàn toàn bình thường đó thì mình lại tiếp tục mình tận dụng cái NTG đó để mình dưỡng còn nếu như khách có điều kiện thì bạn có thể kê cả hai tùy cái 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 đối tượng khách hàng của mình. Rồi buổi tối là họ sẽ đổi qua dùng cái serum NTG chung với vitamin K luôn nè. ha Là vẫn không có đổi về kem dưỡng là cái tuyếp K các bạn sẽ thấy xuyên suốt cái quá trình từ giai đoạn 1 cho đến cái giai đoạn 3 vì vẫn đang cho họ dùng K chứ không hề bỏ đi. Nên sẽ không có bị tốn nhiều cái chi phí của, của khách hàng đâu. Đến cái giai đoạn thứ tư đến cái giai đoạn thứ tư đó là cái giai đoạn viêm kết thúc và mình giải quyết về cái hậu sâu viêm đó là rối loạn sung huyết nội mô mạch là họ vẫn còn rồi bạn xem thử cái hậu sâu viêm còn cái gì thì bạn sẽ kê vào bạn giải quyết luôn một lần thì lúc này mình đánh giá là cái viêm họ kết thúc thì mình quay trở lại những cái routine bình thường đó là cho tẩy trang sữa rửa mặt hoa hồng kem chống nắng rồi bôi thoa thì mình tận dụng tiếp cái thằng NTG mình đang có và vitamin K nếu còn HAB5 thì mình tiếp tục cho thoa HAB5 còn nếu hết thì mình có thể dùng luôn cái 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 NTG uh, nhưng mà với những cái da mà mới vừa phục hồi về cái viêm như thế này á thì ban ngày vi vẫn cho thoa tiếp tục là HA B5 chung với K buổi tối vi mới đổi qua cái thằng NTG thoa chung với K thôi rồi nếu mà kem K nó hết thì bạn có thể đổi qua bạn thoa ceramide thoa bếp thai hoặc là bạn thoa về cái 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 kem NTG cái buổi ngày mai đây bạn sẽ thấy cái kem NTG nó thần thánh cỡ nào về hiện nay về cái kem NTG rất rất nhiều trong cái điều trị da đó là với cái da này thì mình đã dự đoán trước được những cái mà họ có thể gặp phải thì những cái dự đoán này nó đến từ đâu nó đến từ cái việc là mình gặp ở những khách hàng trước nè đến từ cái việc các bạn nắm vững về những cái kiến thức những cái lý thuyết lâm sàng thôi thì khi đưa ra thực tế các bạn bật vào luôn cho đừng chờ nó xảy ra thì cái ca này vi vi không nhớ cái thời gian chính xác nên vẫn để cái thời gian là 8 đến 10 tuần nhưng mà cũng không có kéo dài lắm đâu hình như cỡ 8 6 đến 8 tuần chứ cũng không tới 10 tuần nhưng mà giờ không nhớ được cái thời gian chính xác đó là cái da này dạ trả lời tiếp cái câu hỏi ha kháng sinh kháng viêm chuyên dụng thì dùng cái loại gì thì kháng sinh á, nếu mà kháng sinh với những cái ca như vừa rồi thì vi hay dùng về cái nhóm zinat cái nhóm uh, zinat còn kháng viêm thì dùng alpha tray nói chung những cái này á, thì thường vi sẽ không chỉ các bạn vào sâu được tại vì để mà khi kê cho khách hàng dùng kháng sinh kháng viêm mọi người mọi người phải khai thác về tiền sử là cái đầu tiên cái thứ hai là mọi người phải khám trực tiếp khách hàng còn khi mà không khám trực tiếp mọi người kê kháng sinh nó không có đúng liều hoặc là khách hàng họ có những cái tiền sử bị dị ứng với kháng sinh gì đó mình không có khai thác để mình nắm thì nó gây ra cái trường hợp là khách hàng bị sốc. Nên là những cái này thì sẽ không chỉ các bạn vào sâu được nha. Sbot có thể dùng cả mặt được hay không hay chấm vào những cái nốt mụn như cái trường hợp da trên vi chỉ cho chấm vào cái nốt mụn thôi bạn còn Sbot trong cái da đó vi sẽ không cho thoa khắp mặt nhưng trong những cái trường hợp mà vi điều trị mụn á thì Sbot vi sẽ cho thoa khắp mặt tại vì nó làm giảm viêm nhanh và nó làm giảm thâm sâu viêm rất là tốt à ngoài ra cái ca nha cái ca nó còn có một cái công dụng là giúp cho hỗ trợ về cái giảm cái sẹo rỗ sau khi mụn cũng rất là tốt á nên hiện nay thì về cái bộ mà vi điều trị mụn vẫn chỉ là ba món là cái thằng hab 5 k và sbot tùy da có những trường hợp kết hợp cả ba thì gặp những cái da đó ở những cái cái buổi sau thì sẽ nói rõ hơn vitamin C uống thời gian liên dài liên tục có được không? Thì về nguyên tắc vitamin C đó là một cái dạng vitamin lắng động nên bạn uống thì bạn cũng phải lựa Thứ nhất là về liều uống Ví dụ như ở những cái liều mà da bạn đang còn điều trị Những cái trường hợp viêm da Cấp tính như vừa rồi á Thì bạn có thể dùng được lên tới cái liều 1000mg một ngày ha Và mình dùng dạng uống Hạn chế dùng dạng viên sủi Để cho nó giảm cái tình trạng bị sỏi lắng động Cái tiếp theo là bạn có thể Dùng vào ban ngày Hạn chế dùng vào chiều tối về vitamin C rồi mình uống có thể là mình uống ở trong cái giai đoạn hỗ trợ trong cái giai đoạn mình điều trị là 2 cho đến 3 tháng sau đó mình ngưng để mà lỡ bị quá liều hay dư liều gì đó thì nó đào thải dần ra và nhớ khi khách hàng uống vitamin C mình dặn họ uống nhiều nước một chút. Nói rõ hơn về cách làm mask lạnh, cái này hồi nãy có nói rồi để cái cái bạn bạn nào chưa rõ về cái làm mask lạnh không? Có cần nói lại không? Nếu như nhiều bạn chưa biết về cái mát lạnh này thì sẽ nói lại. Còn nếu như có một bạn chưa biết thì chắc là bạn sẽ kết thúc bạn nghe lại Zoom hoặc là bạn hỏi với hãng dùm cho Vi. Tại vì cũng trễ rồi và cái 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 bài của mình nó cũng còn hơi dài. Qua cái ca tiếp theo đi em. Có bạn nào chưa biết về cái cái mát lạnh không? nếu như mà nhiều bạn chưa biết thì vi sẽ nói về cái mắt lạnh lại còn nếu như có một hai bạn chưa biết thì chịu khó nghe lại zoom hoặc là hỏi hãng dùm cho vi tại vì cái phương pháp mắt lạnh này nè vi đã chia sẻ với hãng rồi vi chia sẻ với hãng để các bạn có thể up sale được lên sản phẩm mà rồi cái gia cái cái khách hàng này khách hàng này nè vi cũng chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ cũng đã kha cũng chỉ khám từ xa thôi, tại vì chị này á, là đi xuất khẩu lao động ở Thái xong rồi lâu lâu mới về Việt Nam thăm nhà mà hình như là ở đâu ngoài Nghệ An Hà Tĩnh nên cũng chỉ khám qua video call thôi, chứ cũng chưa gặp mặt khách trực tiếp bao giờ. Thì rồi ok tí nữa Vi sẽ nói lại cái mask lạnh nha mọi người. À, thì cái khách hàng này nè à, mình cũng chẩn đoán là gì? mà nó sẽ bị khác với lại những cái da vừa rồi. Những cái da vừa rồi là có cái da số 2 là nó là nằm ở trường hợp là mình nghỉ nhiều. Khách hàng đang bị nhiễm cọt, các bạn nhớ cái từ đang nhiễm cọt ha, là có tiền sử khách hàng này mình nhận định là đang nhiễm cọt khác với lại khách hàng các bạn với cái ca mà chuẩn bị nói đây. Cái ca này là gì? Tiền sử dùng cọt. Hai cái này khác nhau hoàn toàn có nghĩa là hồi nãy cũng lúc cô Nhung trình bày cũng có mấy bạn hỏi là giờ khách đã lỡ ngưng cái kem đó rồi thì có phải dùng lại nữa hay không kiểu vậy thì có nghĩa là về khách hàng ở trên kia kìa là họ vẫn đang dùng mới ngưng và cái tình trạng phụ thuộc những cái triệu chứng khó chịu do diễm cọt nó vẫn còn diễn ra ở trên da thì mình sẽ xử lý như cái trường hợp số 2 nhưng cái trường hợp da này là mình khai thác tiền sử là gì da họ có sử dụng cọt họ đã sử dụng từ lâu rồi cách đây năm hai năm rồi nhưng cái hậu bây giờ nó vẫn còn ở trên da nên là hai cái da mình sẽ xử lý khác nhau chứ không có giống nhau nghe lưu ý cái này thì cái khách hàng này mình nhận định là gì họ có tiền sử sử dụng cọt nè đang bị hậu cọt ti của ít là họ bị tổn thương về cái hàng rào bảo vệ da tắc phì đại cái tuyến bã và rối loạn sung huyết nội mô mặt thì để mọi người nhìn cái tắc phì đại cái tuyến bã nó như thế nào á thì mọi người có thể zoom cái hình to lên. Mọi người nhìn đi vào ở trên cái nang lông của họ. Á. Mọi người nhìn sẽ thấy được cái cổ nang lông nó bị tắc hết trơn và nó nổi những cái hộp nhỏ 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 lên hoặc là ở trên 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 lâm sàng mình thấy như vậy hoặc là mình có thể hỏi khách hàng là gì với những khách hàng như vậy họ thường có một cái cảm giác và một cái nhận định chung khi thoa sản phẩm đó là gì nếu như tôi không thoa dưỡng tôi không thoa dưỡng ẩm thì cái da tôi nó sẽ bị khô căng nó bị nhờn mà tôi thoa lên chừng hai ba ngày chừng hai ba ngày thôi thì bắt đầu nó sẽ gây ra một cái tình trạng là bị nổi mụn lên nó bí cái da nó nặng cái da nó nổi mụn nó sần sùi cái da lên xong bắt buộc tôi phải ngưng. Tôi ngưng sản phẩm vài ngày tôi thấy mụn giảm giảm xong tôi lại thoa dưỡng tại không thoa dưỡng thì cái da khó chịu đó đó. Là cái kiểu mà cảm nhận chung của những cái khách hàng mà họ bị tắc thì đại tuyến bã nhờn là như vậy. Thường khi mà mọi người khám da, mọi người kê cho khách hàng dùng sản phẩm thì tôi thấy mọi người hay bỏ qua cái yếu tố này nhưng mà cái yếu tố này thì vi khám ở trên lâm sàng vi gặp rất là nhiều rất là nhiều và cái tắc phì đại cái tuyến bã nhờn nên nếu mà gặp là sẽ phải giải quyết cái tình trạng đó liền tại vì khi có cái tình trạng tắc phì đại cái tuyến bã nhờn này nè đưa sản phẩm vào nó rất là kém cái thứ hai nó không có hấp thu sản phẩm xong rồi mụn tới mụn lui mụn tới mụn lui xong rồi khách hàng lại nản nản xong rồi nghĩ là do mình điều trị không hay nhưng mà do cũng đúng là do mình điều trị không hay thiệt Tại vì các bạn không nhận định ra được Cái tình trạng da đang gặp phải là bị tắt phì đại tuyến bã nhờn ha đó thì cái da này và cái 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 chẩn đoán số 3 đó là khách hàng bị rối loạn xung huyết nội mô mạch có nghĩa là bị giãn mau mạch rất là nhiều do cái tiền sử mà họ dùng kem trộn nó xong giờ da nó bị giãn mau mạch lên như là một cái, cái 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 mạng nhện ở trên da vậy đó thì đi vô cái hướng điều trị của da này là gì khách hàng này vi cho họ thứ nhất là sử dụng cái peel một lần một tuần có nghĩa là 7 ngày một lần cái peel này nè để giải quyết về cái tình trạng mà tắc phì đại cái tuyến bã nhờn á nhưng mà mình cũng sẽ không có cho họ sử dụng về cái bb mặc dù là gì theo lý thuyết là gì cái peel bb sẽ dùng cho những cái da dày sừng tuyến bã này nọ nhưng sao da này đúng là có bị phì đại tắc tuyến bã nhưng da họ không hề bị dày sừng da họ không hề dày sừng mà da họ là đang còn bị mỏng nữa thì lúc này mình sẽ phải sử dụng cái ba nó sẽ nhẹ nhàng hơn và thời gian cũng không phải là bốn năm ngày một lần mà sẽ là 7 ngày cái tiếp tục và cái thời gian lưu trên da với những cái da này thì lời khuyên của Vi vẫn là nên 1 cho đến 2 phút chứ mình cũng không nên giống như là lý thuyết của hãng đưa ra là 5 đến 7 phút nhau với những cái da này nha. Rồi vẫn là buổi sáng cho họ dùng cái thằng HAB5 chung với lại cái ceramide Tại vì cái HIB5 cái kết cấu của nó ráo nhẹ lắm Và cái ceramide cũng vậy Cái ceramide á, thì nó cũng sẽ thấm nhanh Và nó phục hồi về cái hàng rào bảo vệ da Tại vì ở trên cái da này mình có một cái chẩn đoán Đó là tổn thương về cái hàng rào bảo vệ Nên mình phải sử dụng một cái gọi là cái cái giải quyết Về cái phục hồi về hàng rào bảo vệ Thì mình sẽ ưu tiên về cái ceramide Chứ không phải là cái ca còn nếu như cái ca này mà mình chẩn đoán là họ đang bị phụ thuộc Có nghĩa là đang có triệu chứng đó luôn Thì mình sẽ ưu tiên mình dùng ca Các bạn sẽ thấy khác hẳn ha Hồi nãy những cái ca đang bị phụ thuộc mình dùng ca Nhưng cái thằng này mình sẽ không dùng ca Mà mình sẽ dùng là gì? Ceramide Khác nhau nha Cái này có thể xin hãng lại về cái slide Để các bạn xem mà quên Xin lại coi lại cái buổi zoom Để các bạn xem lại nắm rõ hơn Còn không các bạn có thể chụp hình lại Các bạn về các bạn ngẫm rồi vẫn cho khách hàng là đắp mát lạnh thì tùy bạn có thể cho đắp cái thằng NTG hoặc là cái ceramide thì cái này chút sẽ nói lại cái phương pháp này và buổi tối buổi tối cái cây này nè bạn này ghi bị bị bạn đánh này bị sai nè buổi tối là khách hàng này có dùng cái Baku GI Ambu chung với lại HAB5 và ceramide À tại sao khách hàng này lại dùng cái Baku GI Ambu à, Cái này ngày hôm qua có bật mí Nhưng mà ngày mai cũng sẽ ứng dụng về cái Baku GI này Trong cái buổi mà về sắc tố rất là nhiều á mọi người Thì cái ca này mọi người có nhớ lúc nãy Vi nhận định với các bạn á Là về cái vụ mà khách hàng bị tắt phì đại tuyến giả không thì với những cái tắc vị đại tuyến bã này á, thì thường mọi người có thể sử dụng vào những cái gốc axit ví dụ như là aha bha hay là cái thằng mandelic hoặc là retinol cũng được thì lúc này mình có cái gì thì mình xài cái đó và cái thằng nào trên cái nền da lành tính ở trên cái cái nền da mà ưu tiên về lành tính thì mình sẽ ưu tiên tại vì cái da này mình đánh giá là gì họ bị tổn thương về cái hàng rào bảo vệ và cái da này bạn các bạn nhìn nó không hề khỏe mạnh tí xíu nào để các bạn đưa vào cái 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 retinoid hết trơn á đúng không? Và nó cũng không đủ tiêu chuẩn để các bạn xài về cái thằng cái thằng a BHA. Nếu cái da này dùng về gốc acid có thể nha, có thể cân nhắc về mandelic hoặc là AHA. Chứ còn cái BHA hay retinol là các bạn phải loại nó ra rồi đó thì cái lúc này mình lại cho họ sử dụng về cái bakuchiol serum tại vì cái kết cấu của nó nhẹ nè và cái công dụng của nó thì hôm trước bạn nào có tham gia cái buổi trên của bác sĩ toàn với bác sĩ trang là mọi người đã theo dõi rồi ha thì cái công dụng của nó cũng giống như về retinol nhưng mà có sự khác nhau là da nhạy cảm mẫn cảm dùng được nè bầu bì mang thai dùng được không bong chóc không nhạy cảm gì gì đó thì những cái nào mình sợ khi mình dùng retinol thì cái thằng bakuchiol mình dùng được nên lúc này trước cái bước mà dùng HAB5 -E á thì mình sẽ cho cái thằng Bakuchioi Ambu này vào trước. Thì có hai cách thoa, một là các bạn có thể thoa cái vùng chữ T hai bên cánh bướm mà khách hàng này đang bị tắc phì đại tuyến bã thôi, hoặc là các bạn thoa khắp mặt đều được cả. Thì khách hàng này là vi cho thoa khắp mặt Tại vì nó có một cái công dụng là giúp làm tăng sinh thêm những cái mô tế bào da để cái da nó được dày dặn nhanh hơn nó được dày hơn chứ không phải là nó làm mỏng đi cái da của mình mình thoa cái thằng đó lên khoảng tầm ba bốn giọt gì đó chờ nó ráo rồi sau đó mình đưa HAB5 là một cái lúc này cái bakuchioi mình đưa cái HAB5 nó có dạng muối HA thì nó lại làm cho cái da mình nó ngậm cái ẩm nó được tốt hơn và mình sẽ đưa lên cái kem ceramide cấp nước là sau. ha thì nó có một cái sự khác biệt ở cái da này là sẽ dùng cái bakuchioi này để giải quyết về cái sòn phì đại tuyến bã của khách đó đó. Nên mọi người có thể ứng dụng thêm cái Ambu Vacujoy này nè trong cái routine điều trị về cái những cái da tắc phì đại cái tuyến bã trên cái nền da mà khách hàng đã có những cái sản phẩm cũ của mình mà họ lại Dùng mà cứ bị mụn ẩn, mụn cá, mụn đầu đen gì đó Nhất là hai bên cánh bướm nè các bạn Nó lên tới luôn Các bạn có thể bổ sung thêm Vào trong cái routine vào buổi tối Để mà giải quyết được cái đó nó được tốt hơn à, Ngoài ra nha Không nhớ là lúc mà soạn slide thì Vi không nhớ Nhưng mà giờ nhớ ở đây thì bật mê nói luôn là ngoài ra cái baku này các bạn ứng dụng trong cái vụ thoa mụn đúng không thì hồi nãy các bạn có nhớ cái bài của cô nhung nói không là dùng retinol trong cái vấn đề mà giúp làm đầy những cái sẹo rỗ đó đó vậy tại sao mình không dùng cái baku này để thay thế retinol cho nó đỡ đau đầu ha nên những cái ca mà vi điều trị mụn về sau á những cái ca mà vi điều trị mụn về sau thì vi hay kê thêm cái bakuchiol này vào tại vì mình biết với những cái mụn mà những cái mụn viêm tổn thương lớn về cái da tổn thương sâu xuống cái cấu trúc da thế nào khi kết thúc nguy cơ sẹo nó cũng sẽ cao vậy tại sao các bạn không giải quyết nó ngay và luôn tránh cái trường hợp chờ tu điều trị mụn xong chờ nó hình thành sẹo rồi tôi mới đi vào tôi giải quyết Chưa kể là khi mà cái sẹo nó hình thành xong Các bạn còn để cho nó, cái sẹo nó bị sơ cái đáy Nó trắng xong các bạn mới đi vào điều trị Thì tự nhiên các bạn bị mất qua cái thời gian vàng của khách rất là uổng Nên mình biết mình đánh giá được À với những cái da mà bị mụn như thế này Trước sau nó cũng sẽ để lại sẹo Thì ở cái giai đoạn mụn ổn định rồi Các bạn đưa vào cái bakuchi kiểu như thế này Nó sẽ giúp khách hàng kích thích làm đầy cái mô da lên thì nó sẽ lắp đầy những cái sẹo thì với những cái ca mà vi đang điều trị về những bé bị mụn dạy thì á, gần như là sẽ kê vào hết và mình theo dõi, theo dõi thì thấy gần như cái sẹo sau 7 đến 9 tháng là không có thấy nó còn nhiều luôn, gần như mình không phải điều trị luôn á và khi mình giải thích cái đó với phụ huynh thì họ rất là hài lòng. Họ rất là hài lòng về cái đó thì cái lúc trước mà khi mà xài cái Bakujio á thì thường là vi kết thúc cái điều trị mụn á, vẫn kêu khách hàng là cho khách hàng cho bé á, dùng cái tế bào gốc chung với lại cái sbox thoa. Mặc dù là mụn xong rồi nhưng vẫn thoa hai cái món đó với cái mục đích là nó kích thích đầy cái sẹo rỗ lên để mà bé không phải điều trị thì thường những cái đó mình sẽ cho thoa nó hơi kéo dài là khoảng 7 cho đến 9 tháng. Nhưng mà cũng không bé nào mà thoa kéo dài đến đó đâu chừng 3 4 tháng, 4 5 tháng mình thấy cái sự ổn là mình cũng đã ngưng và phụ huynh á, người ta rất là thích những cái đó nghĩa là không thích xâm lấn vào da của con họ và cũng rất là sợ để lại sẹo nên họ cũng chịu chi. Rồi có một cái lưu ý với cái da này nè. Thì trong cái tuần đầu á là Vi sẽ không có cho khách hàng dùng chống nắng. Qua cái tuần thứ hai á, mặc dù da họ đang không có viêm Mặc dù da họ đang không có viêm nhưng cái tuần đầu tiên Vi vẫn không cho họ dùng kem chống nắng mà qua cái tuần thứ hai Vi mới cho vào tại vì cái da này các bạn đọc lại cái chẩn đoán đi là họ bị tắc phì đại cái tuyến bã nên ở cái giai đoạn đầu cái tuần đầu mà bạn vừa đi vào dưỡng vừa đi vào phục hồi thêm cái chống nắng nữa nó rất là nặng với những cái da này nên cái tuần đầu mình sẽ ưu tiên làm sạch phục hồi cái da và chờ cái Baku GI, chờ cái Biu của mình nó giải quyết được cái phần nào về cái tắc phì đại cái tuyến bã nhờn. Qua cái tuần thứ hai nó đã sạch thông thoáng hơn thì các bạn bắt đầu mới cho đi vào cái kem chống nắng. ha Rồi những cái bước làm sạch như là tẩy trang, sự rửa mặt hoa hồng thì da khách này vẫn phải làm bình thường. Tại vì da của họ bị cái hậu sâu, bị nhiễm cọt chứ hiện tại họ đang không hề viêm một cái gì cả. Nên mình nghĩ không cần phải ngưng thì cái da mà ba cái hình này nè là tái khám lại sau 4 tuần đó là ba đưa ra được cái da như thế này. Là cái da ban đầu xong rồi tái khám sau 2 tuần và tái khám sau 2 tuần nữa là tổng cộng 4 tuần cho cái da này. Thường thì nên là mình đã dự đoán trước cái da này nên mình đã dặn trước họ luôn là cái tuần đầu chị sẽ không dùng chống nắng qua tuần thứ hai mới xài kem chống nắng nên lúc mà mình tư vấn mình dự đoán lúc đó thì họ cũng đã mua sẵn cái kem chống nắng luôn rồi Để đến cái tuần hết cái tuần đó là có kem chống nắng xài vô luôn Chứ không phải chờ ngưng nghỉ gì hết Tại vì mình biết trước sau cái da nó cũng sẽ xảy ra như vậy Nên là điều trị da nhiều lúc nó cũng giống như các bạn coi bói vậy đó Thì coi bói nó cũng dựa trên bạn gặp nhiều khách hàng thì bạn ra được cái kinh nghiệm thôi Rồi cái da này các bạn có thắc mắc gì không? ca này có rối loạn sung huyết nội mua mạch tại sao không dùng ca mà cái câu hỏi của bạn cũng rất là hay hồi nãy nhưng mà hồi nãy nhớ lúc 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 lúc, lúc uh, nói là có 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 nói rồi mà ta có nghĩa là cái da này đang không có viêm nếu như mà họ đang có viêm á là vi đã cho họ dùng vitamin k rồi nhưng mà bạn sẽ đọc cái chọn đoán của cái da đó á, là cái chọn đoán đầu tiên của khách hàng là cái gì là đang bị cái tổn thương về cái hàng rào bảo vệ, có nghĩa là cái này mình cái theo 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 về cái cái gọi là nguyên tắc điều trị á mọi người khi ghi cái chẩn đoán á thì các bạn sẽ ghi những cái đầu tiên á, là cái mà bạn ưu tiên xử lý nó lên trước, xong rồi đến những cái vấn đề tiếp theo. Ví dụ ở trên da này vừa có mụn vừa có sẹo rỗ vừa có nám vừa có sạm vừa có rối loạn sắc tố da vừa có gì tổn thương hàng rào bảo vệ da, có nghĩa là có nhiều vấn đề cùng một lúc. Nhưng cái vấn đề nào là cái vấn đề ưu tiên xử lý đầu tiên thì thường người ta sẽ ghi lên trước. Thì với như cái da này là gì? Họ bị cái chẩn đoán đầu tiên của họ là gì? Tổn thương về cái hàng rào bảo vệ da. Cái yếu tố này mình ghi lên trước đúng không? Thì mình sẽ ưu tiên về những cái sản phẩm dưỡng nào giải quyết cái này. Còn những cái ca trên bạn có thể kéo lên bạn xem lại. Đó là cái gì? Cái da đó chẩn đoán là bị viêm da bụi nhiễm, bị viêm da. À, cái yếu tố viêm mình đặt nó lên đầu tiên thì mình sẽ ưu tiên những cái sản phẩm nào mình giải quyết cái đó trước. Đó. Nên cái khách hàng này mình đang đánh giá họ tổn thương hàng rào bảo vệ thì thằng nào, sản phẩm nào sẽ giải quyết cái này được hiệu quả nhất, mình sẽ ưu tiên đó là cái thằng ceramide. Rồi họ vẫn có bị giãn mau mạch, rối loạn xung huyết thì lúc này bạn đang cho về cái NTG đó bạn. Đang cho cái NTG có chăn mít 3% giải quyết cái vấn đề đó rất là tốt. Đó. Đó là lý do tại sao ha. Rồi cái tắc thủy đại tuyến vẽ có triệu chứng như thế nào thì lúc nãy có nói rồi. Hình như ở dưới cũng có một vài ca á. Thì các bạn thường nhìn hai bên cánh bướm các bạn thấy nó bị sưng phì lên hoặc các bạn nhìn vào ở trong cái cổ năng lông các bạn thấy nó tắc nó sần hết cái cổ năng lông. Hoặc là một cái cảm nhận của khách là không khi mà thoa sản phẩm mà hơi nhiều chút xíu thì thấy bắt đầu nó đẩy mụn, mụn cá, mụn đầu đen sần sùi lên. Mà không thoa thì bắt đầu nó sẽ khô, nó căng cái da của mình thay bằng, không dùng Bakuchi thay bằng glycolic cream mỏng được không? Cái câu này sẽ không trả lời được tại vì thật sự là gì? À, về lý thuyết, được. Nhưng về lâm sàng, khác nhau hoàn toàn với lý thuyết bạn. À, đơn giản nha, cũng là HAB5, nhưng hãng A với hãng B nó ra một kết quả điều trị khác nhau hoàn toàn. Cái liều lượng thoa, thứ tự thoa, Ứng dụng lên da chưa chắc cũng sẽ giống nhau đâu, mặc dù nó cũng đều ghi là hab 5 Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái nguyên liệu của bạn nó có tinh khiết hay không nè. Cái nguyên liệu đã điều chế lên nó có tinh khiết hay không. Cái thứ hai, nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ và những cái chất phụ da nhỏ 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 đi kèm ở bên trong. Cái thứ ba, nó sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ chiết xuất. Cái thứ tư đó là nó phụ thuộc vào kết cấu sản phẩm thì cũng là cái thằng HAB5 nhưng cái kết cấu của cái ren này nó keo nó nhớt hơn cái ren kia nó như là nước lạnh nên cái hoặc là cái cái ren đó cũng HAB5 nhưng nó bỏ một mớ những cái phụ da này cái ren này nó không có nên những cái mà Vi chia sẻ đang là cái ứng dụng thực tế trên lâm sàng với những cái sản phẩm mà Vi đang sử dụng nên là sẽ không có cho bạn được một câu chính xác là thay bằng glycolic cream được hay không tại vì thứ nhất không biết glycolic cream của brand nào cái thứ hai biết cái brand đó nhưng mình chưa gặp khách hoặc mình chưa test ứng dụng trên lâm sàng thì mình cũng không cho một cái lời khuyên được còn về lý thuyết thì có thể được còn đưa lên nó có hiệu quả hay là nó có 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 lành tính an toàn với da hay không thì nó lại là một cái vấn đề khác nên tất cả những cái sản phẩm mà vi ứng dụng lên da khách đều phải test hết rồi quay trở lại cái vụ mắt lạnh ha trước khi mình qua cái 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 da tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái mắt lạnh cái mắt lạnh thì các bạn sẽ cần những cái sản phẩm như thế này đầu tiên đó là cái chai cái cái phủ gạt lạnh cái phủ gạt lạnh thì đầu tiên các bạn sẽ cần chắc chắn phải là cái chai mà Ambu NTG là cái đầu tiên chắc chắn phải có cái thứ hai đó là bạn có thể dùng gạt y tế hoặc là bạn nếu không có thì có thể cho khách hàng của mình tận dụng bằng cái miếng bông tẩy trang Nhưng mà miếng bông tẩy trang nó hơi dày Nên nó sẽ bị hao thì có thể kéo mỏng ra Cái thứ ba là có dùng nước cốt nè hoặc là nước tinh khiết nè Cái thứ tư là bạn có thể dùng cái ceramide nè Nhưng mà cái không thể thiếu Cái không thể thiếu đó là cái chai NTG và cái gạt Hai cái là chắc chắn phải có thì cái cách sử dụng là cái gì bạn có thể làm ướt cái miếng gạt hoặc cái miếng bông tẩy trang á nó bằng cái nước cốc nước tinh khiết gì đó trước nước lọc gì đó không phải là nước sạch nha tại vì mình dùng cái phương pháp này trên những cái da đang viêm nên là mình phải dùng nước sạch thì cái 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 đó bạn sẽ làm ướt cái đó trước sau đó bạn sẽ cho khoảng 3 đến 5 giọt hoặc là mình sang sang hơn cho nhiều hơn càng tốt chẳng sao hết tại vì bạn càng cho ít cái NTG thì cái nồng độ của nó bị pha loãng nhiều so với với lại cái nước thì hiệu quả của nó cũng sẽ chậm hơn bạn có thể cho nhiều hơn càng tốt nhưng mà khi mà dùng cái 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 bông tẩy trang á, thì bạn phải cho với nước vào chứ không là nếu mà NTG không á, thì không biết người dùng được mấy ngày tại vì cái phương pháp phủ gạt lạnh này thì các bạn sẽ dùng nó liên tục mỗi ngày hoặc là một ngày hai lần cũng được nữa và mỗi lần 15-20 phút đó thì các bạn cho cái gạt ướt trước xong các bạn cho vài giọt NTG vào rồi bỏ vào trong cái ngăn mát tủ lạnh rồi sau đó bạn cho khách hàng mình đắp ra đắp lên mặt thì có thể đắp lên khắp mặt hoặc đắp lên cái vùng da đang bị tổn thương mình còn điều trị thì với những cái da mà những cái ke nãy giờ vi cho các bạn xem đó ở những cái giai đoạn nào còn dùng phủ gạt lạnh thì các bạn có thể áp dụng cái đó có thể làm tại spa được hoặc làm tại nhà được tùy mình còn cái thứ hai là các bạn có thể mix nó chung với lại cái ceramide thì sẽ không còn cái gạt cũng được có nghĩa là cho một ít ceramide ra trong chén xong rồi các bạn sẽ cho vài giọt NTG hai thằng mix lại bỏ ngăn mát tủ lạnh và đắp lên là cái cách thứ hai hoặc là cái cách mà mix chung với ceramide các bạn có thể làm với cái, cái 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 công dụng đó là làm một cái mát làm sáng da đó là cái phương pháp phủ gạt lạnh cách làm như vậy ha rồi à, em ơi cho qua cái slide tiếp theo dùm chị Rồi đây là một cái da mà hồi nãy Vi thấy các bạn cũng đặt câu hỏi với cô Nhung á. Cái da này mình chọn đoán nó là gì bị viêm da kích ứng, tổn thương hàng rào bảo vệ da. Nãy giờ cũng là viêm thôi. Nhưng mà những cái trên kia là viêm, trên cái nền da có sử dụng cọt. Đúng không? Còn đây là viêm thì viêm này sẽ gặp ở những khách hàng là gì? có một cái miễn dịch da kém hoặc là khách hàng bị viêm dị ứng sớm với một cái sản phẩm gì gì đó như khách hàng này nè của vi là do cái miễn dịch da kém nên họ đi mà gặp nước mưa á, cũng bị viêm nữa bạn nghe nó hơi vô lý nhưng mà khách hàng mà bị dị ứng nước mưa cũng hơi nhiều quá mọi người có thể mọi người chưa gặp thôi chứ vi gặp nhiều khách hàng bị dị ứng nước mưa lắm thì cái trường hợp viêm này nè là cái trường hợp là khách hàng không có cái tiền sử gì dùng mỹ phẩm có chứa chất cấm hay là lột tẩy gì hết trơn á mà do cái miễn dịch da của họ kém thôi. Nên là họ bị viêm da thì khi mà một cái miễn dịch da kém, một cái hàng rào bảo vệ da kém như vậy thì mọi người có thể hiểu nó nôm na theo cái kiểu là cái ngôi nhà của mọi người nó không có cái cửa hoặc cái cửa có trang trí cho đẹp thôi. Hoặc cái cửa có trang trí cho đẹp nên lúc này À, nó rất là dễ bị những cái tác nhân của môi trường tác động vào gây ra những cái tình trạng viêm kích ứng nên cái nhà mà có cái cửa trang trí cho đẹp hoặc cái cửa nó không chắc chắn thì ăn trộm lúc nào người ta cũng có thể ra vô kiểu như vậy thì cái hàng rào bảo vệ da này không có tốt cái miễn dịch da không có tốt nên dẫn đến là da này rất là dễ bị cái tình trạng viêm kích ứng và tổn thương về cái hàng rào bảo vệ da ha thì cái khách hàng này nè họ các bạn có thể zoom cái hình to lên hoặc là em quay qua cái 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 hình ban đầu á để cho các bạn nhìn rõ về cái viêm nhìn cái da là các bạn đã thấy ngứa rồi à nhìn cái da này là các bạn đã thấy ngứa nên cái da này vi có cho khách hàng uống kháng histamin 5 ngày thì mấy cái thuốc kháng kháng histamin nó thì mọi người dễ dàng mua ở tiệm thuốc tây mà không kê toa là mấy cái thuốc mà hắt xì sổ mũi như cetirizine hoặc là teo phát đó mọi người cho họ uống 5 ngày để giảm ngứa cho cái da này mà ngứa bông lên ngứa 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 lắm khách hàng tới nói chuyện với mình mà thiệt sự mình muốn lấy cái khăn mình cột cái tay lại thôi cứ ngồi dùng cái tay cào cào gãi như thế này nè thì mình có thể uống thêm vào để giảm ngứa nhanh cho khách và kết hợp lại về họ vẫn vệ sinh sạch da các bạn thấy khác không những cái trường hợp viêm ở trên kia vi cho họ vệ sinh da bằng nước lạnh hoặc là dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ ph trung tính nhưng cái viêm này là vẫn cho họ làm những cái bước vệ sinh da tại vì cái viêm của họ không có phải là cái viêm mà theo kiểu là do dùng mỹ phẩm hay này nọ mà chỉ đang viêm ở một cái giai đoạn ngắn nên những cái trường hợp này xử lý nó nhanh lắm những trường hợp này nếu bạn đi đúng hướng xử lý nó rất là nhanh nhanh hơn nhiễm cọt nhiều thì họ vẫn làm cái ưu tiên của những cái da kiểu như thế này á, là làm sạch da giữ da sạch thông thoáng thì cái viêm nó sẽ lương nhanh đó là cái nguyên tắc với những cái viêm da kiểu này nha thì mình cho họ dùng là cái gì HAB5 chung với lại cái vitamin K lý do tại sao K này mình lại dùng vitamin K mà không cho dùng cái thằng ceramide mặc dù lúc nãy có chẩn đoán là tổn thương về cái hàng rào bảo vệ đúng không cái ca này nè nếu như bình thường á, là vi cho họ dùng cái thằng ceramide rồi Thật sự ngày xưa chưa có ca thì ca này chắc chắn là sẽ phải dùng ceramide. Nhưng mà đến khi mà cái ca về á, thì bắt đầu mới test ở trên cái da này. Cái da này là Vi còn không bán cái tiếp ca cho họ luôn á. Mà còn tặng cho họ cái tiếp ca nhỏ để họ dùng. Mà mình test để mà mình có cái kết quả lâm sàng á. Thì tại vì á, mình thấy là trên cái nền da của khách hàng này nè. Bị giãn mau mặt nhiều đáng lẽ với những cái da giãn mau mạch nhiều á, thì mình sẽ dùng về cái ntg là cái chân nesamit nhưng cái da này các bạn nhớ lúc nãy vi nói không cái da của họ có miễn dịch da kém nên đưa cái gì mà ẩm ướt lên á họ cũng bị ngứa nữa và ngay cả họ cái mình lúc mà mình khai thác tiền sử mình khám da mình hỏi á thì họ cũng tự họ khai nữa à, bác 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 cho em kê cái gì mà nó ráo da á nha còn da em mà em thoa cái gì lên mà cảm giác nó hơi ẩm nó ăn chút xíu là nó cũng bị ngứa thì cái lúc này nè mới ưu tiên cho họ dùng cái ca để điều trị về cái giãn mau mạch là vậy và cái ca á thì lúc này để mà cái ý nghĩa mình test cho họ là mình test là tại vì cái ca nó làm giảm máu tới nuôi những cái viêm á thì cái viêm nó sẽ lưu nhanh nên cái lúc này mới tặng cho họ cái tiếp ca để mà mình có được cái test lâm sàng thì không nghĩ là nó sẽ nhanh như vậy thì lúc này mình mình thấy nó đáp ứng được hai cái yêu cầu của khách có nghĩa là khách đang muốn dùng một cái gì ráo thì cái ke nó lại ráo hơn so với cái ceramide một chút cái thứ hai là mình đang cần Tết lâm sàng nên mình tặng luôn thì thấy là nó đánh giá là giảm cái viêm cũng rất là nhanh nên đó lý do tại sao ke này cũng viêm da cái bị tổn thương hàng rào bảo vệ mà không dùng ceramide là như vậy mọi người vẫn có thể dùng ceramide được với da này nhưng mà cái da này của khách của vi á là họ kể là họ dùng cái gì mà ẩm ướt lên da là bị ngứa nên là nếu như mà mình có khách kiểu vậy thì mình có thể linh động, mình đổi qua cái thằng ca được nha. Đáp ứng nó cũng rất là nhanh. Còn tại spa á, tại spa thì cái tuần đầu tiên, lúc mà họ mới tới khám cái buổi đầu tiên á, là Vi cho họ làm sạch da, xong rồi lấy cái tế bào gốc elusalen này nè, cho các bạn điện di. Các bạn điện di thôi, chứ không có lăng kim, vi kim, không có nặng mụn gì hết tại vì trên cái da mà đang bị viêm kích ứng á mọi người mọi người nặng mụn xong á cái vết viêm nó nó xấu hơn và nó cũng dễ bị nhảy hơn nên thường với những cái da này thì thường vi mà muốn nặng mụn thì phải sau khi mà mình kết thúc cái viêm nó để lại cái hậu sau á thì mình mới xử lý chứ còn đang viêm gì đây các bạn ngồi các bạn nặng mụn á cái vết mụn mà trên cái nền các vết nặng mụn trên cái nền da nó đang bị viêm kích ứng á nó phục hồi chậm lắm đó là cái cái kinh nghiệm lâm sàng mình theo dõi như vậy là trên cái nền da đang có viêm kèm thêm mà bạn đi bạn nặng mụn thì cái vết mụn đó cái vết thương hở đó nó lành bị chậm nên là cơ chính vì nó lành chậm như vậy thì mình cũng thấy là nó sẽ bị xấu hơn cái vết thương sau khi lành nó cũng sẽ bị xấu hơn nên cái tuần đầu cái buổi đầu tiên họ đến khám thì vi dùng cái thằng Eluzalen này nè làm dịu cái da bằng cách điện di cho họ điện di xong còn dư thì đưa họ về nhà họ thoa kèm với mấy cái món đó ha xong rồi qua đến cái tuần thứ hai là có nghĩa là 7 ngày sau á 7 ngày sau mình tái khám lại mình thấy à cái viêm những cái nốt mụn mà do viêm kích ứng là cái mụn nước này nè nó đã bắt đầu nó khô nó gom thành cái mụn ẩn thì cái lúc này mới cho mấy bạn kỹ thuật viên lấy sạch cái cồi mụn ẩn đó đi ra rồi lấy sạch cái cồi mụn ẩn đó xong thì mọi người có thể dùng cái ca mọi người làm mask hoặc là mọi người dùng cái gel lô hội, mọi người làm mask cũng được. Rồi tiếp tục vẫn là điện di. Vẫn là điện di cái này tại vì mình sẽ không vi kim. Không vi kim tại sao? Chút nữa xuống dưới sẽ có một ca mình ứng dụng cái aluzalen này để mà vi kim, nhưng ca này mình không vi kim mà mình lại điện di. Lý do là gì? Là cái này đây là cái viêm do cái cái viêm da này là viêm da kích ứng bình thường nó viêm nông ở trên bề mặt nên bằng cái đường thoa thông thường với cái điện di nó đã đáp ứng được rất là nhiều còn chút xíu xuống cái ca phía dưới các bạn sẽ thấy cũng là cái bộ như thế này nhưng mà sẽ là cái vi kim thì sẽ xuống dưới sẽ nói rõ hơn ha thì cái ca này tại spa là mình cái tuần đầu tiên cái buổi đầu tiên đến khám là cho họ điện di nhưng không lấy mụn đến cái buổi thứ hai là lúc này những cái nốt mụn nước đó, đó nó đã khô thành những cái cồi mụn ẩn rồi lấy sạch ra sau đó dùng cái ke làm má xong rồi lau sạch nó đi rồi tiếp tục điện di cái aluzalen này rồi về nhà vẫn những cái bước như đó và cái hình mà sâu cho các bạn thấy đây nè là cái hình ở cái tuần tiếp theo họ đến đến khám có nghĩa là khách hàng này điều trị trong vòng tổng cộng là hai tuần đó đó là với cái da này mọi người thắc mắc gì về cái viêm da mà do tổn thương viêm da kích ứng do tổn thương hàng rào bảo vệ thì có thể đặt câu hỏi ha rồi nếu không có câu hỏi thì cứ tiếp tục qua đi em để mọi người đặt câu hỏi thì trả lời sau Thì qua cái tiếp theo đó là về cái chủ đề mụn Thì về cái lý thuyết thì lúc nãy cô Nhung nói rồi Nên mình qua cái này đi Đây là những cái sản phẩm khi trong cái điều trị mụn Đây, đây là cái da mụn mà Vi nghĩ mọi người sẽ gặp rất là nhiều Đó là bạn này bị mụn tuổi dậy thì Và cái mụn này nè Mình sẽ gọi nó là một cái mụn mạch lương Có nghĩa là nó đào hầm ở dưới da á nên khi mà các bạn khám ở trên lâm sàng có thể nó sẽ bị sưng nề ở trên bề mặt không nhiều nhưng mà các bạn khám các bạn sờ vào bên trong da các bạn thấy nó một mớ lùng nhùng. Các bạn thấy một mớ lùng nhùng ở dưới da. Là các bạn với những cái mụn như thế này nha, nguy cơ để lại cái sẹo rỗ hoặc là cái sẹo lồi phì đại rất là cao. Nên với những cái da này kết thúc cái viêm càng nhanh càng tốt thì bạn này á là đến với vi đối với một cái chẩn đoán là bạn này bị mụn nội tiết ha, à, có nghĩa là mụn vậy thì nè. Nhưng mà sao cái viêm của bạn này á là tự ở nhà nặng rồi. Thoa cái gì ta? Cũng thoa thuốc á nhưng mà thoa bị sai, thoa cái, cái 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 gì quên rồi bị chai đầu mụn. Cuối cùng cái viêm nó bị nó nó cứ lan, nó lan thành một cái ổ và nó đào hầm thông với nhau nên mình gọi nó là mụn mạch lương. Các bạn có thể zoom cái hình to lên để các bạn thấy được cái mụn này nó khác với những cái mụn nội tiết thông thường những cái mụn nội tiết thông thường nó mọc đơn lẻ từng nốt từng nốt từng nốt nhưng riêng cái mụn này nè các bạn nhìn thấy nó mọc thành một cái chùm sát 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 nhau và khám ở trên thực tế lâm sàng là các bạn sờ ở bên dưới da các bạn sẽ thấy nó một mớ lùng nhùng ở dưới da đó. một cái ổ viêm cứng ngắc có thể ở trên bề mặt các bạn thấy cái ổ viêm nó nhỏ bằng cái đầu ngón tay út thôi nhưng mà khi các bạn khám ra cái ổ viêm nó có thể to bằng cái ngón tay cái ngón chân cái ở dưới da cũng có nữa có nghĩa là một cái ổ mũ ở bên dưới da này thường là mụn mạch lương thì là vẫn là hướng dẫn cho khách hàng làm sạch nè và ở nhà ở nhà của bé này là bé sẽ thoa ba món cùng một lúc luôn là cái tế bào gốc Eluzalen cái tuyết Esport và cái vitamin cái 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 cái, hab 5 thì lúc này Sbot là vi cho thoa khắp mặt chứ không phải là một nốt mụn giống như hồi này cái ca của cái bé xinh xinh ở phía trên nữa ha có nghĩa là cái trường hợp này mình đang muốn dùng Sbot để làm giảm nhanh cái ổ viêm ở trên da của khách giảm cái uh, vết thâm các bạn thấy cái nào mà có dùng chống nắng là vi sẽ báo dùng chống nắng còn cái này là vi chỉ ghi là gì làm những cái bước sạch da và sẽ sử dụng những cái sạch trung tính dưỡng nhẹ thôi còn cái này thì thường sẽ không dùng cái axit đâu bạn tại vì cái cái sữa rửa mặt mà có những cái gốc về ăn côn hay là bạn dùng bha này nọ trên cái những cái da viêm như thế này nó sẽ không có đẹp cái vết viêm nó sẽ có thể bị tấy và cảm giác nó cái vết uh, vết thâm uh, sâu viêm nó sẽ bị xấu hơn cái này là mình theo dõi thực tế trên lâm sàng là vậy và khi mà mình tư vấn cho phụ huynh dùng cho bé thường người ta cũng sẽ không có chịu tại vì họ sợ bị bắt nắng nên là thường là mới chỉ dùng đúng những cái dòng trung tính để mà tuân thủ đúng về cái sinh lý làn da của khách thôi. Còn sẽ sử dụng sự rửa mặt dành cho da nhờn với điều kiện là thuộc cái nhóm da nhờn. Còn bé này nếu mà các bạn vừa nhìn full mặt các bạn khám á, thì da bé này là thuộc cái nhóm da bình thường chứ không phải là da nhờn. Cái vùng chữ T khúc trên nó đẹp lắm. Bạn này chỉ bị mũi cái vùng cầm gì đây à. Thì bạn này á, là cho dùng tại nhà luôn á Là cái tế bào gốc bạn sẽ thoa trước xong rồi nó ráo thì bắt đầu đến cái thằng HAB5 rồi đến cái Sbot thì tùy tùy mỗi cái khách hàng bạn này còn đi học nên là mình bắt thoa nhiều một lúc bạn sẽ không có thoa thì mình mà kêu buổi sáng con dạy con vệ sinh da xong á thì sẽ thoa HAB5 rồi buổi trưa rửa mặt sạch cũng thoa HAB5 tối giờ thì thoa đủ ba bước hoặc là buổi sáng ngủ dậy cho thoa Sbot cũng được có nghĩa là tùy nhưng mà bạn cho bạn này mà dùng một lúc ba món lên vào ban ngày thì chắc chắn mấy bạn làm được một hai buổi những buổi sau không có làm tại vì cái tâm lý ở cái tuổi này là lười lắm làm được một hai bước là mừng rồi nên các bạn nên giảm bớt còn buổi tối có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó làm đủ cả ba bước thoa này cùng một lúc ha rồi một cách tiết kiệm cho khách thì cái thằng mà tới bào gốc Elusalen bạn có thể thoa cái vùng xung quanh miệng không thôi không cần thoa khắp mặt còn những cái thằng kia thì thoa khắp mặt luôn cho nhanh rồi sau đó một tuần á, mình tái khám lại Thì bắt đầu những cái viêm này nè các bạn Bạn thoa mà giảm viêm với cái s -bot, với cái tế bào gốc á, Nó sẽ đẩy cái ổ mũ mà một cái mớ lùng nhùng ở bên dưới á, nó đẩy lên dần Nó đẩy lên dần á các bạn Thì đến một tuần sau tái khám là các bạn thấy những cái đầu mũ nó nổi lên Bắt đầu lúc này Vi sẽ cho mấy bạn kỹ thuật viên làm sạch cái ổ mũ đó bằng cách chích nó ra Rồi sau đó dùng cái tăm bông các bạn lăn qua lăn lại cái ổ mũ đó các bạn lăn qua lăn lại, các bạn chích nó ra đây rồi dùng cái tăm bông. Lăn qua lăn lại thì cái mũ nó đi ra nó thấm vô cái tăm bông. Thì nhìn về cái cảm quan nó cũng đẹp hơn mà nó cũng đỡ đau cho khách hàng của mình hơn. Còn với như cái này, cái hình ban đầu mà các bạn nhào vô các bạn chọc cái ổ mũ liền nha là thôi rồi, thốn tận rốn. Nên lúc này cái tuần đầu tiên các bạn nên thoa để gom cái viêm lại nó đang một mớ lùng nhùng to đùng ở dưới da các bạn thoa cho nó gom cái viêm thành cái ổ nhỏ và nó đẩy cái mũ lên trên á thì đến cái tuần tiếp theo các bạn chích nó đi ra các bạn chích nó ra xong dùng cái tăm bông lăn lăn cho sạch cái ổ mũ đó nó thấm vô cái tăm bông bạn lăn sạch nó xong rồi bạn có thể dùng cái bovidin nguyên chất bạn sát khuẩn lại cái vùng da mà mình mới vừa chích là có cái vết thương hở đó rồi mình vẫn tiếp tục cho khách hàng điện di cái thằng Eluzaland rồi về nhà vẫn những cái bước chăm sóc da như vậy có nghĩa là đến những cái tuần tiếp theo á thì sẽ tùy cái diễn tiến của da cứ một tuần bạn sẽ tái khám nó đẩy cái ổ mũ nào lên bạn chích bạn làm sạch cái ổ mũ đó ha thì cái khách hàng này cái cái da này là mình tái khám lại sau 4 tuần nè thì cái cái bạn có thể cái zoom cái hình lên bạn sẽ thấy được là cái ổ mũ nhất là ở dưới cái vùng cầm á nó hết rồi, giờ nó chỉ còn đang là những cái thâm đỏ thôi. Những cái thâm đỏ như thế này, cái tiếp S-Bot nó vẫn hiệu quả cho những cái thâm đỏ, nên các bạn không cần phải đổi qua thêm K hay là các bạn thêm về cái NTG gì cả mà vẫn ưu tiên thoa cái S-Bot cho cái da mụn như thế này để nó hạn chế và xuất hiện những cái mụn viêm mới và cái export nó vẫn làm mờ được những cái thâm đỏ rất là tốt nha là lúc này bạn có thể tạm ngưng lại cái tế bào gốc Elusalen cho khách hàng đỡ tốn tiền cũng được nhưng cái HAB5 và cái Sbot vẫn tiếp tục thoa đó đó là cách xử lý với những cái mụn mạch lương kiểu này đừng vào chọt liền bạn cho thoa về cái kháng viêm khoảng tầm gom cái viêm này lại khoảng tầm 1 đến 2 tuần nó đẩy lên chích ra lấy cái tăm bông lăn sạch cái ổ mũ đó đi ra lăn xong lấy bovidin nguyên chất sát khuẩn lại rồi sau đó điện di cái tế bào gốc Elusalen rồi về nhà vẫn những cái bước thoa như vậy thôi. Rồi các bạn có thắc mắc về cái da này thì đặt câu hỏi bên dưới nha. Mình qua cái da tiếp theo. Cái da tiếp theo nó sẽ hơi khác một chút xíu. Đây là các bạn nam này nè. Cũng là những cái món kia. Nhưng lúc này cái Aluzalen vi lại cho đi vi kim cho đi vi kim chứ không có phải là điện di nữa thì các bạn có thể zoom cái hình lên để các bạn nhìn thấy cái viêm này khác hẳn với lại cái ca viêm mà của cái khách bị viêm da kích ứng ở trên kia kìa. Cái kia viêm da kích ứng nông bề mặt, các bạn thoa, các bạn điện di nó có hiệu quả. Nhưng với cái da viêm sâu như thế này nè, thì các bạn nên kết hợp vi kim thì cái vi kim với những cái da như thế này cái độ kim tối đa là 0.75 có nghĩa là các bạn có thể đi 0.5 hoặc 0.75 đổ lại. ha, mục đích là gì những cái kim nó tạo đường dẫn. Nó tạo đường dẫn để đưa cái elusalen này đi xuống ở dưới da thì nó làm giảm cái viêm nhanh hơn và ở nhà vẫn là vệ sinh da sạch và thoa cái esbod khắp mặt thì có một cái lưu ý khi mà các bạn dùng cái vi kim với cái elusalen này. Đó là gì? các bạn vi kim từ vùng da lành qua cái vùng da bệnh lý. Tránh cái trường hợp vi kim theo kiểu máy móc là từ vùng trán xuống vùng má xuống vùng cầm qua vùng má bên lại. Các bạn đi vi kim dưỡng đẹp da trị nám nó khác. Nhưng các bạn đi vi kim trong cái điều trị viêm da, điều trị mụn nó phải khác. Các bạn phải tuân thủ, các bạn đi vùng da lành xong hết. Rồi các bạn đi qua cái vùng da bệnh lý, các bạn vứt cái kim đó. Tránh cái trường hợp là các bạn đi theo kiểu máy móc á. Xong vô tình các bạn mang cái ổ viêm từ cái vùng này qua cái vùng kia Thì cuối cùng mới đầu bị viêm có ăn bên má Cuối cùng bị viêm hết cái mặt Tại Xong rồi đặt câu hỏi là tại sao tôi vẫn đi cái Eluzalen mà da tôi uống hết nha là cái lưu ý đầu tiên cái lưu ý thứ hai trước khi vi kim làm sạch mấy cái ổ viêm đi có những cái mụn mũ mụn viêm nào nó nổi lên trên bề mặt những cái mụn ẩn nào nặng ra Nặng ra đi, làm sạch đi, xong rồi mới vi kim Và nhớ dùng cho Vi đi vi kim Với cái độ kim tối đa là 0.75 Có nghĩa là mình đi nên 0.25 0.5, 0.75 vậy thôi Thì với cái độ kim mà 0.75 Là nó chưa có tác động đi xuống Ở cái tầng trung bì Để mà đi vào mấy cái sợi thần kinh Nó gây chảy máu, gây đau Nên không có ủ tê Mấy cái da này làm sạch xong rồi thoa elusalen rồi mình đi vi kim. Mình phải hiểu cái mục đích mình đi vi kim là muốn đưa cái elusalen này nó đi xuống cái ổ viêm đang bị viêm sâu ở dưới da để nó phục hồi được nhanh hơn. Và một cái lưu ý là đi từ vùng da lành xong hết mới được đi tới cái vùng da bệnh lý hoặc các bạn đi vùng da bệnh lý không thôi. Tránh trường hợp là đi mà lộn xộn lung tung thì nó sẽ mang cái ổ viêm đi khắp mặt. Đó cái lưu ý cái này thôi. Đó là với cái da này. Rồi, qua cái ca tiếp theo đi em. Đây là một bạn bị mụn tuổi dậy thì. Nhưng mà kèm thêm là cái gì bị cái phì đại tắc tuyến bã và bạn thấy nó bị dày sần cái năng lông không? Xong rồi lên những cái mụn ẩn thôi. Bạn nhìn cái da bạn tưởng nó mụn viêm nhưng không toàn là những cái da của mụn bít tắc mụn ẩn xong rồi bạn này ngứa tay á, cứ ngồi cậy nó ra những cái nốt viêm như vậy cho nó khác hoàn toàn với cái ca viêm của cái bé vùng cầm vừa rồi nên mọi người chắc là về coi lại mấy cái cái slide của buổi zoom này nè xong chụp cái hình lại về zoom cái hình lên mọi người sẽ nhận định rõ hơn để phân biệt về cái mụn ha cái mụn viêm ở trên kia kìa nó khác hẳn với của bé này bé này nó không có hề viêm chút xíu nào hết trơn nó toàn là lên những cái mụn ẩn sừng tắc tuyến bã năng long xong rồi nó ngứa tay nó ngồi nó cậy mới lên những cái nốt thâm viêm nông bề mặt gì đây nè còn bé kia là viêm sâu ở dưới bề mặt nên với cái da này thì mình cũng sẽ xử lý khác mình sẽ xử lý khác là gì vẫn là những cái bước làm sạch đúng không thoa cái thằng mà export để mà nó làm mờ những cái vết thâm được nhanh hơn và các bạn thấy cái da này một cái gì nó rất là dày sừng nó rất là dày sừng nên với những cái da dày sừng như thế này các bạn xử lý cẩn thận nó gây ra một cái vòng lẫn quẩn ví dụ như cái dày sừng như thế này các bạn cho khách hàng này vi đang cho họ lau cái thằng bha để giải quyết cái dày sừng nang long triệt tiêu mấy cái bã sừng bã nhờn đồ đó đúng không thì nếu như mà mình không đủ độ ẩm thì da sẽ bị khô căng và dày sừng nó sẽ nặng hơn hoặc là da khách hàng này sẽ gây ra tình trạng đỏ rác còn khi mà các bạn đưa vô các bạn dưỡng ẩm để giảm dày sừng mà các bạn không có một cái gốc axit yếu gì để bạc sừng nang lông thì lúc này có thể là khách hàng sẽ bị viêm. Nên với những khách hàng mà kiểu mà mụn mà thêm cái dày sừng nang lông như thế này, các bạn phải xử lý hai cái vấn đề cùng một lúc là các bạn phải làm bạc sừng nang long thì mình có thể dùng BHA nè, mình dùng AHA nè hoặc là các bạn dùng mandelic hoặc các bạn có thể dùng bakuchiol cũng được. Còn riêng khách này á thì lúc này là vi đang cho họ dùng cái thằng BHA đó. BHA họ sẽ lau mỗi tối lau xong rồi họ sẽ đưa cái thằng Ceramide cấp nước lên một cái làm ẩm dịu nhẹ nhưng không quá bí nặng da vừa đủ độ ẩm để đi chung với cái thằng BHA thì lúc này cái, cái routine của mình nó sẽ hoàn chỉnh hơn còn nếu như mà các bạn chỉ lau BHA quên bỏ qua cái bước dưỡng ẩm hoặc cái dưỡng ẩm của bạn bạn lựa cái kết cấu kiểu như cái bếp thai cái tiếp màu đỏ đỏ đó thì nó lại quá nặng cái da này thì nó có thể gây tắc nặng hơn còn nếu như mà bạn không đưa cái độ ẩm lên mà bạn chỉ lau BHA không thôi thì khách hàng này có thể da bị khô căng có thể dễ bị viêm đỏ hơn ha nên cái da này có một cái lưu ý là vẫn là esbot thoa khắp mặt rồi kết hợp thêm bha và dùng ceramide còn lý do dùng thì có giải thích rồi đó các bạn có thể nhìn cái viêm của khách và cái này á là sau 6 đến 8 tuần khám lại cái da thì các bạn thấy là về cái dày sừng nang lông nó giảm nè và những cái vết thâm nụ nó nó cũng mờ đi luôn rồi em em qua cái da tiếp theo thì cái da này trả lời cho các bạn một cái chính xác hơn hồi nãy có một bạn hỏi đó là cái bác vi ơi em xin phép bác vi một tí xíu ạ à. dạ hiện tại thì cũng khá là muộn rồi bác vi thì mình thì em xin phép là mình sẽ dời cái phần giải đáp và cái phần khay lâm sàng này qua đầu buổi dung tối mai ạ à cái cái cây lâm sàng này nữa là hết rồi đó. Dạ. Nên bởi bà sẽ nói cái ca này xong rồi cái phần giải đáp á, thì chắc là em nốt lại để qua cái buổi sau. Dạ vâng ạ. À. Ừ, vậy đi. Dạ. Tại vì cái ca này nữa là hết để trả lời cho hồi nãy một bạn luôn á là bạn hỏi là cái giày sừng cái tuyến bã á, nó như thế nào thì là đây. Các bạn có thể zoom lên để các bạn thấy được cái giày sừng cái tuyến bã của cái nang lông nó như thế nào. Cái tắc phì đại cái tuyến bã nó làm sao đó thì cái da này ở bên vùng má nó biểu hiện rất là rõ còn cái hướng giải quyết thì cũng giống như cái ca mà bị uh, tắt cái tuyến bã ở phía trên kia thôi là mình cũng lấy sạch cái nhân mụn đi ra rồi cũng sẽ là làm cái thằng là cho họ thoa cái s tại nhà và kết hợp với lại cái ambu b 5 với lại thằng ca tại sao ca này mình sẽ cho thoa ba thằng mà không phải là hai tại vì cái da này đang có những cái mụn viêm thì s nó sẽ làm giảm viêm rất là tốt và trên cái ca này nè Mình đánh giá là có những cái nút viêm như vậy á, Thì mình sợ sẽ bị xịu rổ Nên cho thêm cái thằng ca đi vào Đó Còn cái 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 hướng giải quyết cũng giống như cái kia Nên là cái này Sắp xếp, xếp cái slide nó hơi bị xa nhau Để cho các bạn hơi bị khó hình dung Nhưng mà cái da này Nó cũng giống như cái da phía trên kia Nhưng mà cái phì đại tắc tuyến bã ở bên má Sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn thì mình sẽ giải quyết về cái là mình sẽ làm sạch những cái ổ mụn viêm này đi ra những cái ổ mụn ẩn này đi ra rồi sau đó ở nhà vẫn làm sạch và vẫn là những cái sản phẩm là cái export các ab 5 và cái k nhưng mà tại sao là ba món tại vì cái k này mình đánh giá là cái viêm ở trên vùng mụn á nó đã bị viêm lâu có thể bị sẹo rỗ nên mình bổ sung thêm cái k đi vào và có những cái nốt mụn viêm đỏ nên kết hợp thêm cái export cho nó nhanh đó là cái 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 da này còn cái hướng xử lý cũng giống như những cái da kia thôi đó là cái cái, cái hết mấy cái ca lâm sàng rồi đó nên là ngày mai chỉ trả lời cái giải đáp câu hỏi thôi dạ vâng ạ à. uh... Bác Vy chia sẻ cuốn quá cuốn luôn, thật sự là bây giờ mà nếu như vẫn còn nói đến 12 giờ rưỡi 1 giờ sáng thì em chắc chắn là mọi người vẫn sẽ nghe luôn ấy. Rất là cảm ơn cái phần chia sẻ về các cây lâm sàng của bác Vy cực kỳ là bổ ích luôn và rất là hay đúng không ạ? Đúng không ạ, mọi người? Chúng ta vẫn còn một phần uh, giải đáp thắc mắc của khách mời và phần mini game nữa nhưng mà hiện tại thì chương trình nó bị cháy uh, khoảng 2 tiếng rồi mọi người ạ. À. Cho nên là em xin phép là sẽ dời cái phần giải đáp và cái phần mini game vào buổi tối ngày mai vào lúc 19h45 mọi người nha đầu buổi zoom ngày mai thì mọi người nhớ tham gia zoom sớm để mà mình được giải đáp những câu hỏi mà hôm nay chưa được giải đáp này mình tham gia mini game để mà nhận được những phần quà giá trị từ ban tổ chức và đặc biệt là một cái chương trình cực kỳ ưu đãi dành riêng cho các khách mời tham gia vào zoom cho nên là các anh chị em nhớ là buổi tối ngày mai mình sẽ có mặt thật là sớm để mà mình cùng tham gia vào tiếp tục cái buổi workshop nhé mọi người nhé em thay mặt nhãn hàng thì em xin cảm ơn cô nhung và bác sĩ hà vi đã có một cái buổi chia sẻ cực kỳ là bổ ích và rất là hấp dẫn cho các khách mời buổi tối ngày hôm nay ạ à. và bây giờ thì em xin phép là kết thúc dung tại đây em chúc cho mọi người ngủ thật là ngon và ngày mai mình nhớ đặt thức để mà vào Zoom đúng giờ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã tham gia vào cuộc số cùng với A qua ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai ạ. À. Em chúc mọi người ngủ ngon. Linh ơi. Alo. Alo Linh ơi. Alo. Ôi treo mẹ em ấy là làm nào rồi nhỉ? Mày đơn rồi. Cái, không biết cái chọn có lựa là lưu trên cloud không nhỉ? Ghi trên cloud không? Đưa tài khoản đây anh xem nào. À không để em vào tài khoản thì em vào. Bây giờ không vào được không? Không gửi cho anh rồi á. còn zoom à gửi lại anh xem nào. Đang đăng nhập thử lại xem. Nhá. Đánh check xem một lưu trên zoom. À lưu trên cloud không? Yeah.